Nhất thế chi tôn nét ba chương 166, ước hẹn 10 đao. Vương tư viễn ho mấy cái, vẫn tự tin chỉ tam tư kiếm xuống, lạnh nhạt nói. Mời. Hắn không cần tích lũy khí thế, giơ tay nhất chân đều hòa hợp với tự nhiên rồi, dù người đối diện có khí tức cường đại hơn, thực lực khủng bố hơn thì cũng khó lay chuyển được lòng hắn. Đạo của mạnh kỳ khác với gian chỉ vi, dùng thiên chi thương, dùng tử lôi kình thôi động, cùng lôi chấn cửu tiêu, thì chiêu thức xuất ra cũng vẫn không thể nào so bằng một kiếm vừa rồi của Giang Chỉ Vi. Thiên chi thương dơ lên, đột nhiên đánh xuống, mạnh kỳ thân theo đao thế, vọt tới, giảm khoảng cách của hai bên xuống. Lúc đao dơ lên, hắn còn cách vương tư viễn một khúc, khi đao rơi xuống, hắn đã tới gần. Trường đao hạ xuống, xung quanh đều là hỗn độn, có âm có dương, có cương có nhu, rất khó phân biệt, lại có khả năng đổi chỗ chuyển hóa cho nhau bất cứ lúc nào. Ngay chiêu đầu tiên, Mạnh Kỳ đã dùng tới khám hư kiếm pháp, định lấy âm dương để làm rối loạn phán đoán của Vương Tư Viễn. Khá lắm. Nguyễn Diêu Quang khen, đã bước đầu tiến tới với nguyên lý trời đất. Kiếm trong tay Vương Tư Viễn đột ngột đâm ra, không sớm không trễ, vừa vặn điểm trúng vào mũi đao của Mạnh Kỳ. Âm dương cương nhu chuyển chỗ cho nhau, hư thực tầng tầng sinh ra, không tốn chút cố gắng đã triệt tiêu đao thế. Lấy âm dương phá âm dương. Vương đại công tử xuất chiêu cực kỳ chính xác, vừa vặn chặt đứt biến hóa và bố cục của Mạnh Kỳ. Đao thế tiêu tán, Vương Tư Viễn không tiến công, mà thu kiếm về, chờ Mạnh Kỳ ra chiêu tiếp theo, không cần dùng tới toàn lực để ứng phó. Chiêu thứ nhất. Hắn thản nhiên nói. Biết đây là tinh thần giao phong, là thủ đoạn để chọc mình nổi giận, Mạnh Kỳ mặc kệ ánh đao mênh mang sáng lên, xuất đoạn thanh tịnh. Thiên chi thương vốn rất nặng, nhưng một đao này lại nhẹ tên phiêu giật. Mỗi đao rung rung, không ngừng biến hóa, mỗi một biến hóa đều làm trong lòng người ta sinh ra nóng nảy, như nhớ lại những chuyện cũ, khiến trong lòng gợn sóng. Ánh đao như khói từ tận đáy lòng lượng lờ dâng lên. Vương tư viễn như cười như không, tam tư kiếm, cổ quái đâm ra, nhắm thẳng vào sườn trái của mạnh kỳ, cũng chính là điểm yếu trong chiêu này của hắn hắn là không bị ảnh hưởng, hay là hồi phục quá nhanh. Hoặc vì đoạn thanh tịnh chỉ có tác dụng trong cảnh giới giới hạn, bị thiên nhân hợp nhất của hắn hóa giải mất. Ánh đao chợt tắt, biến hóa ngưng bạc, thiên ngoại phi tiên vốn lẽ ra đi tiếp theo sau lại không thể tiếp tục được nữa. Trường kiếm thu về, vương tư viễn đếm. Chiêu thứ hai. Mạnh kỳ hít sâu, trường đao đánh xuống, đao kình tầng tầng chồng lên nhau, dòng khí chấn động, tiếng sét đâu đó sinh cơ, dòng khí xung quanh thân đao đều bị hút vào, cả trời đất như chỉ còn một ánh đao này. Đây là chiêu do mạnh kỳ suy diễn dùng cùng lôi chấn cửu tiêu khi không dùng tới thiên chi thương, vương đại công tử kiến thức rộng rãi, sử dụng nguyên bản sẽ dễ bị nhìn ra manh mối. Một đao bá đạo mạnh mẽ, như muốn đập vụn hư không, chém vỡ đại địa. Vương tư viễn bất động thanh sắc đâm ra một kiếm, lấy công thay thủ, xuyên qua những tầng khí, như chiếc lá giữa cuồng phong, con cá bơi ngược dòng nước xiết, thẳng nhiên xuyên qua, đâm vào cổ tay mạnh kỳ. mạnh kỳ không thể không lùi lại một bước, không thể không thu đao về. chiêu thứ ba, vương tư viễn đếm ba chiêu, vương tư viễn đều là lấy công thay thủ, làm mạnh kỳ không thể không dừng giữa chừng, cứ như đã hoàn toàn nhìn thấu tất cả ý tưởng của hắn. mạnh kỳ lại vì thế mà hưng phấn, trong đầu nảy ra rất nhiều ý tưởng, dùng bát cửu huyền công giấu đường vận hành chân khí không được. Lan Vương từng hợp tác với hắn, làm vậy hắn nhất định sẽ đề phòng. Chưa tới lúc mấu chốt sẽ không dùng chiêu này để khỏi lãng phí cơ hội. Làm sao giờ kiểu này không làm sao kể chuyện xưa được? Bỗng hai câu nói của Tưởng Hoành Xuyên và Vương Tư Viễn hiện ra trong đầu hắn. Một âm mưu thành công hay không, quan trọng nhất chính là che giấu được mục đích thật sự của nó. Người nói đúng lắm, điểm chính của bố cục ở chỗ giấu được mục đích thật sự, cho nên chỉ cần nắm được mục đích của ngươi, dù ngươi có khuấy thế cục loạn tới mức nào, ta cũng vẫn có thể sừng sững bất động, chờ ngươi tự chui đầu vô lưới. Đấu kiếm như đánh cờ vây, như kể chuyện xưa, bố cục của chúng thế nào, kiếm pháp cũng làm như thế. Mục đích của mình là làm cho vương tư viễn phải quay về thủ một chiêu, vương tư viễn giỏi toán kinh, đã biết được mục đích của mình, đương nhiên có thể sừng sững bất động, thông dong chờ mình xa lưới, hèn gì dù mình có cố gắng vẽ vời kiểu gì cũng bị đánh gãy ngay lúc mấu chốt phải giấu được mục đích của mình muốn giấu được vương tư viễn trước tiên phải giấu được bản thân chiêu thứ tư thản nhiên xuất ra ánh đao cực nhanh điện mang lấp lóe trong nháy mắt đã tới trước người vương tư viễn đây là một chiêu trong trời giáng ngủ lôi oanh của hoàng phủ đào trong điện chi khoái kiếm của vương tư viễn rất chậm ánh đao của mạnh kỳ lại cực nhanh hai bên đối lập với nhau nhưng kiếm đi sau lại đến trước, cực kỳ quỷ dị đâm trúng vào bên hông thiên chi thương, nơi chân khí lưu động yếu nhất, khiến đao thế của mạnh kỳ nghiêng đi, phải dựa vào bất tử ấn pháp để trụ lại. Chiêu thứ tư Vương tư viễn lạnh nhạt Mạnh kỳ không giận không vội, trường đao lại chém ra, không nhanh không chậm, dòng khí chung quanh bị ép lại, làm cho đao thế trông rất trầm trọng, nổ vang. Đây là lôi chi trọng, một trong năm loại tinh nghĩa, được hoàn thiện từ lĩnh ngộ chiêu thức của hoàng phủ đào trước mũi đao dòng khí thu hẹp lại tạo thành lốc xoáy mang tới lực hút mạnh mẽ vương tư viễn vẫn thản nhiên tam tư kiếm theo lực hút đâm ra ngay khi sắp chạm vào thiên chi thường thân kiếm hơi chuyển thoát ra khỏi đao thế như chim về rừng như cá về nước rất tự tại rất nhàn nhã đâm vào cổ họng mạnh kỳ mạnh kỳ xoay ngang đao chặn lại cụ chiêu thứ năm Vương Tư Viễn chậm rãi đếm. Kiếm pháp tuyệt hảo. Mạnh kỳ thực lòng khen. Thiên chi thương cực kỳ thông thả chém ra, khác hẳn với những chiêu trước, thực làm người ta sửng sốt. Khâu Phi có một cảm giác rất kỳ quái, rằng dù mình có tránh thế nào cũng không thoát được chiêu này, vì nó bao hàm quá nhiều biến hóa, đủ loại chuẩn bị sau lưng mình. Vương Tư Viễn cao mày, tam tư kiếm cực nhanh đâm ra. Đương một tiếng, đâm trúng vào mũi thiên chi thương, mọi biến hóa suy diễn đang chờ sẵn đều hóa thành mây khói. Chiêu thứ sáu, Vương Tư Viễn thu kiếm về. Khâu Phi kinh ngạc, ba chiêu sau này, cùng đao tô mạnh không giống như đang so đấu, mà giống như đang tập luyện đao pháp vậy. Hắn biết mình không thể làm Vương Tư Viễn thu kiếm về thủ được, nên định chuyển sang mục đích khác, muốn kiểm tra những sơ hở của chiêu thức mình đặng sau này tu bổ. Thử một đao nữa. Mạnh kỳ quát to, đao thế tròn vành vạnh, suy diễn bầu trời, dung tàn vạn vật. Một đao này, mạnh kỳ kết hợp âm dương tam hợp, hư không tàn vật, thế công thế thủ đều ở trong đó, vừa giống công, vừa giống thủ, rất khó suy đoán. Vương tư viễn giơ tay, đâm thẳng vào giữa vòng tròn, dù có biến hóa thể nào, thì vẫn có chỗ không sao biến hóa được, thiên không tuy hư, nhưng chứa đại đạo. Đương Đao kiếm đánh nhau, đao thế lại bị phá. Nhưng thiên chi thương nảy lên, bùng ra điện quang, ngưng tụ thành đao khí. Mục đích mạnh kỳ vẫn giấu nãy giờ, bây giờ lòi ra. Đao khí bừng lên, bầu trời tối sầm lại, điện quan chấp lóe đang thành đao khí, như rồng như rắn, bổ thẳng vào vương tư viễn. Khoảng cách hai bên quá gần, đao khí vừa phát, vô hai đã tới gần. Thử một đao nữa. Tiếng hét to vang vọng. Đao khí hóa thành một con rồng điện, bắn về một cái đã tới trước mặt vương tư viễn. Nguyễn Diêu Quang và Vương không muộn đều khựng mắt, chính họ cũng không đoán ra được biến hóa này, Vương Tư Viễn giấu sự chuyển động chân khí và phản ứng cơ nhục với họ là chuyện không lạ, nhưng từ lúc nào, cùng đao tô mạnh cũng làm được điều ấy. Vương Tư Viễn vẫn bình tĩnh, tam tư kiếm bắn ra một làn kiếm khí u ám, chẳng rõ màu trắng hay đen. Kiếm khí cực nhanh, không thua gì tốc độ âm thanh. Vương Tư Viễn lại lấy công thay thủ. Đường đi của kiếm khí này rất mỹ diệu phù hợp đạo lý thiên địa, tuy ra sau nhưng lại vẫn tới trước. Đao kiếm đều là nhằm vào cơ thể đối phương, Mạnh Kỳ và Vương Tư Viễn giống như đang quyết tâm lưỡng bại câu thương. Nhưng Mạnh Kỳ lại cảm thấy trước khi đao khí của mình chém vào Vương Tư Viễn, kiếm khí sẽ xuyên thủng qua người hắn trước, tới lúc ấy, đao khí sẽ không còn người khống chế, Vương Tư Viễn lại có bộ pháp Cửu cung bát quái, hoàn toàn có thể né được vào phút cuối. Tiểu gia học là Kim Trung Tráo và Bát Cửu Huyền Công mạnh kỳ nghiến răng hơi nghiêng người da lóe màu ám kim quyết không đổi chiêu bỗng nhiên thân thể vương tư viễn hóa thành tàn ảnh tam tư kiếm nhướng cao lên kiếm khí cất cao va chạm với thiên chi thương đương tiếng vang ngân lên lồng lộng kiếm khí lướt qua sát người mạnh kỳ thiên chi thương cũng bị đổi hướng đao khí bay sượt qua mặt vương tư viễn chỉ sai một ly là đi ngàn dặm cuối cùng đao kiếm chi khí đều đánh trượt Vương Tư Viễn nhìn chầm chầm vào Thiên Chi Thương. Hắn cảm thấy trong Thiên Chi Thương không có bao nhiêu nội lực trong đó, chiêu thức đánh ra toàn dùng bằng đao khí bản thân. Nếu chân khí của Mạnh Kỳ không ở trong Thiên Chi Thương, vậy nó ở đâu? Có bảy. Sau đó hắn nhìn thấy một làn kiếm quang lóa mắt bay thẳng tới mặt mình, đường kiếm rất thuần phát, không có biến hóa, không có chuẩn bị gì thêm đằng sau, vô cùng thẳng thắn, vô cùng có thần, giống như thiên ngoại phi tiên. Đây mới chính là mục đích mà Mạnh Kỳ muốn giấu, tìm cơ hội, đâm ra tử ngọ. Đây là chiêu cuối cùng, nếu chiêu này cũng không có hiệu quả, dù Mạnh Kỳ có dùng tới xá thân quyết, cũng không thay đổi được kết quả định sẵn. Kiếm quang phiêu giật, nhanh như bôn lôi, đẹp như một giấc mộng cảnh. Mộng chưa tỉnh, kiếm đã tới. Huy hoàng, sáng lạng. Nguyễn Diêu Quang, Vương không muộn đều không đoán ra được điều này, đến khi hai người định ra tay ngăn cản thì đã muộn bèn định dùng sức mạnh lôi hai đấu thủ ra khâu phi há hốc mồm không thể tin được điều mình nhìn thấy hắn tưởng biến hóa đã hết ai dè vẫn còn một tầng bảy nữa giang chỉ vi nhếch khóe môi rất hài lòng về mạnh kỳ nguyễn ngọc thư phòng má lên rồi xẹp xuống vương tư viễn động chân đạp cửu cung như lăng ba vi bộ mạnh mẽ trượt ra nhưng kiếm quan của mạnh kỳ đã chú định được mục tiêu né cũng không né được bỗng nhiên, tam tư kiếm biến mất. Không phải biến mất, mà là gập ngược lại, chui thành mũi, mũi thành chui, bám sát vào cổ tay, như rắn dài qua động, một luồng sương mù nồng đậm xuất hiện, bao phủ hết chung quanh, không còn có thể nhìn rõ. Trong sương mù, làng kiếm quan đẹp để rực rỡ như làng cầu vồng đang chiếu sáng bóng tối. Phốc! Sương mù đột nhiên tiêu tán, khung cảnh lại hiện ra rõ ràng, vương tư viễn nắm chặt mũi kiếm, chui kiếm trắng trước yếu hầu, thân kiếm lưu chuyển hai màu trắng đen, phản chiếu bóng hình tử ngọ. Cuối cùng cũng cản được, Vương Không Muộn và Nguyễn Diêu Quang đều thở vào. Rốt cuộc cũng làm hắn phải hồi kiếm về phòng thủ. Chính chiêu, cảm ơn đã nhường. Mạnh kỳ vui vẻ. Tuy chỉ là làm cho Vương Tư Viễn phải thu kiếm về một chiêu, nhưng với hắn đã là một tiến bộ lớn, sau này khi đấu phải những cao thủ tương tự, thì cũng coi như đã có kinh nghiệm. Đôi má tái nhật của Vương Tư Viễn lại hồng lên, khụ một cái, khóe miệng ứa máu. Một hồi lâu sau, hắn mới bình phục lại được, phấn khởi nhìn Mạnh Kỳ, công pháp của ngươi, thú vị lắm. Đối với những việc không tính ra được, không nắm trước được, lúc nào hắn cũng hứng khởi, điên cuồng. Toán kinh, tính tẩn thiên lý, tính tẩn hồng trần, tính tẩn thương sinh, bác cửu huyền công, biến hóa đa đoan, lừa gạt thiên cơ, giúp tránh tai kiếp. Hắn hít sâu, các ngươi chọn đi. Chọn cái nào? Mạnh kỳ nhìn Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư. Cái nào cũng được. Không có kiếm pháp, không có bảo kiếm, Giang Chỉ Vi không bận tâm. Nguyễn Ngọc Thư nghĩ nghĩ, tùy ý. Hai câu này sao nghe quen thế, có phải sau đó ta ra một món nào đó, hai người lại tìm ra lý do để chê bai này nọ chứ gì. Mạnh kỳ oán thầm, ngoài miệng lại thản nhiên, chọn cái nhẫn có được không. Ngươi thắng ngươi làm chủ. Giang chỉ vi mỉm cười nguyễn ngọc thư miếng môi không chừng bên trong có thứ gì đó của thời thượng cổ sao ngươi không nói thẳng là nguyên liệu nấu ăn của thời thượng cổ đi mạnh kỳ cười thầm vương tư viễn cười nhìn mạnh kỳ đi vào nội phủ cầm cái nhẫn lên chiếc nhẫn trơn tru màu đen tuyền không chút nào thu hút mạnh kỳ thầm đọc minh văn tích huyết vào mở nhẫn ra mạnh kỳ đột nhiên nhíu mày vì trong nhẫn là một không gian không hề lớn chỉ rộng chừng tám thước cao chừng ba tấc bên trong vỏn vẹn chỉ có một vật cuốn thành quyển tròn lặng lẽ lơ lửng đây là cái gì mạnh kỳ không lấy ra chờ tới khi đám vương tư viễn lấy cây thước tím sau đó rời đi xa mới lôi ra hỏi ba người còn lại quyển sách mở ra trang bìa có ghi chữ viết chữ rất thanh nhã phiêu dật ta là ai ai là ta nguyễn diêu quang khó hiểu câu này nghĩa là gì nếu chỉ là cảm khái khi tu luyện Sao lại trân trọng đặt ở trong những chữ vật? Nhưng nhìn kỹ sáu chữ này, đều chỉ là những chữ viết rất bình thường, không ẩn chứa chân lý trời đất hay chân ý gì của Đông Dương. Chắc là có ý nghĩa khác, Mạnh Kỳ lắc đầu, cất lại quyển sách vào trong nhẫn. Nguyễn Diêu Quang lấy ra một viên châu màu đỏ hồng ấm áp và một món binh khí kỳ lạ nhìn giống cây chổi, từng, đây là đồ lấy được từ trên người tên Tà Ma. Xin tiền bối cứ giữ lại, không có người chúng ta cũng không giết được ma đầu. Mạnh Kỳ thành thẩn. Nguyễn Diêu Quang cười, không cần quá khách sáo như vậy, lão phu đâu phải người đi ăn hiếp con nít. Nếu đã có Đông Hoa Thanh Thư và Đông Cực Trường Sinh Đan đang phương, ta chỉ lấy thêm một món là được rồi, còn lại các ngươi chia nhau đi. Bà Tất Bảo binh đi. Ba người Mạnh Kỳ đều có ý lấy đồ để đổi thiện công thôi, nên chẳng buồn suy nghĩ nhiều, Giang Chỉ Vi cầm càng nguyên định thần châu Nguyễn Ngọc Thư lấy Đông Dương Thanh Thư bỏ vào những trữ vật của mình. Đương nhiên, trước khi đổi cho lục đạo Luân Hồi chi chủ, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi chắc chắn sẽ thay nhau xem Đông Dương Thanh Thư, nó được tất kỹ như vậy, không chừng bên trong còn ghi lại bí pháp gì đó. À, Nguyễn Diêu Quang đột nhiên nghiêm mặt, tên ma đầu kia chưa chết. Cái gì? Mạnh Kỳ sửng sốt, lão trung đầu chưa chết. Giang Chỉ Vi gật đầu xác nhận. Nguyễn Diêu Quang thở dài, ma công của hắn quá ghê gớm giả chết y như thật làm lão thân tưởng hắn đã thân tử hồn tiêu mới dùng thi thể của hắn để diễn hóa ma khí không ngờ hắn vẫn nhịn được giả làm người chết tới khi lão thân xử lý tới người của sinh tử vô thường tông mới đột ngột đứng dậy chạy ra khỏi biệt phủ chính vì chuyện này nên lão thân mới tới chậm nếu không có thi thể của lão chung đầu nguyễn diêu quang không thể giấu được cảm ứng của tưởng hoành xuyên vì đặc điểm của thiên ma công rất rõ ràng hèn gì sau này gặp lại lão chung đầu không được để cho lão có cơ hội tất phải nghiền xương lão thành tro biệt phủ bị một kiếm xuyên thủng giang hồ nhân sĩ thi nhau đuổi tới song đám mạnh kỳ đã rời đi rồi không thu hoạch được gì từ biệt phủ mọi người mới từ từ rời đi tưởng hoành xuyên lặng lẽ hiện ra thân ảnh trong suốt khí tức không tiết ra ngoài chút nào nhìn không thấy cảm ứng cũng không được y đập nồi bán sắt mới mua được món đồ để ẩn thân này nếu y không ra tay đánh người ta dù có là cường giả ngoại cảnh cũng không tìm thấy hắn vừa hiện lên y lập tức chuyển chỗ vì sợ tại chỗ có cạm bẫy chung quanh im ắng khói mưa mông lung không còn ai tưởng hoành xuyên nhẹ nhàng thở ra cẩn thận lướt qua cầu gỗ xuyên qua lầu cát đến cửa vào nội phủ nếu không ai mai phục có nghĩa không ai biết sự kỳ diệu của luân hồi phù y đi vào bầu trời vàng óng ánh, rất đẹp đẽ. Bỗng dưới chân tưởng hoành xuyên nhẹ hẳn, đất hai bên con đường đá xanh đã bị người ta đào mất, thông nước sông vào. Không xong. Tưởng hoành xuyên giật thót, quyết định tương kế tự kế chui vào trong nước, dùng đường thủy để đi xa. Nhưng nước này lại chỉ cao tới qua mắt cá chân mà thôi. Ba, bọc nước bắn lên một chút. Tưởng hoành xuyên biết không hay, thì đã thấy bên kia có một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, dung mạo tuấn mỹ, cầm một cây đao lấp lóe điện quang, mỉm cười. Tưởng huynh, tô mổ đợi đã lâu. Tưởng hoành xuyên rùng mình, định chủ động phá vây, trong đầu nghĩ. Hắn biết bí mật của luân hồi phù, chẳng lẽ cũng giống với chúng ta. Hắn không ra tay ngay, chuyện là có ý muốn thương lượng. Mạnh kỳ bảo đợi đã lâu, nhưng lại không toát ra sát ý. Tưởng hoành xuyên còn đang do dự, một âm thanh khó tả đã xuyên qua hư không bay tới, nếu tưởng hoành xuyên từng nhìn thấy chân long sẽ hiểu đây chính là long ngâm một trong lan hoàng 12 thần âm long ngâm mênh mang âm thanh uy nghiêm xuyên thẳng vào trong tâm thần tưởng hoành xuyên run rẩy từ trong lòng run ra đây là sợ hãi tự nhiên nếu không phải đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất hẳn tay chân đã nhũng ra rồi tiếng long ngâm vang lên một lần lại một lần vang vọng trong đầu y chấn đến mức nguyên thần y bất ổn hai mắt dại ra có xúc động muốn quỳ phục xuống đất sau đó, trong mắt y hiện lên một tia kiếm quan sáng rỡ, khiến người ta quên đi tất cả, chỉ nhìn thấy nó. Đất trời như thay đổi, thiên nhân hợp nhất của tưởng hoành xuyên trong tích tắc xuất hiện khe hở. Lẽ ra với trạng thái thiên nhân hợp nhất, trong lòng y phải cực kỳ thanh minh, thấy được tất cả mọi chiêu trò của kẻ địch, nhưng lúc này, trong thế giới tâm cảnh của y chỉ có một làng kiếm quang, sáng lạng, trực rỡ, chiếm hết tất cả. Trong bị long ngâm, chấn tinh thần, ngoài có thần kiếm, nhiếp hồn, tưởng hoành xuyên bị mai phục trong ngoài, không kịp đối phó. Giang chỉ vi thừa cơ tới gần, tưởng hoành xuyên còn chưa kịp tỉnh ra, phát hiện, đã toàn lực chém ra một kiếm. Bạch hồng kích động, mây trên bầu trời bỗng nhiên sôi trào, kéo ra một tia sáng trắng một con chim lớn vừa mới bay qua. Tầng mây vỡ ra, ánh nắng chiếu xuống, sắc vàng óng ánh. Cẩm thủy bị chẻ từ giữa, sẽ ra làm hai. Tưởng Hoành Xuyên cố gắng tỉnh táo trở lại, bóp mạnh vật trong bàn tay. Ánh sáng xanh lóe lên, Tưởng Hoành Xuyên biến mất, sau đó hiện ra cách đó chừng một trượng. Vật giúp Na Di Vô ngã vô tướng kiếm quan giữa không trung xoay hướng đuổi theo, khả năng khống chế công kích của Giang Chỉ Vi rõ ràng mạnh hơn hẳn mạnh kỳ. Chỉ một cái tiểu Na Di phạm vi nhỏ không thể thoát được sự tập trung của kiếm ra vô ngã. Tưởng Hoành Xuyên cố gắng áp chế ảnh hưởng của Long Ngâm, năm ngón tay kết ấn, sau đó khép lại, trưởng hóa thành chỉ, một chỉ điểm ra, mang theo bao nhiêu biến hóa. Cuối cùng y đã xuất tuyệt chiêu quy nhất chỉ, nhưng vì bị thần âm và kiếm quan ảnh hưởng, nên uy lực bị giảm đi. Ngón tay điểm ngay chính giữa mũi kiếm. Ngón tay của tưởng hoành xuyên bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, tiếp tục hướng lên cánh tay và cơ thể. Song cơ thể tưởng hoành xuyên đã lóe màu ám kim, như một bức tượng đồng. Kim chung tráo kim chung tráo của tưởng hoành xuyên có lực phòng ngực rất mạnh vì cảnh giới của y còn cao hơn mạnh kỳ đây mới là thủ đoạn áp đáy hồng của y bùng bùng những tiếng nổ từng tiếng vang lên cánh tay của tưởng hoành xuyên vỡ dần từng khúc cơ thể màu ám kim cũng bị nứt ra miệng phun máu tươi rõ là đã bị kiếm khí nhập thể trạng thái thiên nhân hợp nhất đã bị phá vỡ nhưng tính mạng vẫn còn vốn ngay từ đầu hắn đã định nhảy xuống nước chạy trốn song đáng tiếc hắn biết tình cảnh bản thân, lại không có khả năng trốn thoát. Mạnh kỳ đã sách đao chạy tới, ánh đao như mây khói, lượng lờ vung lên, trong phạm vi mười trượng đều là hồng trần, thanh tịnh không còn nữa. Một đao lờ lửng mông lung, như cá bơi, như mũi bay, bám theo khe hở tâm linh, chém vào trong nguyên thần tưởng hoành xuyên. Tán tu gian nan, ai cũng muốn mình trở nên nổi bật. Mình xuất thân không thuận lợi, nhưng tính cách lại cao ngạo, không chịu cúi đầu, không chịu nịnh hót tiền bối, lấy lòng cao thủ, nên con đường tu luyện rất gian nan, đã nhiều lần muốn bỏ ngang trở về nhà trồng trọt, may mà trời vẫn còn dành cho một đường sinh cơ, giúp mình có được kỳ ngộ. Sau này quen biết thêm đồng bạn, gia nhập giúp đỡ cho nhau, gặp được một tổ chức không bắt buộc phải làm nhiệm vụ mà cho phép tự mình lựa chọn, có được công pháp và danh hiệu Văn Khúc Tinh Quân. Mỗi lần làm nhiệm vụ, kẻ bị mình giết, bị mình tính kế mà chết, đã là bao nhiêu người dần dần tâm địa tưởng đã trở nên sắt đá, nhưng thực ra mỗi lần nghĩ tới, trong lòng cũng vẫn không thể bình lặng, giống như sở quan lần này, vốn chỉ là một nhân viên tầng ngoài, biết được cực ít về bí mật của tổ chức, chưa được coi là đồng bạn, nhưng mình vẫn lạnh lùng buộc hắn phải tự sát, để rồi sau đó trong lòng luôn thấy nặng nề, bức tức Sự yếu đuối do hại người đã khiến mình không thể thanh tịnh. Tưởng hoành xuyên đột nhiên tỉnh ngộ, thì ánh đao đã chém qua lớp cương khí hộ thể ập tới trước mặt y mỉm cười tay trái đưa lên khẽ phất ra ngón tay phất một cái ánh đao lui tán đồng tử tưởng hoành xuyên đột nhiên rút lại vì trong một đao này không hề có chân khí ai y bỗng nghe thấy một tiếng thở dài như đồng tình như thương hại như tiếc hận tự sau đó một làn kiếm quan huy hoàng chiếu tới đường kiếm như từ trời giáng xuống không thể ngăn cản mi tâm trúng kiếm trong đầu tưởng hoành xuyên bỗng hiện lên một ý nghĩ. Ít nhất cũng đã được nghe lan hoàng thần âm. Trường kiếm đâm vào mi tâm tưởng hoành xuyên một tấc, kiếm khí ùa vào, phá hủy sinh cơ, mạnh kỳ cuối cùng cũng thở vào, vương đại công tử đỡ được, nhưng ngươi đã bị phục kích, sức lực chẳng còn, lấy gì mà đỡ. Lúc tưởng hoành xuyên gần chết, đôi mắt mạnh kỳ bỗng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, khí chất cơ thể thay đổi, trở nên tan thương xa xăm, giống như thần Phật đang từ trên cao bàn quan nhìn xuống chúng sinh. Biến thiên kích địa đại Pháp. Phải thừa dịp này, xem những ký ức hắn không quên được. Cùng lúc, Giang chỉ vi năm ngón tay chỉ phong hóa kiếm, cắt đứt hết những vật ở trên người tưởng hoành xuyên, sợ y giống hỏa đức tinh quân, sau khi chết bị đốt cháy sạch sẽ. Dù đồ trên người y chẳng còn món gì tốt, cũng có thể giúp có thêm manh mối. Tâm linh đại hải bình thường Phật phòng giờ dần trở nên yên tĩnh, những điểm sáng vàng từ từ chìm xuống đáy biển bỗng vì một kích thích nào đó những đống sáng vàng lại bay trở lên một điểm nhanh chóng to ra hiện ra một cảnh tượng hoành tráng một cung điện lộng lẫy tráng lệ không có ai đứng đầu hai bên có hơn 10 người ngồi ngay ngắn đều mang mặt nạ khí tức nội liễm có mặt nạ tử vi tinh chủ có cửu thiên lôi thần có võ khúc tinh quân có sơn nhạc chính thần có cả kim hoàng tây vương mẫu Bỗng cảnh ấy đột ngột sụp đổ, một tia kiếm từ đâu xuất hiện, đại hải tâm linh sụp xuống. Mạnh kỳ lùi lại một bước, lỗ mũi đổ máu, vì bị phản vệ, từ cơ thể tưởng hoành xuyên bỗng toát ra những tia kiếm khí, cả cơ thể bị cắt thành thịt vụn. Đã đoán ra trước chuyện này, mạnh kỳ thở dài, trong lòng lặng lẽ điếu tan. Tưởng huynh, nếu nói về bố cục, tính kế, âm mưu, ta với ngươi trên lệch nhau rất lớn, nếu không phải có người hỗ trợ, biết được thái độ của Huyền Thiên Tông đối với các ngươi, dù ta có nghĩ ra, cũng không có cơ hội. Ta từ chối lời mời chào của ngươi, phá hỏng bố cục của ngươi, nếu không giết đi một kẻ địch như ngươi, sau này sẽ không thể nào an tâm được. Ít nhất bây giờ có thể nói với lão trung đầu đã bỏ trốn, và Tử Vi tinh chủ không thể vào trong biệt phủ rằng mọi sự đã xảy ra nơi đây, đầu sỏ gây nên đều là Vương đại công tử. Những vật bị chỉ phong của Giang Chỉ Vi các đức có ngân lượng có kim châu nhưng không có vật gì đặc biệt đây là nguyễn ngọc thư từ trong gói đựng kim châu lấy ra một món đồ giống trang sức nhưng không phải trang sức nó giống như được làm bằng vàng mang hình đồ án kỳ lạ rất đẹp nhưng rất kỳ dị có ý vị thần thánh trang nghiêm trong vàng còn có trộn lẫn những vật liệu khác nữa không thể làm nhái được nguyễn ngọc thư xem kỹ bình luận giang chỉ vi châu đầu tới thò tay ra cầm vuốt ve từ trên xuống dưới không có pháp lý nội uẩn chỉ là vài chất hỗn tạp đặc thù mà thôi có lẽ là vật tượng trưng cho thân phận trong tổ chức thần thoại mạnh kỳ suy đoán giang chỉ vi gật đầu có thể nhưng trong đó coi chừng có ẩn chứa khí tức đặc thù gì đó người mang theo trên người sẽ rất dễ bị theo dõi ha ha sợ cái gì ngươi quên cái này à mạnh kỳ vỗ vỗ cái nhẫn trữ vật ném vào trong đó có là cao thủ thiên bản cũng không biết được đợi nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, đưa cho lục đạo luân hồi chi chủ giám định. Mạnh kỳ dùng truyền âm nhập mật bổ sung. Giang chỉ vi thấy mạnh kỳ đã tính toán cẩn thận, thì không nói nữa. Ba người nhanh chóng cất đồ đi, ném hết thi thể của tưởng hoành xuyên xuống nước phi tan, rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Mặt trời chiều ngã về Tây, mạnh kỳ phát hiện anh hùng lâu đã trở thành người đi nhà trống. Nghe nói khi tử vi tinh chủ và thủ chuyết đạo nhân giao thủ với nhau nơi này từng xuất hiện động tĩnh, sau đó nhiều người khách ăn uống xong phát hiện ra mình không cần phải trả tiền nữa. Nhậm Bình Sinh thật là cảnh giác, bỏ chạy nhanh như vậy, Mạnh Kỳ cảm khái, trẻ vài con phố, tới ngõ nhỏ có cây hòe. Lão giả khắc tượng khoanh tay đứng trước cửa, như đang đợi hắn. Bên cạnh ông không có đao khắc, không có khối gỗ, không có một bức tượng nào, ông mặc áo xanh, chỉ cầm một thanh trường kiếm cực kỳ bình thường đứng đó một kiếm đó của tiền bối quả thực là kinh thế hải tục chém đứt cả cửu u chi lộ mạnh kỳ không thể giả vờ không nhận ra họa mi sơn trang khai phái tổ sư nhất tâm kiếm lục chi bình cúi đầu lục đại tiên sinh cười chỉ là một cái khe cửu u mà thôi tà ma chưa từ bỏ ý định đâu sẽ vẫn tiếp tục nghĩ cách tới nhân thế lần trước lão phu đã nói sau cẩm thủy đại triều có chuyện muốn nói với ngươi giờ ngươi có muốn nghe không mạnh kỳ chắp tay hành lễ xin nghe cho rõ. Sắc mặt lục đại tiên sinh thoáng ngưng trọng, tiểu ca, vận thế của ngươi rất là sáng lạng, gặp nhiều kỳ ngộ, gặp dữ hóa lành, có phải hay không? Đúng vậy. Tiền bối. Mạnh kỳ cũng trịnh trọng đáp lại. Lục đại tiên sinh thở dài, nhưng vận thế của ngươi không phải là từ chính bản thân ngươi, như cái cây không rễ, giống người cố ý làm ra, nhìn thì rất hoành tráng oanh liệt, nhưng thực chất lại nguy hiểm vô cùng, có thể cuối cùng chỉ là công giả tràng. Ý nói là vận thế do lục đạo luân hồi chi chủ mang tới, vì có luân hồi nhiệm vụ, đổi được nhiều thứ, gặp được các loại kỳ ngộ trong các loại thế giới khác nhau, cho nên như thế. Hay là chỉ nguyên nhân khác, giống như A Nan. Mạnh Kỳ kinh hoàng nghĩ, tiền bối có gì chỉ dạy cho ta chăng? Mạnh Kỳ cố gắng nén lại sự sợ hãi. Lục Đại Tiên Sinh lắc đầu, con đường của ngươi, ngươi phải tự đi, bức tượng gỗ này coi như là quà tặng cho mấy ngày ngươi xem ta khắc ông đưa cho mạnh kỳ một bức tượng gỗ là khắc chính bản thân mạnh kỳ trông rất sống động đôi mắt vừa ổn trọng vừa khiêu khích mạnh kỳ nhận tượng cảm thấy tượng này với tượng bán ngoài đường chẳng có gì khác nhau nhưng không dám coi thường cẩn trọng giữ lấy cảm ơn tiền bối lục đại tiên sinh gật đầu cầm nhất tâm kiếm thông dong bỏ đi mạnh kỳ khẽ thở dài Tương lai trong lời nói của lục đại tiên sinh còn cách hiện giờ rất xa, tạm thời không cần lo. Trên Nguyệt Nha Hồ, một chiếc thuyền dáng tên Đặng Ký Ngư Phường đang bơi đi. Ba vị khách nhân, sắp tới sẽ tới phân đường Đại Giang Bang, có muốn ở lại chơi thuyền trên hồ này không? Chủ thuyền là một người còn trẻ, vì dầm mưa giải nắng, nên làn da ngâm đen, dung mạo khá là tuấn tú, cách ăn nói cũng không thể gọi là thô lỗ. Mạnh kỳ mặc áo trắng, sách trường kiếm, thiên chi thương tức trong những trữ vật cười bọn ta đều là tục nhân chơi thuyền ở đâu cũng được hết quan trọng là được ăn cô thôi chủ thuyền cười khách nhân đã nói thẳng ra như vậy để ta cho chuẩn bị thấy nguyễn ngọc thư há miệng định nói mạnh kỳ sợ cô lại đã kích người ta vội cướp lời cuối thu trời mát cô hồ lúc này cô béo thịt ngon hương vị đậm đà có thể gọi là một đặc sản của mậu lăng ta phải tốn rất nhiều tiền mới bao được cả con thuyền này đó dáng vẻ thỏa mãn của hắn làm Giang Chỉ Vi phì ra cười, tiểu hòa thượng này, lúc ra vẻ đắc ý, nhìn rất buồn cười, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Nguyễn Ngọc Thư uống hà hoa trà, thản nhiên nói, thế gia đều là tự đi thuyền của mình, mời đầu bếp lên thuyền để làm. Mạnh Kỳ đã sớm đoán trước, vung tay, làm vậy phiền lắm, hơn nữa vây quanh nha hoàng với chẳng người hầu, ăn với những người xa lạ, làm sao tiêu diêu tự tại bằng ở đây, có thể chuyên tâm ăn mỹ thực sớm đã đoán ra ngươi sẽ nói vậy mà. Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, từ, nói cũng không sai. Mạnh Kỳ càng đắc ý, sao hả? Đã hứa mời ngươi ăn đồ ngon mà, sao nuốt lời được? Thì ra là ta được ăn theo. Giang chỉ vi mỉm cười trêu chọc. Mạnh Kỳ suýt sặc. Thiếu chút nữa biến thành vương đại công tử, ý là ho sặc sụa đấy ạ, à, đâu phải, mời cô ấy cũng mời cả ngươi mà, cùng nhau phẩm cô uống rượu nào, tha hồ vui vẻ thấy mạnh kỳ đánh trống lãng giang chỉ vi cũng không ghẹo nữa mỉm cười cô hồ của mậu lăng nổi tiếng thiên hạ hồi ở trong nội môn ta cũng được ăn qua mấy lần quả thực rất ngon nhưng vận chuyển tuốt từ mậu lăng tới đường xá xa xôi tuy có cách giữ hương vị nhưng làm sao so được với ăn cua ngay tại chỗ đúng ha nguyễn ngọc thư nuốt nước miếng ba người tán gẫu chuyện cua hồ mậu lăng tới khi chủ thuyền bưng mâm cua hấp đỏ hực lên đây là nước chấm bí chế, pha chế với công thức bí mật và lót dạ. Đây là Nguyệt Nha Tuyết Ti Ngư. Đây là Hoàng tử nhà ủ, lúc ăn cua, nhấp một chút, hương vị càng thêm ngon. Chủ thuyền cười tủm tỉm. Ngửi thấy mùi thơm, Nguyễn Ngọc Thư ngọ ngoại cả hai tay. Có được mấy người bạn sinh tử chi giao, cùng nhau chơi thuyền trên hồ, uống rượu ăn cua, quả là một niềm vui trong đời người. Cạn. Mạnh kỳ rót rượu, cạn trước kính hai người. Giang chỉ vi và Nguyễn Ngọc Thư đều có nội lực thâm hậu hạng người, đâu sợ uống rượu, uống cạn ly mình. Gió thu thoảng đưa, sóng gợn nhẹ nhẹ, được gặp nhau sau nhiệm vụ luân hồi, uống rượu ăn cua, thật là thoải mái và sung sướng không sao tả được. Buông chén rượu, Nguyễn Ngọc Thư tóm lấy một con cua, động tác cực nhanh lột vỏ bẻ chân, nhoáng một cái, thịt cua, gạch cua đã lộ lộ hiện ra. Cô ra tay rất nhanh, cứ như đang rất vội nhưng động tác lại trông vẫn rất ưu nhã dáng vẻ lột cua cũng là một cảnh đẹp mắt chấm vào nước chấm bỏ vào miệng nguyễn ngọc thư nheo nheo mắt ngon thật danh bất hư truyền thấy vậy ngón tay mạnh kỳ cũng mất máy hắn cũng muốn lột cua hoàng mỹ giống như cô nhưng hắn không làm được trước giờ mỗi khi ăn cua hắn đều là bỏ luôn vào miệng cắn cho vỡ vỏ rồi nhả vỏ ra giang chỉ vi cười lấy một con cua giơ tay phải rạch một cái kiếm khí phát ra vỏ cua bị cắt rời bị gió thổi bay qua một bên lộ ra mỹ vị bên trong quả thật là ăn ngon hơn hồi ở trong sơn môn giang chỉ vi khen mạnh kỳ được cô gợi ý cũng bắt chước dùng chân khí hỗ trợ bác cửu huyền công có khả năng khống chế quả thực kinh người sau một lúc con cua đã trở nên trần trụi chấm vào nước chấm rõ ràng thứ nước chấm này giúp hương vị thịt cua ngọt hơn thơm lừng trong khoang miệng ngũ vị đều có đủ mà lại rất vừa vặn, hài hòa, quả là cực ngon. Nguyễn Ngọc thư thấy thế, ngẩng người, cầm lên con cua thứ hai, lần này dùng chân khí để lột vỏ cua cho nhanh, sợ nếu mình vẫn làm theo quy trình ưu nhã bình thường, e là sẽ bị hai người đối diện nhanh tay ăn sạch hết. Bọn họ ăn rất nhiều và rất nhanh. Ăn cua uống rượu, bất diệt nhạc hồ, sau nửa canh giờ, ly đĩa loạn xạ, cua đã hết sạch, Mạnh Kỳ cảm thấy say hơi say, vỗ bàn bắt đầu hát hò. Nguyễn Ngọc Thư xoa xoa tay, đặt tê phượng cầm lên bàn, tiếng đàn khoáng đạt, bình thản, nhẹ nhàng. Mạnh kỳ dần dần dừng hát, dựa vào vách sau lưng, nhàn nhã hưởng thụ. Giang chỉ vi đặt trường kiếm ngang gối, im lặng lắng nghe, dáng rất vui vẻ. Một lát sau, gió thu mang theo hơi nước xoắn tới, Nguyễn Ngọc Thư dừng đánh đàn, khẽ nói, ngày mai ta phải trở về Lan Gia, trước 18 tuổi e là không thể được cho phép đi du lịch thiên hạ. Ừ vào nhiệm vụ luân hồi lại mời ngươi ăn. Mạnh kỳ trấn an. Giang chỉ vi vỗ nhẹ trường kiếm, cảm khái, thanh liên công tử, đao khí trường hà còn chưa đến đã biết được kết cục mậu lăng, nên quay trở về bờ biển, ngũ phương đế đao theo thủ chuyết tiền bối về núi, lang vương, không biết tung tích, ta vốn định kiếm thí quần anh, lại không được như nguyện. Tử vi tinh chủ thực lực cực mạnh, tại thời khắc mấu chốt bức lui thủ chuyết đạo nhân, chạy thoát ra khỏi mậu lăng. Ta còn định mời các ngươi đi săn tìm Lan Vương, tiếc là hiện giờ không có manh mối, đành chịu vậy, nhưng Giang Đông quần anh hội tụ, muốn khiêu chiến, còn sợ không tìm được ai sao?" Mạnh Kỳ nói. Giang Chỉ Vi cười, "Tạm thời ta phải rời khỏi Giang Đông một thời gian, chủ sự tẩy kiếm các ở Mộ Lăng đã báo tin, ta phải thay mặt tông môn tới Trung Châu chúc thọ một thái thượng trưởng lão, tính thời gian, ngày mai đã phải khởi hành, Tiểu Hòa thượng, còn ngươi?" gặp nhau cuối cùng sẽ phải chia tay chia tay để rồi gặp lại mạnh kỳ nâng chén vốn lẽ ra ta chẳng có việc gì quan trọng tới trung châu một tí cũng không sao nhưng mà tề sư huynh vẫn còn chưa tới ta phải ở lại đây chờ huynh ấy không thể để huynh ấy ngàn dặm xa xôi đuổi tới mà chúng ta lại chẳng có một ai vậy chẳng phải làm đau lòng người ta giang chỉ vi mỉm cười gật đầu nên như thế một hai tháng nữa ta sẽ quay lại giang đông thuyền trở về bờ nguyễn ngọc thư và giang chỉ vi lần lượt rời thuyền cùng đi đại giác tự mạnh kỳ nhìn theo hai người lân lân say vỗ bàn ầm ĩ hát nước giang đông luôn cuồn cuộn chảy hoa đào rơi rắc tẩn anh hùng tiếng hát vang vang làm nhiều người phải quay sang nó nguyễn ngọc thư và giang chỉ vi cũng đi chậm lại để lắng nghe cổ kim bao nhiêu chuyện chỉ để làm trò cười trên bàn để giấy trắng cầm bút kê tay mạnh kỳ viết lại hết mọi chuyện ở mậu lăng nhưng bỏ qua những việc mình không nên biết ví dụ tưởng hoành xuyên chưa bao giờ nói ra tên tổ chức của y thần thoại đương nhiên có một số nội dung là mạnh kỳ tự chế biến ví dụ nguyễn gia nhúng tay vào là do giang chỉ vi và nguyễn ngọc thư giao hảo với nhau giang chỉ vi nhúng tay vào vì hồi ấy ở thiếu lâm từng có giao tình với mình sau này khi ra ngoài hành tẩu giang hồ lại gặp nhau một lần coi nhau như hảo hữu viết xong mạnh kỳ đóng con dấu thanh thụ quan ấn vào bộ phong tô đây là nội dung khắc trên con dấu mạnh kỳ mỉm cười gặp mật báo lại nhét vào trong lòng đổi tướng mạo đi ra ngoài phố trẻ trái quẹo phải một đống lần tới cửa hàng mua giấy mực lần trước trao đổi ám hiệu xong mới giao mật báo của mình ra và nhận thông tin tình báo mới của các nơi nhiệm vụ lần này mạnh kỳ may mà không bại lộ thân phận làm mật thám nếu cái thân phận bộ phong mật thám bị lộ ra, thanh danh của cuồng đao tô mạnh coi như là hết, đừng mong tìm kiếm được tin tức bí mật gì có liên quan tới giang hồ nữa. Vừa trở về nhà thuê, mạnh kỳ mỉm cười, tề sư huynh, xuất hiện đi. Từ trong góc sân, tề chính ngôn chậm rãi đi ra, mặt không cảm xúc, không ngờ vẫn chưa giấu được linh giác của ngươi. Đương nhiên, linh giác của ta có thể so với nửa bước ngoại cảnh cơ mà. Mạnh kỳ thản nhiên trả lời, cười hắc hắc tề sư huynh cuối cùng ngươi cũng tới tề chính ngôn đã quen thói mặt dày của mạnh kỳ thoáng xấu hổ ta lo sợ đi thuyền không kịp nên rời thuyền lên bờ đi suốt ngày đêm ai ngờ hoang sơn giả lĩnh ban đêm đi đường lại luôn gặp phải yêu quái quỷ vật đạo tặc cướp bóc làm mất không biết bao nhiêu thời gian so ra còn chậm hơn cả đi thuyền mới vừa vào giang đông đã nghe chuyện ở mậu lăng đã xong rồi khiếp sợ bách lý bỏ mình đông dương biệt phủ tổn hại Tề sư huynh, ta thấy ngươi giải thích hơi nhiều á, không giống phong cách tích chữ như vàng của ngươi nha. Mạnh kỳ ín ín cầm, có phải lý do thật sự không phải là gặp phải yêu quỷ sơn phỉ, mà là lạc đường hay không? Mặt tề chính ngôn run rẩy một chút, mặt không chút thay đổi, ngươi suy nghĩ nhiều. Chân tướng chỉ có một thôi. Mạnh kỳ nói một câu chỉ mình hiểu được, sau đó đổi đề tài, tề sư huynh, ngươi có kế hoạch gì không? Kế hoạch? Tề chính ngôn nhíu mày, chính là ở Giang Đông khiêu chiến các vị tuổi trẻ tài tuấn, ma luyện võ công thôi. Mạnh Kỳ cười, đúng là tri âm có khác, ta cũng đang có ý này, chúng ta cùng đi đi. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Tề chính ngôn hỏi. Mạnh Kỳ bành miệng, vốn mục tiêu ban đầu là ngũ phương đế đao thanh dư, nhưng tiểu tử này về núi rồi. Cho nên ta sẽ tới ngoại lâu của dĩnh thành lâu khiêu chiến thanh liên công tử Lưu Tô dù có lẽ sẽ thất bại nhưng cũng vẫn muốn khiêu chiến, phải đấu với cao thủ không hơn mình là mấy mới có tác dụng ma luyện. Lưu Tô Sư Huynh, Tề Chính Ngôn bỗng có vẻ hoảng hốt. Thanh Liên Công Tử, Lưu Tô từng là người nổi bật nhất trong một thế hệ của hoáng hoa kiếm phái, người cùng thế hệ với hắn luôn vừa hâm mộ vừa sùng kính lại vừa ghen tị với hắn. Bản thân Tề Chính Ngôn cũng luôn khao khát có được tư chất, địa vị của Lưu Tô, nay nghe hảo hữu, biểu đệ của mình muốn khiêu chiến tượng đài trong lòng thì không tránh khỏi cảm giác hốt hoảng. Mới có vài năm, mạnh sư đệ đã có thực lực như vậy. Còn ta, ta với lưu tô sư huynh trên lệch còn bao nhiêu? Mạnh kỳ đoán được tâm tư tề chính ngôn, khích lệ, tề sư huynh, chờ tới khi ngươi mở ra bát khiếu, bắt đầu tu luyện, tử tinh hà, là có thể đấu một trận với lưu tô. Theo miêu tả trên nhân bản, tư liệu của lục phiến môn lưu tô có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bước đầu bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất tu luyện là tiên thụ trường sinh kiếm nên bình thường nếu không có công pháp đặc thù thì ít nhất cũng phải có được thiên nhân giao cảm mới có khả năng đấu được với lưu tô nhưng mạnh kỳ có bác cử huyền công giỏi về biến hóa và lừa gạt phẩm giai cũng cao hơn tiên thụ trường sinh kiếm kinh nghiệm chiến đấu sinh tử cũng nhiều hơn hẳn lưu tô còn tề chính ngôn có hồn thiên bảo giám cỡ mở khiếu kỳ là đã có thể dùng một chút ngoại thiên địa nên mạnh kỳ mới nói hắn sau bát khiếu là đã có thể đấu với lưu tô tề chính ngôn hít một hơi hiện giờ ta chưa có dũng khí và tự tin khiêu chiến lưu tô sư huynh hy vọng sau khi xem các ngươi chiến đấu sẽ có thêm kinh nghiệm ý hắn là tới vĩnh thành thuận tiện khiêu chiến mở khiếu cao thủ ở vĩnh thành được vĩnh thành lâu ngoại lâu mạnh kỳ cười sảng khoái đi ở giang đông đa phần đều di chuyển bằng thuyền thấp thoáng trong bóng liễu là những mái nhà tường trắng ngói đen lô nhô, giàu có sung túc. Tới một tòa thành nhỏ gần dĩnh thành, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn rời thuyền lên bờ, định tranh thủ vào thành trước khi trời tối, để đến tối trạng thái đã trở về tốt, mới tới dĩnh thành. Gió thu chớm lạnh thổi vào người lành lạnh, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn bắt đầu tỉ thí khởi kinh công, một người có chân truyền phong thần và huyễn ma thân pháp, một người có hồn thiên bảo giám, bao hàm toàn diện, chênh lệch không lớn, bỗng nhiên, có ánh lửa hiện ra trong tầm mắt, bên ven đường hình một đoàn người đang dơ đuốc. Chuyện gì à? Mạnh kỳ vừa hơi giảm tốc, tề chính ngôn đã hỏi ngay. Mạnh kỳ lắc đầu, không biết, qua đi hỏi một chút. Hắn có tính hiếu kỳ khá nặng. Nhóm người này quần áo trang phục khác nhau, có người mặc kiểu bộ đầu, có người thuần kiểu giang hồ hảo hán, họ đang dơ cao đuốc, hình như đang định đi tìm cái gì đó. Huynh đài, cho hỏi có chuyện gì thế? Mạnh Kỳ hỏi. Nam tử nhìn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, các ngươi là hảo hán đi ngang qua. Từ Mạnh Kỳ thản nhiên thừa nhận. Nam tử kia do dự nửa ngày mới nói, hái hoa đạo tặc hắc hồ điệp gây mấy vụ án ở trong thành, gian giết chết mấy tiểu thư khuê cát, lần này bắt cốc lục tiểu thư sa gia, trốn này vào trong rừng này, chúng ta là do tri sự bộ đầu của thành triệu tập tới, định chia làm mấy đội, vào trong rừng tìm. Hắc hồ điệp. Mạnh kỳ ngơ ngác, tề chính ngôn cũng không biết. Hai vị mới tới Giang Đông, nam tử bỗng chợt hiểu. Mạnh kỳ gật đầu, phải, hắc hồ điệp nổi tiếng lắm à. Trong công báo của lục phiến môn chưa bao giờ có cái danh hiệu này. Thật sự là sĩ nhục của Giang Đông. Trang phục nam tử cảm thán, hắn là cao thủ cửu khiếu, công phu bình thường, nhưng rất giỏi kinh công, ẩn nấp là hàng đầu, cũng giỏi về ám khí và mê dược, nên nhiều lần bị vây cũng vẫn thoát được, không biết đã phá hỏng trinh tiết bao nhiêu cô nương, đáng giận ở chỗ tính cách hắn quá tàn nhẫn, đã phá hỏng danh tiết người ta còn giết cả người. Trong giới võ đạo, rất ít phân biệt nam nữ, dân phong cũng vậy, trừ thế gia, đa số giang hồ nhân sĩ không hề kỳ thị về việc bị phá hỏng danh tiết, nhưng hắc hồ điệp đã làm quá mức. Nên phía trước cái danh hào hồ điệp của hắn mới bị người ta bỏ thêm chữ hắc. Tiểu mạnh nhất thời nổi giận, hắn ở đâu? từ đường sơn đạo này vào rừng nam tử dặn dò ở trong bóng tối ám khí và mê dược của hắc hồ điệp càng đáng sợ hai người nếu muốn hỗ trợ hay là chờ chúng ta phân đội xong gia nhập vào một đội mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau hắc hồ điệp làm người tỉnh táo rất ít khi trêu chọc đại thế gia sa gia và mễ thị dĩnh thành có quan hệ không nhỏ nên mới phái người tới xin viện trợ chúng ta chủ yếu là hù dọa hắc hồ điệp khiến hắn không khi dễ sa lục tiểu thư mà thôi nếu thật sự gặp hắn, nhớ kêu lên thật to, để tri sự vương bộ đầu và đại hiệp lâm bảo chi là cao thủ cửu khiếu tới, mới xử lý được hắc hồ điệp. Ý của người này là, e rằng không kịp cứu sa lục tiểu thư đâu, chỉ báo thù cho cô ta mà thôi. Mạnh kỳ nghe xong, không nói gì, đi thẳng vào trong sơn đạo, tề chính ngôn theo sát sau lưng. Này, này, nam tử kia la to, nhưng hai người này như điếc. Những người khác nghe thấy quay qua nhìn, nam tử kia xấu hổ chỉ theo hai hai tên lỗ mãn vào sơn lâm mạnh kỳ phóng tinh thần ra tìm đột nhiên nghe thấy xa xa có tiếng kêu cứu vang tới hắn lập tức tăng tốc khuyển ma thân pháp và phong thần cùng khai triển tề chính ngôn nhất thời không đuổi kịp sâu trong rừng có một căn nhà gỗ nhỏ là nơi thợ săn quanh đây khi vào đây đi săn ở lại qua đêm trong nhà một thiếu nữ áo hồng yếu đuối che ngực không ngừng lùi lại lớn tiếng kêu cứu cô bị trúng thuốc mê tay chân vô lực không dùng được võ công đối diện với cô là một nam tử mặc đồ dạ hành màu đen mặt nạ đã kéo xuống lộ ra một gương mặt tái nhợt vốn ngũ quan cũng không phải là xấu nhưng lộ rõ vẻ túng dục quá độ hoặc nhìn chừng ba bốn mươi tuổi kêu đi gặp rừng chớ vào bọn chúng không dám khinh xuất vào đây đâu mà tới khi chúng đuổi tới thì chúng ta đã sớm làm xong chuyện khoái hoạt rồi, hắc hồ điệp không chút vội vã, y thích nhất là nhìn bộ dáng nhu nhược bất lực, kinh hãi tuyệt vọng của các cô nàng. Sa lục tiểu thư kề răng vào đầu lưỡi, định cắt lưỡi, nhưng cả người yếu quá, chỉ cắn trầy ra được một tí mà thôi. Không còn sớm nữa, mắt hắc hồ điệp lửa, hai tay chà vào nhau, từ từ đi qua. Sa lục tiểu thư lão đảo lùi lại, rồi đứng khựng, vì sau lưng đã là vách tường. Vô dụng thôi, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, nói không chừng bổn đại gia thấy vui, sẽ không giết ngươi. Hắc hồ điệp cười dâm đảng. Bỗng ánh mắt xa lục tiểu thư nhìn chầm chầm vào đằng sau lưng hắc hồ điệp. Hắc hồ điệp bật cười, cái chiêu này 10 tuổi ta đã dùng rồi, không lừa được ta xoay người lại đâu. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thổi vào cổ hắn, âm hàng tận xương, khiến hắn không nhịn được trùng mình. Người luyện võ có bản năng phản ứng, y vung kiếm chém mạnh ra sau, nhưng sau lưng trống trơn, không có cái gì cả. Y vội xoay người, nhưng quanh đó trong nhà chẳng có lấy một ai, vừa mới thở vào, thì ở cổ lại bị thổi vào một hơi gió lạnh toát. Gặp phải quỷ. Tóc gáy của y dựng lên. Không thể nào. Công pháp ta tu luyện tuy đặc thù, phải thải bổ nữ tử nguyên âm, nhưng cơ thể ta huyết khí tràn đầy, ác quỷ làm sao dám tới gần. Hắc hồ điệp bỏ ngay ý nghĩ kia, hiểu mình đã gặp phải cao thủ. Bỗng nhiên, y vung tay phải, trong tay áo phun ra một luồng khói trắng, phủ khắp xung quanh. Y đã để sẵn dưới lưỡi một viên giải dược, đợi phía sau cao thủ yếu đi. Xuân phong tô cốt vụ này là mê dược thành danh của y, dù có là cao thủ nhân bản mà bị trúng bất ngờ, chỉ cần hít vào một chút xíu là cũng đủ làm cả người mềm hoặc, không còn lực chống đỡ. Không có tiếng vật nặng nào ngã xuống, sau lưng vẫn không có lấy một bóng người, nhưng lại có một luồng gió lạnh thổi vào gáy, làm máu hắn muốn đông lại. Tên kia nín thở. Làm sao làm được? Ta ra tay đâu có dấu hiệu báo trước, giải dược là ngậm sẵn trong miệng cơ mà. Hắc hồ điệp không sao hiểu nổi, bắt đầu nghi ngờ hay là mình gặp phải quỷ thật. Ta hại chết nhiều nữ nhân như vậy, nhiều người chết không nhắm mắt, có kẻ sắp chết còn buông rời nguyền rủa hắn, các cô án niệm không tan, hóa thành quỷ hồn về tìm hắn trả thù. Không làm việc đối lý, chẳng sợ nửa đêm quỷ tới gõ cửa, hắc hồ điệp nhớ đến bao nhiêu chuyện xưa kia, hai đùi rung rung, sợ đối phương oán niệm quá sâu, nên huyết khí của mình mới không thắt chế nổi. Sự sợ hãi sộc thẳng lên não, hai chân hắc hồ điệp muốn nhũng ra, đồng tử giãn to, sắp ngất. Không được, phải thử lại. Hắn tính tình tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc, tới lúc này vẫn chưa chịu tin mình gặp phải quỷ. Một món ám khí hình trăng khuyết từ trong tay áo mạnh mẽ bắn ra sau lưng, nhưng sau lưng hắn không hề có động tĩnh, giống như sau lưng thật không có người nào. Ám khí sắp bắn dính vào tường, thì bỗng nhiên lượng vòng trở lại, chém vào sau lưng hắc hồ điệp. Thiên nhai tạm biệt phiêu, đánh ra sau, sẽ tự hành trở về, làm người ta khó lòng phòng bị, dùng để thử trong trường hợp này là vô cùng thích hợp. Phi tiêu lượng sát qua người hắc hồ điệp, rơi vào bàn tay hắn, suốt đường đi không chạm phải vật gì. Một cổ gió lạnh lại đến, và vào sau gáy, tim hắc hồ điệp muốn ngừng đập. Hắn mạnh xoay người, không hề ngoài ý muốn chỉ nhìn thấy sa lục tiểu thư. Cô mở to mắt, vẻ mặt vô cùng kỳ quái nhìn chầm chầm sau lưng hắn, cứ như ở đó có quỷ hồn. Vị bằng hữu này, ta biết ngươi oán niệm khó tiêu, nhưng chúng ta không oán không cừu, cần gì làm vậy? Hay thế này đi, ngươi để ta rời đi, hàng năm vào ngày này giờ này ta sẽ thắp hương cúng cho ngươi, mời tăng đạo làm lễ cho ngươi hắc hồ điệp cố nén run rẩy lắp bắp không hề có tiếng đáp lại chỉ có một làn gió lạnh lại thổi qua thổi cả người hắc hồ điệp muốn tê cứng vì lạnh và sự suýt tí nữa là vải cả ra ta ta bị điên không còn nhân tính đã hại các ngươi nhưng chúng ta âm dương cách trở lôi ta xuống đó các ngươi cũng đâu có được gì hay là để ta sống để ta cải tà quy chính hàng năm tế cho các ngươi nhé hắc hồ điệp sợ lắm rồi không thể trách y, bất kỳ ai gặp phải cảnh quỷ dị thế này cũng khó tránh sợ hãi, kẻ càng đuối lý, thì càng sợ. Bỗng một làn gió to thổi qua, cánh cửa gỗ bật mở, từ trong bóng tối một cái bóng lướt vào, gương mặt đơ cứng, y như người chết. Hắc Hồ Điệp đang nghe truyện trên TV audio CV kêu lên kinh hãi, vải, cả ra, ngất xỉu. Một bàn tay đặt vào lưng y, một luồng lực đạo chạy vào, xuyên qua cương khí hộ thể, đánh nát đang điền, phá vỡ những kinh mạch quan trọng. Một thân võ công thế là đã hủy. Hắc hồ điệp nghĩ thế, hoàn toàn bất tỉnh. Tề sư huynh, huynh dọa hắn xỉu luôn rồi. Mạnh kỳ đầy khảng khái nói với tề chính ngôn. Tề chính ngôn siết chặt long văn xích kim, cái tên mới vừa rồi đùa tới khoái tiếp mắt là ai. Lúc đuổi tới, thấy sa lục tiểu thư vô sự, mạnh kỳ thở vào, bắt chước trò của lang Vương, dùng huyễn ma thân pháp, làm đối phương bị kinh hãi rõ ràng bị tập kích, nhưng lại không phát hiện ra được kẻ địch. Những người tâm cảnh hơi yếu mà gặp chuyện như thế hẳn đều sẽ bị sụp đổ. Sa lục tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài gặp mọi người thôi. Mạnh kỳ sách hắc hồ điệp ngay lưng, dùng chân khí áp chế, không cho tên kia cơ hội nào. Sa lục tiểu thư cố nén không khóc, cuối người cảm ơn, đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh. Tại hạ tô mạnh, Vị này đệ tử hoáng hoa kiếm phái tề chính ngôn, chúng ta trên đường gặp nhau, kết bạn đi dĩnh thành, không ngờ gặp được việc này. Mạnh kỳ không giấu giếm thân phận, hắn là đang quan minh chính đại đi khiêu chiến, thanh liên công tử. Mắt sa lục tiểu thư sáng lên, thì ra là cuồng đao, tô thiếu hiệp, hèn gì hắc hồ điệp không hề có lực hoàng thủ. Hai vị thiếu hiệp tâm can nghĩa đảm, nhà ta hẳn sẽ thâm tạ. Ta là hành hiệp trượng nghĩa, đâu phải vì thù lao. Mạnh kỳ ra vẽ chính đạo quân tử, xong lại ngầm tìm khắp người hắc hồ điệp, tìm được 10 món ám khí, hai ống mê dược, bốn viên giải dược, đồ lót thăng tay của nữ nhân một đống. Cho sa lục tiểu thư một viên giải dược, giúp cô khôi phục hành động bình thường, mạnh kỳ và tề chính ngôn dẫn cô chạy ra khỏi rừng. Tri sự vương bộ đầu, đại hiệp lâm bảo chi, đám trưởng lão sa gia chia đội xong, đang chuẩn bị cùng nhau vào trong rừng. Đột nhiên, họ nhìn thấy sa lục tiểu thư và hai nam tử mới vừa báo danh ban nãy. Người trẻ tuổi tuấn Mỹ tay phải sách đao, tê trái sách một người mặc đồ dạ hành, nhìn rất giống dáng vẻ của hắc hồ điệp. Này, hắc hồ điệp! Mạnh kỳ ném hắc hồ điệp xuống đất. Này, này, nhanh quá mức! Đám vương bộ đầu, lâm bảo chi sửng người vì ngạc nhiên, mọi người lặng ngắt như tờ. Hồ Nhi, ngươi không sao chứ, trưởng lão sa gia tỉnh táo lại trước tiên sa lục tiểu thư nhìn thấy người thân không kìm nén nữa khóc ầm lên phụ thân con không sao nhờ có hai vị thiếu hiệp cứu giúp hắc hồ điệp hắc hồ điệp vẫn chưa đây thật sự là hắc hồ điệp mọi người kinh hãi nãy giờ mới qua bao lâu trừ thời gian đi đường rốt cuộc người ta mất bao nhiêu thời gian đã bắt được sa gia trưởng lão trấn an con gái gật đầu cảm ơn mạnh kỳ và tề chính ngôn bước lại gõ mạnh hắc hồ điệp cho tên kia tỉnh lại vương bộ đầu hắc hồ điệp giao cho các ngươi xử lý. Chắc chắn lăng trì. Vương bộ đầu nghiến răng nghiến lợi. Hai vị thiếu hiệp, không biết xưng hô như thế nào. Sa gia trưởng lão chấp tay hỏi. Sa lục tiểu thư chùi nước mắt, phụ thân, vị này là cuồng đao tô thiếu hiệp, vị này là hoáng hoa kiếm phái tề thiếu hiệp. Nga. Mọi người ồ lên, thì ra là cuồng đao ra tay, hèn gì hắc hồ điệp bó tay chịu trói, gặp phải anh hùng thật sự kính uy danh tô thiếu hiệp một trận chiến với khiếp sở bách lý ở mậu lăng đã lan truyền cả giang đông sa gia trưởng lão nói ngay hai vị phong trần mệt mỏi hay là mời tới sa gia ở tạm để lão phu thiết yến cảm ơn hai vị thiết yến thì không cần đâu nhưng chúng ta cần nghỉ ngơi ngày mai đi dĩnh thành mạnh kỳ không từ chối lời mời mắc cớ gì phải ngược đãi bản thân có cơ hội được ăn nhờ ngủ nhờ không mất tiền một cách hợp tình hợp lý mà dĩnh thành Sa gia trưởng lão cười, ta còn định tặng hai vị lộ phí, nhưng nếu là tới Dĩnh Thành, vậy lão phu trực tiếp đưa hai vị thiếu hiệp tới đó, chư vị danh túc ở đó đều bán lão phu vài phần mặt mũi. Mạnh Kỳ sao cũng được, gật đầu. Một đêm yên bình, Mạnh Kỳ ngủ ngon, tinh thần sáng láng. "Tô thiếu hiệp, có một chuyện nhờ ngươi làm chứng và cho ý kiến giúp." Sa gia trưởng lão thành thẩn nhờ. Mạnh Kỳ cười, "Ta là người ngoài, cho ý kiến cái gì?" Sa gia trưởng lão lắc đầu, không phải đâu, Tô Thiếu Hiệp là nhân bản cao thủ, nổi tiếng thiên hạ, dù có ở đâu, cũng đều là người có tiếng nói, ngươi lại còn từ ngoài tới, vừa lúc không bị dính dáng vào, chính là người nói ra công bằng nhất. Ý, cuối cùng cũng được làm người chủ trì công đạo nha, mạnh kỳ vô cùng hứng chí, không biết là chuyện gì. Bản địa có tụ hoa phái, trưởng môn thời gian trước thân tử, nghe đồn là do đệ tử nhỏ nhất gây nên, nên đánh một đường chạy ra khỏi phái, lẫn trốn đâu đó, đại đệ tử vì tranh giành chức trưởng môn, đấu đá túi bụi, ai ngờ hôm nay ngày cúng nhất tuần, tiểu đệ tử kia trở lại môn phái, la rầm lên quan uổng, mời các danh túc bản địa tới chủ trì công đạo. Sa gia trưởng lão kể, mạnh kỳ hắt một tiếng, đánh một đường thoát ra khỏi môn phái, tiểu đệ tử này thực lực hơn xa người khác nhỉ. Tiểu đệ tử này là một người có tài nghệ. Sa lục tiểu thư xen vào ra vậy các ngươi có biết lai lịch võ công của hắn không mạnh kỳ bắt đầu ra vẻ là người chủ trì công đạo sa gia trưởng lão đáp không biết chỉ biết hắn rất khỏe hình như là thợ săn ở gần thiếu lâm sau này trong nhà gặp tai một đường ăn xin nam hạ được tụ hoa phái trưởng môn nhìn trúng thiên phú thu làm đệ tử thợ săn ở gần thiếu lâm mạnh kỳ chép miệng trong đại sảnh nghị sự tụ hoa phái trong sáu ghế hàng đầu là lục phiến môn tri sự vương bộ đầu, đại hiệp lâm bảo chi, sa gia trưởng lão sa vạn hào, danh túc trong thành đậu võ thông, và nhân bản cao thủ, cuồng đao tô mạnh, hoáng hoa kiếm phái đệ tử tề chính ngôn. Phía dưới là các trưởng lão tụ hoa phái, các đệ tử, phân thành hai tốt, cầm đầu là đại sư huynh tiêu lương, con trai của trưởng môn hoàng hoa phong, hai phe đều căm tức nhìn đối tượng còn lại là một thiếu niên. Thiếu niên này khỏe mạnh khôi ngô, chừng 17-18 tuổi nét mặt phẫn hận, dáng hơi thấp thỏm, vừa nhìn là biết là người ít có kinh nghiệm trong đường đời. người tên Đoàn Thụy, xuất thân thợ săn thiếu lâm. mạnh kỳ là người lên tiếng trước nhất. thiếu niên hơi kích động đáp, hồi tô công tử, ta chính là Đoàn Thụy, xuất thân thợ săn thiếu lâm. bọn họ đổ quan cho ta sát hại sư phụ. quan, hoàng hoa phong giận dữ xen vào, nhìn mạnh kỳ, tô thiếu hiệp, thư phòng gia phụ là trọng địa trong phái hôm đó người triệu kiến tên nghiệp xuất đoàn thụy này, lúc đó ở đấy chỉ có hai người họ, ra ngoài có các trưởng lão và sư huynh bảo vệ, không ai lẻn vào trong được, sau đó nghiệp xuất này lao ra khỏi thư phòng, chạy như điên, cổ trưởng lão thấy kỳ kỳ, nên đi vào xem, thấy gia phụ đã ngã ngửa trên ghế, miệng chảy máu, lồng ngực lõm vào, đã tắt thở. Vậy mà còn kêu oan. Mạnh kỳ thầm nghĩ. Đoàn Thụy và Hoàng Hoa Phong đều có vẻ kích động, Gián vẻ rất rõ ràng là không nói dối, chẳng lẽ lúc đó hung thủ đang trốn trong thư phòng, khi đoàn thụy đã thu hút hết sự chú ý của mọi người đi, mới lặng lẽ trốn ra. Không phải ta. Không phải ta. Đoàn thụy kích động, sư phụ khen ta dạo này võ công tiến triển, khen ta là kỳ tài của môn phái, sau này nếu võ đạo có thành, có thể kế trưởng môn vị, ta biết mình tư lịch nông cạn, không dám vọng tưởng, đang định chối từ, sư phụ bỗng nhiên ngã người ra ghế, ngực lõm vào, miệng phun máu tươi, rồi tắt thở. Vớ vẩn. Đại sư Huynh Tiêu Lương Bi vẫn chặt ngang, Tô Thiếu Hiệp, Tề Thiếu Hiệp, các vị tiền bối, các ngươi có nghe chuyện vớ vẩn như thế bao giờ chưa? Đoàn Thụy, ngươi có nhìn thấy hung thủ không? Không có, Đoàn Thụy thành thật trả lời. Tiêu Lương nghiến răng, sau khi ngươi chạy ra khỏi thư phòng, chúng ta một nửa đuổi theo ngươi, một nửa chạy vào trong thư phòng. Thư phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa chính, còn ai ra vào được. Nhưng trong đó ngoài thi thể sư phụ, thì không còn ai khác, nếu không phải ngươi thì còn ai. Vương bộ đầu trầm ngâm, đoàn thụy, vì sao sau đó ngươi lại trốn. Đoàn thụy thở dài, tiểu tử xuất thân hương giả, ít kiến thức, đột ngột nhìn thấy sư phụ mất mạng, trong thư phòng lại chẳng còn ai khác, trong lòng sợ hãi, nhất thời chỉ nghĩ ra cách bỏ chạy, nên mới vội vàng chạy đi, sợ bị các sư huynh hiểu nhầm đại hiệp lâm bảo chi trầm giọng vậy sao hôm nay ngươi lại trở về sư phụ với ta có ơn tái tạo lễ nhất tuần của người làm sao ta vắng mặt cho được hơn nữa ta đã suy nghĩ lại cẩn thận mọi việc đoàn thụy quật cường ngẩng đầu sa vạn hào nhướng mày vậy ngươi nói chuyện đó là làm sao đoàn thụy nghiến răng các vị tiền bối hai vị thiếu hiệp trong thư phòng có ai trốn hay không lúc đó ta không cẩn thận nên không kiểm tra nhưng những người tới sau không thể không phát hiện ra trừ phi bọn họ là đồng mưu sư phụ ưu ái ta muốn đem chức vị trưởng môn truyền ta cho nên có người tâm sinh bất mãn mới ra tay làm việc đại nghịch bất đạo hoàng hoa phong tức dẫn đến run tay ngậm máu phun người ngậm máu phun người ngươi nhập môn chưa tới hai năm làm gì có tư cách làm trưởng môn gia phụ chỉ là thuận miệng khen ngươi hai câu ngươi đã tưởng thế hả nhập môn chưa tới hai năm Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một ý. Tiêu Lương giận tới mức bật cười, "Đoàn sư đệ, lời của ngươi chính là căn cứ chứng tỏ ngươi chính là hung thủ đó. Ngươi si tâm vọng tưởng, dục cầu chức vị trưởng môn mà không được, nên nổi tâm giết chết sư phụ, sau đó bỏ chạy, bây giờ quay trở về ngậm máu phun người, nói như thế nghe còn hợp lý hơn câu chuyện nãy giờ ngươi đã kể." "Không phải ta, tuyệt đối không phải ta." Đoàn Thụy mắt đỏ lên, "Đều là các ngươi tham lam vô độ." Phát rồi Hoàng Hoa Phong lạnh lùng nhìn đám Mạnh Kỳ, hắn không hẳn là vì chức vị trưởng môn, gia phụ khi còn sống từng lén nói với ta, võ công của Đoàn Thủy rất là kỳ lạ, lai lịch xuất thân sợ có vấn đề, có lẽ là vì gia phụ nhìn ra bí mật của ngươi, tìm ngươi để hỏi, ngươi mới quyết tâm giết người diệt khẩu. Câu cuối cùng, hắn giận dữ nhìn Đoàn Thủy. Ta không võ công cổ quái gì hết, chỉ là chút cách thức để giúp cường thân kiện thể mà thôi ngay cả chiêu thức cũng còn không có đoàn thụy vội vàng giải thích mạnh kỳ đâm chiêu nhìn đoàn thụy ngươi là rời thiếu lâm xuống đây từ hai năm trước đúng vậy tô cô công tử đoàn thụy thành thật trả lời thời gian chính là sau khi chân thường đạo kinh mạnh kỳ bất động thanh sắc hỏi vì sao nam hạ nhà ta ở gần thiếu lâm săn thú trong rừng gần đó để sống nhưng võ công thấp không dám vào sâu trong núi chẳng có một ngày yêu thú đằng sau núi không biết sao lại chạy ra ngoài, cao tăng thiếu lâm tới cứu không kịp, cả thôn bị sang thành bình địa, hôm đó may lại đúng ngày ta không ở trong thôn mà ra ngoài đi thăm nghĩa phụ, nên mới may mắn thoát nạn. Sau này ta và nghĩa phụ Nam Hạ, mới vừa vào Giang Đông, thì không hiểu sao nghĩa phụ lại phát điên bỏ chạy đâu mất, ta không quen biết ai, nên trở thành thất cái, bị ác đồ trong cái bang bắt nạt, may sau đó được sư phụ coi trọng, mới thoát được cảnh khổ, tái sinh làm người giọng đoàn thụy đầy cảm kích. Thế giới cái bang này với cái bang trong tiểu thuyết võ hiệp của Mạnh Kỳ khác nhau rất xa, họ không phải là chính đạo, mà nằm giữa chính tà, có người tốt, cũng có người xấu, nhưng thế cũng là bình thường, đã trở thành khất cái, còn có mấy ai giữ được đạo đức bản thân. Cho nên, 2 phần 3 ba cái bang là hạng lừa người trộm cắp, chỉ là không làm chuyện đại ác mà thôi, may trong bang vẫn có hảo hán, có những người hào khí can vân nên cái bang mới không trở thành tà ma ngoại đạo ai gặp cũng đòi đánh giết. Thời gian yêu thú mất kiểm soát là khoảng lúc. Có đúng không? Mạnh Kỳ nói ra một khoảng thời gian. Có thiếu lâm trấn áp phía sau núi, yêu thú độc trùng cơ bản không có khả năng mất kiểm soát. Đoàn Thụy không chút do dự đáp ngay, đúng là lúc đó, đó là ngày dỗ của gia phụ gia mẫu, không bao giờ dám quên. Tô công tử không hổ là khí đồ thiếu lâm, quả nhiên biết chuyện này. Chuyện này là chuyện thật. Mạnh Kỳ nói với mọi người. Tô Thiếu Hiệp, xuất thân lai lịch là thật, nhưng võ công của hắn cổ quái cũng là thật, có lẽ khi hắn trở thành thất cái, được ma đầu nào đó chỉ bảo. Hoàng Hoa Phong cường điệu. Mạnh Kỳ cũng chính đang muốn hỏi vấn đề này, võ công của hắn có gì cổ quái? Hoàng Hoa Phong đang định trả lời, đầu võ thông đã nói, có phải hung thủ hay không, kiểm tra thi thể rồi nói. Nói có lý. Vương Bộ Đầu đồng ý vì thế câu hỏi tạm thời dừng lại, vài đệ tử khiên sát trưởng môn tụ hoa phái vào, vết thương trí mệnh quả nhiên là ở giữa ngực, xương sườn gãy sạch, ngũ tạng vỡ nát. Hoàng hoa phong cởi áo thi thể ra, trên da ngực vẫn còn dấu quyền bầm đen. Các vị tiền bối, hai vị thiếu hiệp, có phải hung thủ hay không kiểm tra dấu quyền là biết. Hắn vừa nói, vừa để lần lượt hai nắm tay trái phải của mình vào, rõ ràng là không khớp. Mạnh kỳ nhìn đoàn thụy, ngươi đi thử xem đoàn thụy đi tới trước thi thể, dập đầu ba cái, mới ấn hữu quyền vào. Hoàn toàn ăn khớp. Không thể nào, không thể nào, đoàn thụy lão đảo, mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, chỉ vào hoàng hoa phong và tiêu lương, là các ngươi. Là các ngươi giả tạo dấu quyền ấn. Mạnh kỳ khó hiểu, mọi việc trước mắt đều chứng tỏ hung thủ là đoàn thụy, nhưng cảm xúc của tên kia lại rất thật, không giống giả bộ. Ngươi còn nói xạo, Tất cả manh mối đều chỉ thẳng vào ngươi. Chúng ta đi đâu tìm được dấu tay ngươi để làm giả hả? Hoàng Hoa Phong quay đầu nhìn đám Mạnh Kỳ, bốn vị tiền bối, hai vị thiếu hiệp, các ngươi đã nhìn ra hung thủ là ai rồi đúng không? Xin để cho tại hạ báo thù cho vi phụ. Đám Sa Vạn Hào đều gật đầu, mọi việc đã quá rõ ràng rồi. Đoàn Thụy giận dữ, các ngươi đều đổ oan cho ta, các ngươi đều đổ oan cho ta. Mạnh Kỳ trầm ngâm, ta có một cách chứng minh ngươi trong sạch nhưng ngươi phải hoàn toàn thả lỏng không được kháng cự tô công tử ta biết ngươi là người tốt đoàn thụy kích động nói phải làm như thế nào mạnh kỳ là người nổi danh hắn nói có cách những người khác đương nhiên không cản đều quay sang nhìn khí chất của tô mạnh đột nhiên biến đổi trở nên cao quý xa xưa nhìn thần phật từ trên cao nhìn xuống nhân sinh quả thật là danh xứng với thực đám sa vạn hào không nhịn được cảm khái đoàn thụy mở rộng tâm linh những đống sáng vàng trong biển rộng hiện ra thụy nhi ngươi là quan môn đệ tử của ta ta coi ngươi như con cũng nghĩ tới chuyện giao tụ hoa phái cho ngươi nhưng có một vấn đề hy vọng ngươi thành thật trả lời ta võ công của ngươi là học từ đâu vì sao lại quỷ dị như vậy quỷ dị thiếu niên cúi đầu lầm bầm bỗng quyền phải của hắn đánh ra rất nhanh rất mạnh đập thẳng vào ngực trưởng môn. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đen kịt, nét mặt điên cuồng, nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hơi lùi lại, dù chưa bị phản vệ, nhưng không cảm ứng được ký ức của đoàn thụy nữa. Tinh thần phân liệt. Sao giống luyện ma công? Tô Thiếu Hiệp, có thu hoạch gì không? Hung thủ là ai? Hoàng Hoa Phong, Tiêu Lương, và đám sa vạn hào thấy Mạnh Kỳ lùi lại, thì hỏi. Đoàn Thụy nhìn Mạnh Kỳ đầy chờ mong và hy vọng. Mạnh Kỳ trầm giọng, quả thật là Đoàn Thụy. Cái gì? Đoàn Thụy ngạc nhiên, không che giấu sự thất vọng và phẫn nộ, ngay cả cuồng đao được xưng hành hiệp trượng nghĩa cũng vu oan cho mình. Hảo tặc tử. Hoàng Hoa Phong không nhịn được nữa, hai tay cùng đánh Đoàn Thụy, đền lại mạng cho cha ta. Báo thù cho sư phụ. Tiêu Lương và các trưởng lão cũng ra tay. Đoàn Thụy điên lên. Các ngươi đổ oan ta. Các ngươi hãm hại ta. Hắn bước tới, tay trái đưa ra trắng, tay phải hoành ngang, dùng chiêu nhập môn, ngũ cầm tán thủ của tụ hoa phái, kình phong nổi lên bốn phía, chỉ một chiêu đẩy mấy cao thủ sáu bảy khiếu đều bị lùi ra sau. Các ngươi hãm hại ta. Đoàn thủy không tránh mà tiến tới, quát vang trời. Tuy giơ tay nhất chân đều là chiêu thức bình thường, nhưng vào trong tay hắn lại trở nên mạnh mẽ vô cùng, đánh cho các hảo thủ của tụ hoa phái chật vật. Tụ hoa phái không có cao thủ bác cửu khiếu, đành phải kết trận chống đỡ, lớn tiếng kêu cứu, nhờ các tiền bối và thiếu hiệp ra tay. Sa vạn hào nhìn mà há hốc mồm, đoàn thủy mới nhập tụ hoa phái 2 năm, trước đây chỉ là khất cái với chút võ nghệ phòng thân, thế nhưng hôm nay lại là cảnh giới bốn khiếu, chiến lực tương đương với bác khiếu. Ngoài mạnh kỳ và tề chính ngôn, các danh túc và bộ đầu còn lại đều kinh hãi lúc trước nghe nói đoàn thụy một đường đánh ra tụ hoa phái, còn tưởng mình nghe phải tin vịt cười nhạo không thôi. Tụ hoa phái tuy đệ tử đời nào cũng bình thường, không có cao thủ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không có cường giả bác cửu khiếu, nhưng hảo thủ lục thất khiếu lại có cả một đống, ngựa nhiều đè chết voi, ai ngờ lời đồn lại là thật, đoàn thụy chỉ mới tập võ có 2-3 năm lại đáng sợ tới mức độ này. Lục phiến môn tri sự vương bộ đầu đứng dậy, chân đạp bát quái, tới gần đoàn thụy, hắn là bác khiếu, song đấu với đoàn thụy không hề có ý qua loa. Đoàn thụy cứ như sau đầu có mắt, vương bộ đầu vừa tới gần, đã bay lên một cước, đạp vào tử kim quang, tiếng gió rất nặng, kinh lực mạnh mẽ tinh thuần hệt như cao thủ luyện thối pháp đã mười hai năm. Vương bộ đầu đánh ra một chưởng vào mắt cá chân đoàn thụy, hai người chạm nhau, hắn như bị sét đánh, lui liền ba bước, mặt trắng bệch. Thấy không đúng, ba người xa vạn hào, lâm bảo chi, đầu võ thông đều bay ra. Lâm Bảo Chi thực lực cực mạnh, là cửu cứu tề khai, tự trọng thân phận, nên hơi lùi lại một bước. Các ngươi hãm hại ta. Đoàn Thụy nghiến răng, xuất liền hai chưởng, đánh cho đám hoàng hoa phong quay vòng vòng, sau đó bay lên, hai chân đá liên hoàng mấy cước. Bình thường nếu không đến ngoại cảnh, hoặc không có công pháp đặc thù, thực lực không đủ mạnh, khi giao thủ đều phải đặt vững hai chân, vì nếu bay lên không, dễ hiện ra sơ hở nhưng hai chân đoàn thủy biến chiêu lại cứ như diễn luyện đã nhiều năm, sơ hở cực ít, lúc nào cũng có khả năng đổi chiêu, hệt như một danh gia thối pháp. Đậu võ thông dùng một đôi phán quan bút, sa vạn hào kiếm pháp tinh diệu, người điểm người chém, đều nhằm vào hai chân đoàn thủy. Ba ba hai tiếng, đoàn thủy đá trúng phán quan bút và thân kiếm, mượn thế càng đá càng cao, nhảy lên cột, muốn vọt ra khỏi đại sảnh, xem ra cũng không phải hạng người lỗ mãn, không muốn bị người vây công đậu võ thông sa vạn hào đều bị lùi lại biến sắc đến khi bình phục lại thì không đuổi kịp nữa lâm bảo chi nhảy lên như thương ưng vô thỏ nhưng đoàn thụy đột nhiên sử thiên cân trụy hơi hạ xuống chạy ra cửa nhưng cuồng đao tô mạnh đã đứng ở cửa rồi đao kiếm đều không cầm hai tay buông xuống thản nhiên đứng chờ liều mạng người có tên như cây có bóng đoàn thụy không dám chậm trễ cắn chặt răng tay phải nắm thành quyền, dùng hết toàn lực. Một quyền này rất nặng nề, ngay cả kình phong cũng bị áp, không sinh ra được. Mạnh Kỳ phất ra một chỉ, đầu ngón tay không ngừng rung rung, trong một chỉ hàm chứa rất nhiều biến hóa, thật giả lẫn lộn, rất khó phân biệt, mà nếu không phân ra được thì không cản được một chỉ này. Đoàn Thụy thực lực không sai, có thể hóa một nát thành thần kỳ, nhưng kiến thức vẫn còn nông cạn, không nhìn ra ảo diệu, bị Mạnh Kỳ một chỉ phất trúng quyền bàn tay tê dại, cả cánh tay vừa sưng vừa đau. Nhưng hắn không loạn, tiếp một quyền đánh ra. Đoàn thủy khỏe thật, nhưng mà trong nội lực tinh thuần lại có chân khí âm độc, chúng định chui vào trong cơ thể, phá hoại kinh mạch nội tạng. Xem ra vừa rồi vương bộ đầu, sa vạn hào và đậu võ thông đều bị chúng ám kích. Mạnh kỳ tán đi chân khí, hóa sinh thành tử, cũng làm tiêu biến luôn tia chân khí âm độc kia, sau đó lại biến chết thành sống, chân khí dồi dào, truyền vào trong người đoàn thụy, biệt kính các đại khiếu huyệt của hắn. Một chỉ điểm trúng, bốn ngón còn lại mở ra, mạnh kỳ túng lấy nắm tay đoàn thụy, giữ chặt hắn lại, hai bên giao phong nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Đám sa vạn hào, hoàng hoa phong quay sang nhìn nhau, đám người mình vất vả không bắt được đoàn thụy, cùng đao tô mạnh lại chỉ đánh ra một chỉ tên kia cũng phá không xong, ngay cả tư cách khiến hắn xuất đao xuất kiếm cũng còn không có. Thực lực trên lệch nhiều tới thế cùng là mở khiếu kỳ, hắn nghe nói cũng là bảy tám khiếu, sao lại lợi hại đến như vậy? Thực là người so với người tức chết. Hôm trước hắc hồ điệp bị cuồng đao tô mạnh tóm được, họ vì không tận mắt nhìn thấy quá trình, nên chỉ nghĩ là ồ quả là danh bất hư truyền, nhưng bây giờ thì sao, cả đám đều cảm thấy vô lực, thở dài. Mạnh kỳ nhíu mày suy tư. Ban nãy hắn cố ý không nói hết ý, chính là muốn nhìn đoàn thủy ra tay, để xem võ công từ một điểm hóa một nát thành thần kỳ, có lẽ đoàn thủy chân luyện quyển thứ nhất của dịch cân kinh, cũng chính là lúc đạo kinh của chân thường sư huynh bị mình và tiểu sư đệ phát hiện, vô ý đá văn bao võ công bí tịch xuống vực dưới hậu sơn. Nhưng âm độc chân khí này là sao? Dịch cân kinh có thể cải thiện tư chất, tăng phẩm giai võ công tu luyện, hóa một nát thành thần kỳ, nhưng không thể tu luyện ra chân khí công pháp, chẳng lẽ đoàn thủy bản thân sở luyện là một môn ma công, có được dịp cân kinh nên tăng lên kẻ truyền ma công này là người hắn gọi là nghĩa phụ tinh thần phân liệt của đoàn thụy có liên quan tới cái này hay không nghĩa phụ của hắn là điên thật hay giải điên nhìn đoàn thụy quật cường nhìn mình nhìn hoàng hoa phong muốn tiến lên báo thù mạnh kỳ trầm giọng hung thủ là đoàn thụy cũng không phải đoàn thụy a à, ai nấy đều ngơ ra mạnh kỳ giải thích ta hoài nghi đoàn thụy mắc ly hồn chứng hoặc là trong người có song hồn như trong truyền thuyết, người giết trưởng môn quý phái là một người khác ở trong cơ thể đoàn thụy. Thế giới này có án lệ ly hồn chứng và một thể song hồn, mạnh kỳ không cần nhiều lời, đám vương bộ đầu, sa vạn hào đều đã hiểu. Thật sự, hoàng hoa phong biểu tình phức tạp, nhưng dù có là ly hồn chứng, giết người cũng phải đền mạng. Ly hồn chứng là cái gì? Đoàn thụy ngơ ngác. Mạnh kỳ nghĩ nghĩ, chính là trong cơ thể ngươi có dấu một tà ma hắn ngẫu nhiên sẽ khống chế ngươi làm ra những việc bình thường ngươi không muốn làm đến khi ngươi tỉnh táo lại hoàn toàn không nhớ được chuyện mình đã làm ngươi cẩn thận ngẫm lại có lúc nào gặp phải tình trạng bên cạnh ngươi tự nhiên xảy ra những chuyện kỳ lạ hay không đoàn thụy bệnh còn là khá nhẹ chứ nếu song hồn hoặc hai nhân cách có thể tự do nói chuyện với nhau thì sẽ trở thành bệnh nhân thời kỳ cuối giống như cố tiểu tang đoàn thụy biến sắc trầm mặt nửa ngày mới nói, có. Hồi trước lúc còn làm khất cái, những lúc có người ăn hiếp ta, tự nhiên ngày hôm sau sẽ nhìn thấy xác họ ở gần đó. Tô công tử, tô công tử, xin cứu ta, ta không muốn bị tà ma khống chế. Hắn cầu xin. Những người khác không xen mồm, chỉ có hoàng hoa phong vội vàng nói, tô thiếu hiệp, giết người thì đền mạng, gia phụ không thể chết vô cớ như vậy được. Đoàn thủy quay lại nhìn hoàng hoa phong, vũ sư huynh mặc kệ có phải là tà ma khống chế hay không nếu việc này đã do ta làm ra ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm sau khi trừ bỏ tà ma khôi phục bình thường người muốn xử trí như thế nào ta đều chấp nhận hắn chỉ là nghĩ không muốn cùng chết với tà ma không muốn đời sau vẫn còn bị dây dưa đám hoàng hoa phong tiêu lương đều im lặng báo thù đương nhiên là thoải mái nhưng nếu có thể khiến đoàn thụy lập công chuộc tội môn phái có thêm một cao thủ mạnh mẽ, thì đối với môn phái càng có giá trị hơn. Vậy đời trừ bỏ tà ma xong tính tiếp, nhưng nếu không trừ được, thì ngươi vẫn phải chết. Hoàng Hoa Phong nghiến răng, ừ, còn phải mời tới một danh y, xác nhận thật sự là ly hồn chứng. Không thể để cuồng đao Tô Mạnh nói là cái gì thì là cái đó được. Vương bộ đầu tiến lên một bước, Tô Thiếu Hiệp, đoàn thụy người mang tà ma, nguy hiểm dị thường, không thể để hắn ung dung tự tại, thoải mái làm gì cũng được, phải bắt hắn vào tù, nếu ngươi muốn chữa bệnh giúp hắn, thì vào trong ngục. Được. Mạnh kỳ đâu có biết trị ly hồn chứng, chỉ thầm muốn tìm một chỗ yên tĩnh, kiểm tra xem hắn có thực là luyện dịch cân kinh hay không, và ma công là từ đâu mà có. Đoàn thụy vẫn còn hoảng hốt, không có ý kiến gì. Địa lao của lục phiến môn có ba tầng, càng đi xuống dưới, càng âm lãnh, phạm nhân giam giữ cũng càng nguy hiểm, không thiếu tà mà hiếu sát nổi danh đại đạo. Mạnh kỳ, tề chính ngôn, đoàn thủy, vương bộ đầu và lao đầu bước vào tầng thứ ba, những đôi mắt lập tức bắn tới, ánh mắt nào cũng như thực chất, hiển nhiên đều thực lực bất phàm. Họ vương, lão tử xử mẫu thân ngươi, có bản lĩnh thả lão tử ra quan minh chính đại đánh nhau với lão tử một trận, âm mưu mai phục thì có gì là giỏi. Một giọng nói hùng hổ vang lên, phẫn hận và kích động, mạnh mẽ tới mức làm song sắc đặc chế rung lên. Vương Bộ đầu mặt không đổi sắc, nói với Lao Đầu, bỏ đói hắn 3 ngày. Quay đầu, hắn giới thiệu với Mạnh Kỳ, đây là Độc Hành đạo tặc quốc trì cung, võ công không kém, bọn ta phải tốn rất nhiều sức mới tóm được hắn, định năm sau áp giải nhập kinh. Giọng của hắn khá là tự hào, bắt được một đạo tặc nhiều lần phạm án mà vẫn luôn trốn thoát đủ để chứng minh mình có bản sự, còn dùng cách nào bắt được thì có liên quan gì, chưa nghe nói bộ đầu muốn bắt phạm nhân còn phải để ý cách thức giọng của bức trì cung rất vang dội, chấn động cả tầng thứ ba, khiến trao bụi từ trên trần rơi lã tả, gã thân cao tám thước, cơ nhục cuồn cuộn, dù bị xuyên xương tỳ bà, cắt đứt gân tay gân chân, biệt kính huyệt đạo, cũng vẫn bừa bãi không giảm, ác ý đập vào mặt, họ vương, đồ tay sai chó má, lão tử mà thoát được, sẽ giết cả nhà ngươi, hiếp mẹ ngươi. Vương bộ đầu mặt kệ gã, lại bảo lao đầu, ba ngày không đủ, cho hắn đói tức mức hết khí lực để nói luôn đi, nếu vẫn không xong, cho hắn 80 roi. Tiếng trống của quốc trì cung khiến các phạm nhân khác hò reo ầm ĩ, cứ như gã là thủ lĩnh của tầng này. Lao đầu vân dạ, dẫn đi tới mới gian tù trống, móc chìa mở cửa, dùng thép tinh khóa tay chân đoàn thụy lại. Đại khái mỗi ba canh giờ phải điểm huyệt bổ sung. Mạnh kỳ nhắc. Vương bộ đầu không muốn ở dưới cái nơi vừa ẩm ướt vừa ầm ĩ này, nói ừ đại một cái rồi bỏ đi, lao đầu hành một lễ, tô công tử, không dám cản trở các người khảo vấn. Nếu có phân phó, xin cứ tới đầu lối vào tầng tìm tiểu nhân, còn không la to lên một tiếng cũng được. Quốc Trì cung thấy hai người Vương Bộ đầu rời đi, thì đổi mục tiêu chửi hai người Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, hai tiểu tử chưa dứt sữa, còn học người khác khảo vấn. Xem bộ dáng các ngươi, không phải đệ tử thế gia, thì cũng là đệ tử môn phái. Ỷ vào tổ tiên dư ấm, nên mới được đám chân chó đó lấy lòng chứ thực tế á, ha, công pháp dở hơi, người ngợm dở ẹt, lão tử mà không bị trói, gặp ngoài đường nhất định sẽ cho các ngươi một trận cha mẹ nhìn không ra, nếu có dắt theo nữ quyến, lão tử nhất định sẽ xử luôn, hiếp tới cả mẹ ngươi luôn. Miệng mồm đầy lời thô tục, muốn chọc giận Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn để dụ hai người ra tay, mở cửa tù để xử gã, tạo cơ hội cho gã chạy trốn. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn gã, không nói gì, cứ im lặng 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 nhìn bỗng nhiên, quốc trì cung đang hùng hổ nghe thấy một tiếng tim đập. Đông đông đông, đông đông đông, tiết tấu rất kỳ quá. Nhìn cái gì? Có bản lĩnh ngươi ra tay xem. Quốc trì cung tiếp tục mắng to. Đông, đông đông đông, đông đông đông, tiếng tim đập ngày càng rõ ràng. Quốc trì cung cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu đập mạnh theo tiết tấu kia, mạnh kỳ đối diện vẫn mỉm cười như cũ. Nhát như chuột. Lòe loẹt, nhìn thấy là biết hạng tiểu tử chỉ biết theo đuôi, đông đông đông, đông đông đông, tim đập càng lúc càng nhanh, quốc trì cung thấy máu tươi dâng lên, đầu phình to ra, không nói được nữa. Đông đông đông, đông đông đông, trái tim nhảy qua khả năng quốc trì cung chịu đựng, đầu óc hắn bắt đầu mê đi, trước mắt là một vùng máu đỏ, trái tim lúc nào cũng như muốn nổ ra. Hắn lùi mấy bước, mặt sung huyết đỏ bừng, vô cùng chật vật, lão đảo muốn ngã. Tiểu tử rất quỷ dị cứ như ác quỷ tà thần đây là công phu gì tề sư huynh phiền canh chừng dùng ta mạnh kỳ để tim đập lại bình thường bình thản cười hắn đã từng xem một quyển tiểu thuyết võ hiệp ma đầu trong đó có thể sử dụng nhịp đậm của tim mình để khống chế nhịp tim của đối phương khiến đối phương tự nhiên mà chết vô cùng ghê rợn nên ba tháng tỉnh tu kia mới nhờ nguyễn ngọc thư dạy cho mình kỹ xảo trong đó nguyễn ngọc thư biết dùng tiếng đàn khống chế nhịp tim đập của người khác nên thoải mái chỉ cho hắn tề chính ngôn gật đầu từ hắn xách long văn xích kim kiếm nhìn quanh một vòng phạm nhân chung quanh đều im bặt quốc trì cung trong số họ đứng thứ nhất thứ hai mà còn bị chật vật như thế mà đối phương vẫn còn chưa ra tay đấy chỉ đứng lẳng lặng nhìn mà thôi đám chúng mình biết điều một tí thì tốt hơn ghê gớm thật bất động không nói lời nào cũng xử lý được quốc trì cung mạnh kỳ bước vào nhà tù đứng trước mặt đoàn thụy muốn chữa khỏi ly hồn chứng, nói rõ chân tướng ra cho ta nghe trước. Đạo tôn Phật tổ, xin thứ lỗi cho ta đã lừa thằng bé này, nhưng ta sẽ mời danh y cho hắn. Tô công tử, xin cứ hỏi. Đoàn thụy đầy chờ mong. Mạnh kỳ đi vòng quanh, hỏi, lần đầu tiên ngươi cảm thấy được dấu hiệu ly hồn chứng là lúc nào? Đoàn thụy cẩn thận nhớ lại, hẳn là sau khi nghĩa phụ nổi điên rời đi không lâu, trở thành thất cái, ban đầu thì không nghiêm trọng, nhưng sau đó vì bị hiếp đáp rất nhiều lần, mới có tà ma trả thù. Nghĩa phụ của ngươi lai lịch thế nào? Mạnh kỳ hỏi. Đoàn thủy mờ mịt, nghĩa phụ chính là nghĩa phụ thôi. Ngươi có nghĩa phụ từ lúc nào? Mạnh kỳ đổi câu hỏi. Đoàn thủy lúc này mới hiểu ý của hắn, trước hôn yêu thú mất kiểm soát hơn 10 ngày, ta ở ngoài thôn nhìn thấy một lão giả bị thương, băng bó giúp ông ấy, khi ông ấy tỉnh lại thì không muốn gặp người ngoài, nên trốn tới một sơn động gần đó, ta thường tới đó đưa thuốc men cho ông ấy, nghe ông ấy kể chuyện giang hồ, e rờ ớt là vui vẻ. Sau này vết thương dần lành, ông ấy cảm ơn cứu mạng, mới nhận làm nghĩa tử, dạy ta một bộ công pháp cường thân kiện thể, đối đãi với ta rất tốt, như là con ruột. Ừ, Đoàn Thủy quả thật không có thực lực đi vào sâu trong núi, nhưng nếu học được Dịch cân Kinh thì tất nhiên là do có người mang ra nghĩa phụ của hắn có lẽ là một cường giả ở trong hậu sơn luyện độc công. Chuyện yêu thú mất kiểm soát xem ra không đơn giản. Mạnh kỳ tiếp tục hỏi, nghĩa phụ ngươi có gì đặc biệt không? Nghĩa phụ rất ít lông mi, mặt rất gầy, chừng 4-50 tuổi, tóc rối lắm, đoàn thụy miêu tả. Chỉ nghe mô tả kiểu này, Mạnh kỳ thật sự không cách phát thảo ra được người kia, đành hỏi, ngoài dạy công phu, nghĩa phụ ngươi có cho ngươi thứ gì khác không? Không đoàn thủy lắc đầu. Mạnh kỳ nhíu mày, bộ công pháp cường thân kiện thể kia nghĩa phụ ngươi có tập không? Có, đêm nào cũng luyện. Đoàn thủy trả lời. Mạnh kỳ khẽ hít một hơi, nghĩa phụ ngươi dạo sau này thường bị nổi điên phải không? Đoàn thủy khựng mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ, nghĩa phụ tập công pháp cường thân bị nổi điên, mình thì dính phải ly hồn chứng, cũng sắp thành điên, chẳng lẽ là vì nó? Chỉ có hai người làm mẫu, không thể đưa ra thành kết luận nên mạnh kỳ nói xem ra ly hồn chứng có lẽ có liên quan tới bộ công pháp này tạm thời ngươi đừng luyện nữa xem xem có còn bị tác động nữa hay không được ta hiểu đoàn thụy vội gật đầu mạnh kỳ trầm ngâm một chút muốn chữa khỏi ly hồn chứng cũng cần phải biết bộ công pháp đó là như thế nào ngươi luyện một lần cho ta xem hắn thấy rất tò mò chẳng lẽ không phải dịch cân kinh thiếu lâm lập tự nhiều năm cao tăng tu luyện dịch cân kinh đếm không hết, chưa bao giờ nghe nói có ai tu cái đó mà bị nhập ma nổi điên. Đoàn thủy sốt ruột chữa bệnh, lại chỉ là một bộ công phu cường thân kiện thể bình thường, nên cũng không có ý dấu, cuộn người lại, hai tay đặt lên bụng, hai chân chống đỡ ngực, tư thế khái quá dị, nhịp hít thở từ từ trở nên rất dài. Mạnh kỳ phóng tinh thần ra, muốn xem quỷ tích di chuyển chân khí của đoàn Thụy, Giống thiện công của Phật Môn luyện xong một chu thiên đoàn thụy đổi tư thế tổng cộng là chín tư thế khác nhau cái nào cũng quá dị kỳ lạ động tác càng về sau càng cổ quái càng nhìn như không trọn vẹn mà càng có vẻ âm độc hô đoàn thụy thở hắt ra nhìn mạnh kỳ tô công tử nghĩa phụ nói tư thế trình tự tu luyện không được làm sai nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma không lẽ trình tự này thực ra là sai có thể vậy ngươi mô tả bằng lời lộ tuyến hành khí lại cho ta nghe mạnh kỳ muốn kiểm tra xem đoàn thụy có nói dối hay không nhưng đoàn thụy trả lời lại rất ăn khớp hắn chọn ngẫu nhiên mấy chỗ đoàn thụy đều trả lời trôi chảy không giống nói dối mạnh kỳ nói chính tư thế này nhìn rất bất phàm nhưng mang tới một cảm giác rất quỷ bí và không trọn vẹn nên rất có thể là vấn đề nằm ở chỗ trình tự ngươi tạm thời ngừng tu luyện để ta mời danh y uống thuốc hạ kim châm trị chứng ly hồn cho ngươi cảm ơn tô công tử sau đó Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn rời đi, hắn thực lòng muốn tìm danh y chữa bệnh cho đoàn Thụy. Đến đêm, đến lúc điểm huyệt đạo bổ sung cho đoàn Thụy, lao đầu mở cửa sắt ra. Ly hồn chứng, thực là nhìn không ra a, à, lao đầu cũng là một hảo thủ, vừa lẩm bẩm vừa ngồi xổm xuống điểm huyệt. Đoàn Thụy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẩm sâu hung hút, phun một bãi nước miếng vào mặt lao đầu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chết tiệt! lao đầu lên yếu ớt, chỉ sau hai ba nhịp thở, đã nằm bất động, không còn hơi thở, cả người chuyển thành màu đen, mặt nơi dính nước miếng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Đoàn thủy lôi lao đầu lại, tìm chìa khóa mở xiền, duỗi tay chân, ra khỏi nhà tù, muốn trừ bỏ, ta tà, đáng chết. Vị huynh đệ này, mọi người đều là người cùng gặp nạn, mau giúp chúng ta thoát khốn, ta sẽ thâm tạ. Quốc trì cung rất là vui mừng. Đoàn Thụy lạnh lùng nhìn qua, đôi mắt tối đen không chút tình cảm, từ từ tới gần. Quốc trì cung sửng sốt, tóc gáy dựng lên, cảm nhận được sự nguy hiểm, vội hô. Đừng, đừng tới đây. Cứu mạng. Hôm sau, lúc lao đầu đến khác tới thay ca, thì cả tầng ba đã trở thành một vùng địa ngục, tay chân, nội tạng nát vỡ, không trọn vẹn nằm rải rác khắp nơi. Là trúng độc mà chết. Vương bộ đầu ngồi trước thi thể lao đầu. Đám Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn đều nghiêm mặt, không ngờ Đoàn Thụy còn giấu kịch độc. Lúc áp vào ngục, Vương Bộ Đầu đã kiểm tra rất kỹ, trên người Đoàn Thụy hoàn toàn không có một món độc dược nào, đây là quy củ của Lục Phiến môn, để ngừa phạm nhân vượt ngục. Hơn nữa, sau khi Mạnh Kỳ và Đoàn Thụy trao đổi với nhau xong, đã mời lao đầu tới kiểm tra lần nữa, đây cũng là quy định, để ngừa người tới thăm tù đưa cho tù nhân đồ gì đó nên đám vương bộ đầu không hề nghi ngờ hai người mạnh kỳ và tề chính ngôn cố ý thả cho đoàn thụy. Hắn đã bị phong huyệt đạo, tay chân bị khóa, dù trời sinh thần lực, nếu không độc sát lao đầu, thì cũng không thể đào tẩu được, đại hiệp lâm bảo chi nói thẳng vào đúng trọng tâm. Lao đầu là tới đây để điểm huyệt bổ sung cho đoàn thụy, nên hoàn toàn loại bỏ khả năng huyệt đạo của đoàn thụy đã được giải, y đã khôi phục thực lực. Vấn đề ở chỗ, kịch độc của hắn là từ đâu ra? Hoàng Hoa Phong nổi giận, vất vả lắm mới bắt được kẻ thù, thế mà lại trốn thoát được. Vương bộ đầu xấu hổ, đây là đáng trách hắn và lục phiến môn soát người quá tệ đúng không? Mạnh kỳ trầm ngâm, vương bộ đầu là thần bộ nhiều năm, tất cả mọi nơi trên người đoàn thụy đều đã được kiểm tra, ngay cả trong miệng cũng kiểm, theo lý không thể có chất độc xuất hiện. Mạnh kỳ ngồi xuống nâng thi thể dậy, hắn là tới để điểm huyệt đoàn thụy, Vậy tư thế hẳn là như thế này đoàn thủy bị xích sắt khóa chặt, không thể đứng lên. Có khả năng lao đầu là bị đoàn thủy phun độc từ miệng ra để hại chết. Nếu là như vậy, ma công đã giúp bản thân nước miếng của đoàn thủy cũng trở thành chất độc. Vương bộ đầu gật đầu, rất có khả năng này, nhưng huyệt đạo đã bị bế, hắn vẫn vận được ma công sao. Huyệt đạo chỉ là hạn chế hoạt động tay chân và vận chuyển chân khí mà thôi, không có ảnh hưởng gì tới nước miếng. Sa vạn hào lên tiếng, Ông ta lớn tuổi nhất ở đây, kiến thức rộng rãi. Trước mặt quan trọng nhất không phải là suy xét ma công của Đoàn Thụy như thế nào, mà là phải bắt hắn lại. Hoàng Hoa Phong hầu như mất kiểm soát. Vương Bộ đầu nói ngay, Đoàn Thụy có tà ma trong người, dù không gây ra án mạng thì cũng không thể để hắn đi lại lung tung, ta lập tức phát văn thư lên quận thành. Ta sẽ hỗ trợ đuổi bắt. Mạnh Kỳ trầm giọng. Nếu Đoàn Thụy không chạy qua Dĩnh Thành, hắn sẽ phải tạm gác lại việc khiêu chiến thanh liên công tử. Thứ nhất đoàn thụy chạy trốn, tuy hắn không có trách nhiệm, nhưng cũng phải cho tụ hoa phái một cái công đạo. Thứ hai chưa chắc chắn đoàn thụy có luyện dịch cân kinh hay không, rất có thể y và nghĩa phụ y có liên quan tới chuyện chân thường đạo kinh năm xưa, liên quan tới gian tế vẫn còn ẩn nút trong tự, dù mình đã rời khỏi thiếu lâm, nhưng sư phụ và tiểu sư đệ vẫn còn ở trong tự, vẫn phải tìm ra gian tế để bảo vệ họ thứ ba chính tư thế của đoàn thụy còn nhiều điểm phải xem xét. Tề chính ngôn vốn chỉ là đi ma luyện, không nhất định cứ phải tới Vĩnh Thành, nên quyết định đi theo Mạnh Kỳ. Tô Thiếu Hiệp, Tề Thiếu Hiệp thật sự hiệp can nghĩa đảm. Hoàng Hoa Phong chấp tay cảm ơn. Mọi người nhìn các thi thể khác trong tầng tù, Lâm Bảo Chi thở dài, ma đầu thực tàn nhẫn, dù đã một chưởng đánh chết, mà vẫn còn kéo đứt tay chân, móc nội tạng của người ta ra. Mọi người đều trầm mặt đoàn thụy sau khi trốn ra khỏi tù thì chạy vào khu sơn lĩnh chạy tới khi mặt trời đã lên cao mới quỵ xuống dựa vào một gốc cây thở dốc đôi mắt tối đen dần trở lại bình thường ngơ ngác nhìn quanh ta ta đang ở đâu rõ ràng lúc ngủ là ở trong nhà tù mà sao tỉnh dậy lại thấy mình đang ở nơi hoang sơn giả lĩnh có người cứu ta thoát khốn không thể nào vậy là ly hồn chứng phát tác tà ma phụ thể dết lao đầu, vượt ngục. Đoàn thủy càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này chính là sự thật, hai tia ôm chặt lấy đầu, trên lên đau khổ, mình cam tâm tình nguyện bị giam giữ, để chữa bệnh, không còn hại ai, vậy mà lại làm liên lụy tới lao đầu. Khóc cái gì mà khóc? Đồ không có tiền đồ. Đoàn thủy bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen. Y ngạc nhiên đứng dậy nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai. Nhìn cái gì? Ta chính là ngươi, tà ma, trong miệng ngươi đó, mặt đoàn thụy vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn lại khôi phục bình thường, tà ma. Ta không tiền không tài, võ công lại thấp, van xin ngươi tha cho ta đi, đừng đi theo ta nữa. Hắn cầu xin. Khuôn mặt lại vặn vẹo, ha ha, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, làm sao bỏ qua nhau được. Chúng ta vốn là một thể, bị người ta ăn hiếp ai lại chẳng muốn trả thù. Chỉ có quỷ nhát gan ngươi không chịu đối mặt, rõ ràng có thực lực cường đại, mà lại không chịu giết người, ta chỉ làm thay ngươi mà thôi. Nói bậy, lúc ta làm thợ săn chưa bao giờ mềm lòng, nhưng ngươi hại sư phụ, khiến ta hết đường chối cãi, không còn có được cuộc sống bình thường. Đoàn thủy rơi lệ đầy mặt, sư phụ cứu ta thoát khỏi khổ ải, coi ta như con ruột, trong môn có thứ gì tốt cũng nghĩ tới cho ta trước tiên, luyện công mà sai, người cũng không bao giờ quở trách, mà từ từ sửa lại cho ta ông ấy với chúng ta đều là có ơn tái tạo tình như cha con ngươi hại ông ấy không phải tà ma thì là cái gì đoàn thụy ngửa đầu cười to càng cười nước mắt càng ào ạt ngu ngốc ngu xuẩn trên thế giới này tất cả đều là người xấu chỉ có mình mới không hại mình chúng ta vốn là một thể tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho ngươi tốt cho ta muốn tốt cho ta thì đã không giết đi sư phụ. Đoàn Thụy nổi giận. Khóe môi hắn nhếch lên cười lạnh, biết vì sao hắn cứu ngươi không? Vì nhìn thấy thiên phú của chúng ta, đoán trong người chúng ta có mang theo tuyệt học. Hôm đó hắn đã nghi ngờ võ công của chúng ta, nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị hắn giết người diệt khẩu, nên ta phải tiên hạ thủ vi cường. Đều là ngươi suy đoán vô căn cứ mà thôi. Đoàn Thụy quát, chưa kể võ công của chúng ta thì có vấn đề gì đâu hắn chuyển sang cười nhạo lúc nào hắn cũng bóng gió khen bộ công pháp này chẳng phải mơ ước muốn có nó hay sao đoàn thụy tuổi không lớn kinh nghiệm còn ít không cãi lại được sư sư phụ chỉ là quan tâm ta hắn nhếch mép cười nhạo ngươi thực nghĩ nó chỉ là để cường thân kiện thể ngươi tưởng lão già điên kia thu ngươi làm nghĩa tử là vì lòng tốt đấy hả nghĩa nghĩa phụ không có ý xấu đoàn thụy càng thêm khiếp sợ lão ta không dám tự luyện muốn bắt ngươi làm kẻ chết thay mà thôi may mà ta còn tỉnh táo luôn lừa gạt lão nên mới khiến lão luyện tới điên luôn hắn cười đắc ý ngươi tưởng cuồng đao tô mạnh là có lòng tốt cũng là mơ ước thần công của chúng ta mà thôi lúc ở trong tù hắn có nói lời nào về cách trị chứng ly hồn cho ngươi không tất cả đều là hỏi về công pháp đoàn thụy không đáp lại trong đầu vô cùng lộn xộn. Lòng người hiểm ác, chúng ta chỉ có thể tin vào bản thân mình, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, làm sao ta hại ngươi được. Nhưng những người khác thì có. Bọn họ đều mơ ước thần công của chúng ta, muốn hại chúng ta. Vẻ mặt của y trở nên điên cuồng, đầy căm hận, chúng ta luyện được thần công, làm sao có thể ru rú trong một cái thành nhỏ chẳng chút tiếng tâm này, nếu đã trốn thoát, thì đừng nghĩ tới chuyện trở về nữa đi ngao du khắp nơi chẳng phải vui hơn sao. Đoàn Thụy nghiến răng, đi ra đường lớn. Ta cũng có thể tự tìm danh y. Ba ngày sau, y đã rời xa khỏi Vĩnh Thành. Đột nhiên, y nghe thấy tiếng hổ gầm và tiếng cầu cứu ở phía trước, nên sải bước đi nhanh hơn. Dưới chân núi, một con hổ to gấp đôi hổ bình thường đang cắn vào vai một lão giả mặc trang phục người hầu, mặc kệ lão chém đao vào mình, vì những nhát chém không hề làm nó xây xác gì sau lưng lão giả là một cái xe ngựa đổ cạnh xe có một nữ tử đã bị thương mặc áo trắng áo khoác vàng nhạt ngoài khoác thêm một cái áo nhung dung nhan đẹp đẽ khí chất thanh nhã bên cạnh là những thi thể nam nữ đều có người đang kêu cứu chính là cô phùng nguyên tỉnh nhìn lão bột đang gặp nguy hiểm mình lại bị thương ở chân không thể nào chạy thoát trong lòng tuyệt vọng theo bản năng kêu to cầu cứu cô thấy hận ông trời sao lại gặp phải một con hổ sắp thành tinh này chứ cả gian đông rộng lớn, thường phải vào sâu trong thâm sơn giả lĩnh mới có yêu vật, yêu thú, sao giờ đi ngoài đường lớn lại gặp phải. Cô nhìn thấy một thiếu niên khỏe mạnh tới gần, vội la lớn, đừng tới đây, hổ tinh nguy hiểm. Đoàn thủy hít một hơi thật sâu, chạy nhanh tới, một quyền đánh ra. Con hổ ỉ vào cơ thể đau thương bất nhập, cắn chặt vai lão bột không buông, vung trảo chụp vào đoàn thủy. Bỗng nhiên, mắt mũi nó chảy máu, cả cơ thể mềm oặt, ngã xuống, đã chết. Phùng Nguyên tỉnh mở to mắt, không thể nào tin được, con hổ tinh dữ dằn vậy mà bị giết nhẹ nhàng như vậy. Người hầu của mình là cao thủ bảy tám khiếu, cao thủ mở khiếu cũng có nữa, nhưng mọi người đều phải mất mạng dưới trảo của con hổ tinh này, vậy mà thiếu niên này chỉ một quyền đã đánh chết nó. Cô nương, cô không sao chứ? Đoàn thủy nâng lão bột đi tới, bình thản hỏi. Phùng Nguyên tỉnh cố gắng bình tĩnh, đa tạ công tử cứu giúp, dám hỏi tôn tính đại danh. Đoàn, đoàn phục sinh. Đoàn Thụy bịa ra một cái tên. Từ sau ngày ấy, là một cuộc đời mới. Công tử hiệp can nghĩa đảm, võ công siêu quần, phùng nguyên tỉnh thoáng cúi đầu, mặt hơi ửng hồng, cảm thấy đoàn phục sinh này cường đại nhưng thuần phát, hoàn toàn khác hẳn đám công tử bạn bè cô thường gặp hàng ngày. Đoàn Thụy lần đầu tiên được mỹ nữ khích lệ và cảm kích, thì bối rối gãi đầu, ta là người học võ, đương nhiên phải rút đao tương trợ tự nhiên hắn thấy rất vui chưa từng có nữ nhân nào nhìn hắn như thế này đoàn công tử là đi trường xuyên phùng nguyên tỉnh hỏi đoàn thụy đâu có biết phương hướng trả lời đại phải nhà ta vừa lúc ở trường xuyên hay là công tử phùng nguyên tỉnh lời còn chưa dứt đã thấy đoàn thụy biến sắc công tử ngươi làm sao vậy đoàn thụy đột nhiên có cảm giác sợ hãi kinh hãi nói có lẽ kẻ thù của ta đã đuổi tới có thể khiến một người một quyền đánh chết hổ tinh kinh hoàng như thế, kẻ thù của y chắc chắn rất khủng bố, Phùng Nguyên Tỉnh theo bản năng hỏi, "Đoàn công tử, sao các người lại kết thù?" Bị người ta vu oan, bị người ta ham muốn bí tịch trên người, Đoàn Thủy không có kinh nghiệm giang hồ, nên nói tuột ra luôn suy đoán của mình về đám mạnh kỳ. Phùng Nguyên Tỉnh nghĩ đến chuyện vừa rồi, cắn răng nói, "Đoàn công tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi trốn vào trong xe đi, nếu có người đến hỏi ta sẽ che giấu giúp ngươi. Đoàn thủy thấy cay mắt, trên thế giới này vẫn còn người tốt. Hắn trốn vào trong xe ngựa, vận thần công giấu đi khí tức vào dao động, không bao lâu sau, có hai con ngựa chạy tới. Phùng Nguyên tỉnh thấy đó là hai người trẻ tuổi, người chạy trước mặt đồ đen, tay cầm đao, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất dương cương. Kẻ thù trẻ như vậy, là hai người này khiến đoàn công tử kinh hoảng. Phùng Nguyên tỉnh không thể tin được vị cô nương này nãy giờ có thấy một thiếu niên đi ngang qua không mạnh kỳ hỏi mô tả diện mạo đoàn thụy mắt nhìn quanh một thiếu nữ bị thương chân người hầu cầm đao bị cắn ở vai một con hổ tinh nằm lăn dưới đất mạnh kỳ vừa mở miệng hỏi thì liền bật cười thế này chẳng phải đã rõ ràng rồi sao phùng nguyên tỉnh cố gắng trấn định hồi công tử có gặp qua tiểu nữ tử vừa rồi bị hổ tinh tấn công suýt nữa mất mạng chính là được vị thiếu niên đó ra tay tương trợ mới may mắn thoát khỏi tai nạn nhưng hắn trọng nghĩa khinh tài không cần đền ơn đã theo hướng kia đi rồi đoàn thụy nghe thấy mấy câu đầu thì nổi giận cô ta bán mình thế giới này quả thực không có người tốt song may mà nghe tiếp tới câu sau mới thở phào xem ra mình đã bị tà ma mê hoặc trở nên cực đoan dễ dàng đi hiểu lầm một cô gái tốt mạnh kỳ mỉm cười thì ra là vậy Hèn gì cách con hổ này chết nhìn quen quen Phùng Nguyên tỉnh lặng lẽ thở ra May mà mình không phủ nhận Nhưng mà, cô nương à Có một chuyện phải nhắc nhở ngươi Mạnh kỳ trở nên trịnh trọng Phùng Nguyên tỉnh hành lễ Công tử xin nói Vị kia thiếu niên tâm địa thuần phát Rất có hiệp tâm Nhưng cô nương phải cẩn thận Hắn bị chứng ly hồn Có thể đột ngột nổi điên giết người Sau đó lại chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra Nếu sau này gặp lại cô phải cẩn thận mạnh kỳ nhắc nhở phùng nguyên tỉnh hoảng sợ đoàn công tử thoạt nhìn êm đẹp mà lại bị ly hồn chứng nhìn có thấy chỗ nào giống một tà ma tay đẫm máu đâu hay là tên này vì mơ ước thần công bí tịch của đoàn công tử cố ý tạo chuyện nói dối để đoàn công tử không thể không chỗ đặt chân cô cắn môi đa tạ công tử nhắc nhở nhưng đoàn công tử đã đi xa giang hồ rộng lớn e là khó mà gặp lại mạnh kỳ cười đúng vậy giang hồ lớn lắm dù là bằng hữu của nhau cũng khó mà có ngày gặp lại cô nương hai chân cô khó di chuyển người hầu cũng đã bị thương nếu ở ngoài nơi hoang dã này sẽ dễ gặp phải bất trắc hay là ta đưa các vị tới thành gần nhất nhé mặc phùng nguyên tỉnh trắng bệch không biết phải trả lời làm sao nếu đồng ý đối phương sẽ bảo mình phải gom đồ trong xe mà từ chối thì lại không hợp lẽ thường cô người hầu khàn khàn trả lời thay đa tạ ý tốt của công tử, nhưng lão gia nhà ta sắp đuổi tới đây rồi. Tề chính ngôn lạnh lùng nhìn, sao Mạnh Kỳ ở đây nói nhảm nhiều thế? Ta nhiều chuyện rồi. Mạnh Kỳ cười, người nhà sắp tới, ồ, là trường xuyên Phùng Thị à. Dưới đất không ít món đồ chứng minh điều này. Phùng Nguyên tỉnh nhanh miệng trả lời, đúng là trường xuyên Phùng Thị, không dám phiền công tử nữa. Ta nghe nói, cửu bất thần y, trung thái bình ở trường xuyên, ở nhờ nhà Phùng Thị, có việc này không? Đây mới là Mạnh Kỳ câu hỏi mục đích. Trung Thái Bình là nhân bản cao thủ 10 năm trước, từng xếp hạng thứ 23, khi đến tuổi mới rời khỏi bản, qua nhiều năm, nay đã là nửa bước ngoại cảnh, so với võ công, y thuật của ông ta còn nổi tiếng hơn, được khen là ngoại cảnh trở xuống đều có thể cứu trị. Vì định ra chính trường hợp không cứu, nên được gọi là cửu bất thần y, nghe nói đã từng chữa khỏi hai người bị ly hồn chứng. Mạnh Kỳ đã được xem những thông tin này trong tư liệu của lục phiến môn, hắn ấn tượng nhất một câu, tâm tình không tốt không cứu. Phùng Nguyên tỉnh mỉm cười, công tử nói quá, trung thần y là thân thủ, y thuật cỡ nào, làm sao bảo là dựa vào phùng thị chúng ta cho được. Mọi người chỉ là quen biết, hỗ trợ cho nhau mà thôi. Trường Xuyên, Giang Đông Danh Thành có vài vị ngoại cảnh, và nhiều nửa bước ngoại cảnh, Phùng Thị chính là một trong những vọng tộc của Trường Xuyên. Nơi đây cách Trường Xuyên không xa, Phùng gia không phải là đại thế gia, Phùng Nguyên Tỉnh không mang cao thủ đi ra ngoài cũng là chuyện hợp lý. Nghe nói Chung thần y chữa khỏi được bệnh ly hồn chứng. Mạnh Kỳ cười khẽ. Phùng Nguyên Tỉnh thoáng sửng sốt, hồi Chung thần y du lịch thiên hạ có từng trị bệnh ấy, nhưng từ khi trở về Trường Xuyên thì chưa gặp trường hợp ly hồn chứng nào cả. Cô nghi ngờ người này chính là người vu bệnh ly hồn chứng cho Đoàn Thụy. Nhưng Đoàn Thụy thì lại rất vui. Thì ra ở trường xuyên có thần y có thể trị bệnh ly hồn chứng, mình sẽ phải tới đó. Ai, tiểu đoàn là người tốt, nhưng bệnh ly hồn chứng của hắn thì không tốt, ta đang đi tìm hắn, muốn dẫn hắn đi gặp chung thần y, mạnh kỳ giả vờ thở dài. Phùng Nguyên tĩnh không nói gì, người này nhìn cũng chỉ chừng 18, 19, quá lắm là 20 tuổi thôi, lớn hơn đoàn công tử bao nhiêu mà gọi người ta là tiểu đoàn. Mạnh kỳ khoanh tay lướt qua Phùng Nguyên tĩnh đi về phía xe ngựa, tiểu đoàn, ra đây, nghĩ trốn được ta hả? Phùng Nguyên tỉnh biến sắc, hắn, hắn nhìn ra. Đoàn Thụy sững sờ ngừng thở, sao có thể? Mạnh Kỳ là người nhiều kinh nghiệm giang hồ, thấy xác con hổ, là biết đoàn Thụy chỉ ở quanh đây thôi, nên giả vờ nói chuyện phím với Phùng Nguyên tỉnh, dùng biến thiên kích địa đại pháp nhận ra là cô nói dối, sau đó nói tới chuyện đoàn Thụy quan tâm nhất là chuyện ly hồn chứng, quả nhiên cảm nhận được tiếng tim đập từ trong xe ngựa đoàn thụy bây giờ giống hệt hắn lần đầu tiên gặp đoàn hướng phi thấy mạnh kỳ tới gần đoàn thụy từ trong xe vọt ra tung một quyền vào trong xe ngựa nhảy lên ra giống như đánh lén một quyền đánh hướng mạnh kỳ với thực lực của đoàn công tử đánh không lại chắc bỏ chạy cũng không vấn đề gì phùng nguyên tỉnh hơi thót tim nhưng nhớ tới đoàn thụy một quyền đánh gục hổ tinh uy mãnh cô vẫn thấy an tâm thấy ánh mắt đoàn thụy vẻ cừu hận mạnh kỳ giật mình lần trước hắn tin mình lắm kia mà. Chứng ly hồn đã nặng lên rồi. Hắn im lặng, để cho đoàn thụy đánh trúng mình. Quyền thế rất nặng, đánh trúng Mạnh Kỳ, vang lên âm thanh như đánh vào kim loại. Mạnh Kỳ vương tay, túng lấy vai đoàn thụy, truyền chân khí vào, khóa chặt mấy đại huyệt. Hai mắt đoàn thụy trở nên tối đen, há miệng, phun nước miếng vào mặt Mạnh Kỳ, màu nước miếng đen thui. Mạnh Kỳ đã có chuẩn bị, hơi nghiêng người, tránh được nước miếng, chân khí tiếp tục tuôn ra khóa hết huyệt đạo của đoàn thụy khiến y không còn động đậy được nước miếng rơi xuống đất xèo xèo mấy cái cỏ dại quanh đó đều héo rũ giao thủ xảy ra rất nhanh chỉ chớp mắt một cái phùng nguyên tỉnh đã thấy đoàn thụy bị mạnh kỳ tóm vào tay một quyền đánh gục hổ tinh thế mà một chiêu cầm nã cũng không đỡ được hai người đánh nhau cứ như người lớn ăn hiếp con nít con nít quào tay đấm đại một cái sau đó bị người lớn xách lên Mạnh kỳ cười, nếu ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đừng dở trò nghĩ cách chạy trốn với ta, theo ta đi gặp chung thần y. Kim chung tráo cửa thứ bảy đã mở, tương đương bước vào mở khiếu kỳ cuối cùng, người thường đừng nói tới chuyện làm hắn bị thương, làm rách áo hắn cũng còn không thể. Sự tối tâm trong mắt đoàn Thụy tiêu tán, nghe tới tên chung thần y, hắn cũng không dãy dụa nữa. Phùng tiểu thư, ngươi có thể tự mình hỏi tiểu đoàn xem hắn có mắt chứng ly hồn hay không? mạnh kỳ sách đoàn thụy trở lại chỗ phùng nguyên tỉnh phùng nguyên tỉnh thân thiết nhìn đoàn thụy đoàn công tử ngươi mắt ly hồn chứng thật à đoàn thụy không nói được gật đầu một cái phùng nguyên tỉnh thở vào nói như vậy công tử trẻ tuổi này không phải là người xấu nhưng hắn có là người xấu thì mình cũng không làm gì được nhưng nếu hắn thật sự mang đoàn công tử vào trường xuyên mình có thể mời trưởng bối trong nhà hỗ trợ khiến hắn không thể hại đoàn công tử cướp bí tịch của đoàn công tử. Phùng tiểu thư, giờ chúng ta có thể đi trường xuyên chưa? Còn phải nhờ cô dẫn tới gặp chung thần y nữa. Mạnh kỳ cười tủm tỉm. Nếu thật sự có thể trị ly hồn chứng, biết cách giải bệnh, sau này có thể dùng để đối phó với cố tiểu tang, đánh thức tiểu tử trong người cô ta. Phùng Nguyên tỉnh gật đầu, đoàn công tử có ơn cứu mạng, tiểu nữ tử đâu dám chối từ. Nhưng chung thần y tính tình cổ quái, nếu lỡ tâm tình ông ấy không tốt, ai nói ông ấy cũng không nghe đâu. Người hầu truyền âm nhập mật nói với Phùng Nguyên Tĩnh, thân thủ của công tử áo đen này rất đáng sợ, ít nhất cũng phải trong 30 hạng đầu nhân bản, đồng bạn của hắn hơi thở rất dài, khí thế cô động, cũng là người có thực lực nhân bản. Á, à, hai nhân bản cao thủ. Buổi trưa qua đi không lâu, đoàn người vào trường xuyên thành, Phùng Nguyên Tĩnh cáo từ để về nhà, Mạnh Kỳ túng chặt vai đoàn thụy, tề chính ngôn tìm khách sạn để ở. Đi một lúc, đằng trước bỗng có chút huyên náo, hình như người ta đang súng lại xem cái gì đó. Mạnh kỳ kéo một người lại hỏi, huynh đài, phía trước có chuyện gì thế? Hạng 42 nhân bản, Ma Vân Long, Phương Bạch khiêu chiến trường xuyên tiêu cục thiếu tiêu đầu dịch tùng, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của trường xuyên. Người kia hưng phấn trả lời. a à, Giang Đông quả là Giang Đông, đi đại tới đâu cũng gặp được cao thủ hoặc đã từng là cao thủ nhân bản. Mạnh kỳ cười ha hả, cùng tề chính ngôn xuyên qua đám người chen lên xem. Trong một quán rượu, trên cửa lầu hai có mấy người cao thủ đứng nhìn xuống, đất trống dưới đất trước quán có hai người đang đứng đối diện nhau, một người ôm quyền nói, Phương Huynh Long trảo nổi tiếng, dịch mổ không địch lại được. Phương Bạch chỉ chừng 20, tuổi trẻ khí thịnh, nghe vậy mỉm cười, dịch huynh cũng rất bất phàm, hiện giờ phương mổ vẫn còn đang sôi trào chiến ý, không biết còn có ai có thể khiêu chiến hay không. Chung quanh lập tức trở nên im phăng phát, những người trẻ tuổi thì không dám ứng chiến, người đã thành danh thì muốn bảo vệ thanh danh, không dám liều. Tay tề chính ngôn siết chặt chui kiếm. Mạnh kỳ nghiêng đầu cười, tề sư huynh, muốn khiêu chiến. Ừ, ta muốn thử xem thực lực của mình đã tới đâu. Tề chính ngôn gật đầu. Dịch tùng cười hắc hắc, muốn đánh thì đánh, ta cổ vũ cho ngươi. Phương Bạch đứng trước quán, tự hào nhìn quanh, không biết còn có vị nào huynh đài chỉ giáo. Có người ở trên lầu rục rịch định ra tay, thì đã có một người từ trong đám người dưới đất băng ra, cướp trước. Tại hạ hoáng hoa kiếm phái tề chính ngôn, mời phương huynh chỉ giáo. Đệ tử hoáng hoa kiếm phái. Sao chưa nghe thấy tên bao giờ? Cao thủ dưới lầu sửng sốt, hoáng hoa kiếm phái có mấy đệ tử xuất chúng đủ sức đăng tên trên nhân bản, ở đây ai cũng biết danh, nhưng cái tên tề chính ngôn này thì bây giờ mới được nghe thấy. Quần chúng vây xem thì thào bàn tán, tề chính ngôn này là ai, hoáng hoa kiếm phái vô cùng nổi danh, song không tới mức một đệ tử nào đó chẳng chút tiếng tâm cũng dám khiêu chiến nhân bản cao thủ chứ. Một giọng nói trong trẻo cất to, ác những tiếng ồn xung quanh, hoáng hoa kiếm phái là thiên hạ đại tông, tàn long ngọa hổ, đệ tử nội môn xuất chúng không hẳn ai cũng biết hết được, nếu người ta đã dám ra khiêu chiến Đương nhiên là có vài phần thực lực, Minh Nguyệt Triều Sinh kiếm hỏa ý, Lạc Hà Thu Thủy kiếm thi tình, thực khiến chúng ta rất chờ mong. Mọi người đều quay sang nhìn, thấy người vừa lên tiếng là một thiếu niên mặc đồ đen, dung mạo tuấn mỹ, giọng nói rất to rõ. "Vị huynh đài này, ngươi đã từng thấy Minh Nguyệt Triều Sinh kiếm và Lạc Hà Thu Thủy kiếm, một người hỏi Mạnh Kỳ." Mạnh Kỳ đắn đo, "Đương nhiên, tại hạ mới từ Dĩnh Thành tới, Thanh Liên công tử thật sự là kiếm trụ phong lưu." Ra là vậy. Nghe thấy tên thanh liên công tử, người vây xem trở nên háo hức, không được thấy bản tôn, được xem kiếm pháp của hoáng hoa kiếm phái cũng được. Phương Bạch cười, tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp quý phái đã lâu, nay có cơ hội kiến thức, sao dám bỏ qua. Thanh liên công tử nổi danh khắp Giang Đông, không thiếu người muốn khiêu chiến hắn, Phương Bạch chính là một người trong số đó, nhưng hắn biết khả năng của mình, nội thiên địa chỉ mới thành lập, chỉ nhờ vào có được một chiêu trảo pháp ngoại cảnh để thành danh, miễn cưỡng được vào nhân bản, quá chênh lệch với một người đã chạm tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có cả tuyệt chiêu ngoại cảnh như thanh liên công tử nên quyết định đợi tới khi cửu khiếu đều đã khai mới dám đi khiêu chiến. Nhưng mà có cơ hội cũng phải tìm hiểu kiếm pháp hoáng hoa kiếm phái, biết mình cũng phải biết người. Một bộ áo xanh, dáng người cao ngất, diện mạo không gọi là xuất chúng, nhưng ít ra cũng chẳng xấu, chỉ là gương mặt quá đơ, không hề có cảm xúc cứ hệt như người chết chẳng hề có phong tư cao thủ đây là ấn tượng đầu tiên của phương bạch đối với tề chính ngôn tề chính ngôn không nói gì chắp tay chào tay phải chụp vào chui kiếm động tác rất tiêu sái rất có thần ý của hoáng hoa kiếm phái phương bạch mắt sáng lên vận toàn lực chờ đối phương xuất kiếm hay dưới đáy có một tiếng hét to lại là mạnh kỳ hay cái gì hay một người khó hiểu hỏi tề chính ngôn xuất kiếm ra khỏi vỏ, long văn ẩn hiện, uy nghiêm tỏa lan, khiến các cao thủ xung quanh phải thu hồi sự khinh thị của mình. Mạnh kỳ chành miệng, vừa rồi một động tác tề chính ngôn chụp vào chui kiếm đã ẩn chứa tới bốn loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều dẫn tới một phương thức xuất kiếm khác nhau, nếu phương bạch công kích ngay lúc hắn rút kiếm, hắn vẫn có thể đối phó lại được, càng hay ở chỗ là biến hóa chiêu thức của hắn được giấu kỹ bên trong, nhìn bề ngoài chỉ thấy sự tiêu sái, đã được mấy phần thần kỹ của hoáng hoa kiếm phái. Quả là xuất chúng, người vây xem nghe vậy mới hiểu được, ồ lên khen ngợi. Các cao thủ dưới lầu người da mặt dần dật, kẻ miếng môi cố nín cười, ẩn hàm khinh thường, tề chính ngôn rút kiếm quả thật nhìn rất khá, nhưng làm sao tới được mức xuất chúng như thế. Có chút nhãn lực, nhưng lại quá mức nông cạn. Kiếm tốt, long uy bức người, ít nhất là thượng phẩm lợi khí. Mạnh kỳ mặc kệ mấy người đó, tiếp tục giải thích khiến người xung quanh đều cả kinh phương bạch chân trái trước chân phải sau thân thể hơi cong lại hai tay thành trảo một trên một dưới như một con rồng đang chờ phát động khí thế súc hết ở trong phương bạch quả nhiên danh bất hư truyền chỉ mỗi tư thế đã có được mấy phần thần vận chân long khí thế kín đáo nhưng một khi phát động sẽ có lôi đình chí uy càng tả đối thủ gây gớm chiến thắng mới càng giá trị mạnh kỳ cực hiểu điều này hắn còn nhìn được những biến hóa sau đó của phương bạch nhưng không nói ra vì nếu nói ra rồi phương bạch sẽ không thể không đổi chiêu và như thế tề chính ngôn có thắng cũng không hay di chân khí đến ngón tay thì biến đổi mạnh mẽ chưa tới lúc ra tay khó mà biến được ngón tay nào mới làm chủ công nghe mạnh kỳ nói phương bạch cười thầm toàn nói mấy thứ không có chút giá trị tề chính ngôn là người khiêu chiến ra chiêu trước một thức lạc hà thu thủy chém ra như làn khói bay ngang, mênh mang hoang vắng. Tay phải Phương Bạch chụp xuống, đầu ngón tay đều có lực quấn quanh, trở thành lợi khí, tay trái chờ sẵn, chỉ cần tay phải chụp được trường kiếm, độc long sẽ xuất động. Phanh phanh phanh, kiếm trảo va chạm, tề chính ngôn vận hết sức lực đấu với Phương Bạch. Mạnh kỳ hít vào một hơi, hoáng hoa kiếm phái tề chính ngôn kiếm pháp tuy không kém, nhưng so với ma vân long Phương Bạch thì hỏa hầu không bằng, đang ở hạ phong, nếu không thay đổi, ắt sẽ thất bại cao thủ dưới lầu đều làm lơ cái này ai chả nhìn ra mà cũng nói phương bạch cong ngón tay tạo hình miệng rồng điểm vào thân kiếm đẩy kiếm ra tay trái lướt theo chụp vào ngực tề chính ngôn thua cao thủ trên lầu đều nghĩ nhưng trong người tề chính ngôn tỏa ra những làn ánh sáng đỏ đẩy tay trái của phương bạch ra đây là mạnh kỳ ra vẻ khiếp sợ cái gì các cao thủ trên lầu cũng khiếp sợ nhưng họ là sợ thật còn mạnh kỳ là giả phương bạch cũng giật mình may mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên không bối rối di chuyển cơ thể vòng sang bên tề chính ngôn quanh người tề chính ngôn có ánh sáng đỏ quấn quanh ngoài thân kiếm lại xuất hiện một tầng băng tinh hàng khí tỏa ra khắp xung quanh một kiếm chém ra hoa tuyết bay bay rơi xuống kiếm quan trong suốt phá hư không tốc độ cực nhanh không khí xung quanh hắn như biến thành băng thực là hoa lệ y như thần thoại. Ngoại cảnh Nửa bước ngoại cảnh Phương Bạch sửng sốt, nhưng nhận ra uy lực không đúng, nên lại nổi lên dũng khí, tay phải lấy ngón cái làm chủ, chụp vào kiếm quan. Ba, kiếm quan trong suốt bị phá, nhưng tay phải của Phương Bạch bị dính một lớp xương trắng, khí lạnh chui vào trong người, làm hắn trùng mình một cái. Chân khí vận chuyển, cảm giác đông cứng mới biến mất. Cao thủ trên dưới lầu đều há hốc mồm, sao giống đã vượt qua mở khiếu quá vậy mạnh kỳ chấn động lên tiếng quy lực không thua gì mở khiếu nhưng tề chính ngôn không hề có dấu hiệu nội ngoại thiên địa câu thông với nhau đúng là công pháp đặc dị hoáng hoa kiếm phái không có loại thần công này là tề chính ngôn ra ngoài du lịch gặp kỳ ngộ mà có được thượng cổ trung cổ có một vài loại công pháp hiếm hoi ở mở khiếu kỳ có thể dựa vào cách thức đặc biệt để dẫn động thiên địa chi lực có lẽ đây là một trong số đó Nghe giọng điệu khiếp sợ ngạc nhiên của hắn, các cao thủ dưới lầu mới à ra một tiếng, ra là như vậy, tiểu tử này thật là có kiến thức. Nhưng sao thứ thần công thế này chúng ta lại chưa bao giờ nghe thấy? Thực sự có công pháp như vậy, quần chúng vây xem vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, thì ra thiên hạ còn có công pháp như vậy. Mở khiếu là có thể dẫn động ngoại thiên địa. Mạnh kỳ trảm đinh chặt sắt, đương nhiên là có, Chu quận vương thị hạo nhiên chi khí chẳng lẽ không phải cũng là như vậy sao? Nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí ở trong ngực mình, ở mở khiếu đã có thể dẫn động hạo nhiên chi khí ở trong thiên địa để hỗ trợ bản thân, rất là hiệu dụng. Hắn giải thích ngoài việc để vui đùa, thì chủ yếu là để nói rằng hồn thiên bảo giám của tề chính ngôn không phải là cái gì thần bí, Chu quận vương thị có công pháp cùng loại, thời thượng cổ cũng có, chỉ là hơi hiếm thấy mà thôi. Tóm lại, không thể để cho người ta nghi ngờ. Nghe thấy, hạo nhiên chi khí, cao thủ trên lầu cũng thở hắt ra, ai, sao lại quên cái môn công pháp này, nhưng tề chính ngôn có được thần công cùng loại, quả thực là khiến người ta hâm mộ, nếu không phải hắn là đệ tử hoáng hoa kiếm phái, hẳn sẽ có khối người ở đây sinh ra ý đồ muốn cướp lấy, nhưng giờ chỉ có thể thở dài, hoáng hoa kiếm phái lại có được một môn thần công. Bản thân tề chính ngôn tạm thời không có ý về tông môn, đợi đến thành ngoại cảnh rồi tính tới lúc đó cũng có quyền lên tiếng lấy cớ phải có tinh thạch để tu luyện không nộp hồn thiên bảo giám để đổi những thứ khác còn tinh thạch ư để lại đi tìm lần nữa vậy phương bạch đã rơi vào thế hạ phong bích băng chân khí hóa thành lưu quang theo kiếm pháp áp chế từ xa khiến hắn không tới gần được tề chính ngôn sau khi cản được bảy tám chiêu môi của phương bạch đã trở nên thâm lại rõ ràng là không trừ được hết hàng khí đã chui vào ngươi động tác đã hơi chậm lại, không có khả năng công kích trả đòn. Không thể tiếp tục như vậy, Phương Bạch vẫn hết chân khí, nhìn tưởng vọt ra xa, nhưng thật sự lại là vòng qua lưu quan, đánh tề chính ngôn. Tay phải nâng lên, nắm chặt lại, sau đó năm ngón mở ra, ngón út linh động, ngón áp út cổ xưa, ngón giữa hùng hồn, ngón trỏ khó lường, ngón cái cương mảnh, như năm con chân long cùng lúc đột kích, còn chưa ra chiêu, đã nhắm vào yếu huyệt của đối phương kình phong như lợi kiếm, một cổ long uy bàn bạc tỏa ra. Đây là tuyệt chiêu ngoại cảnh của hắn, ngũ long dơ vuốt. Đối mặt long uy, tề chính ngôn không hề sợ hãi, trường kiếm gặp lại, hàng khí chung quanh đột nhiên gia tăng, khiến mặt đất trở nhiên trơn trượt. Hắn lấy bích băng chân khí thôi động, ngàn dặm đóng băng. Ba, ngũ long trảo phá tầng băng, các mạch máu của phương bạch căng hết lên, động tác chậm lại, rõ là nỏ mạnh hết đà, tề chính ngôn thừa thắng tiến sát, khiến hắn không thể không chấp tay nhận thua ô tề chính ngôn cũng có ngoại cảnh sát chiêu mạnh kỳ lại khiếp sợ đệ tử hoáng hoa kiếm phái quả nhiên bất phàm cao thủ dưới lầu cảm khái đệ tử đại phái quả là đệ tử đại phái cả kỳ ngộ cũng ưu ái cho bọn họ quần chúng vây xem bàn luận xôn xao không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một cao thủ trẻ tuổi đi lên nhân bản phương bạch cười khổ tề huynh không đấu nữa công pháp của ngươi quá ăn hiếp người khác. Tề chính ngôn cố nặng ra một nụ cười mỉm, khách sáo vài câu, rồi lấy cớ đi tìm chung thần y, từ chối những lời mời của các cao thủ khác. Thấy tên nam tử áo đen nãy giờ giải thích ông sòng cùng tề chính ngôn rời đi, các cao thủ đều không nhịn được trung run khóe miệng, trong đầu toát ra hai chữ, vô sĩ. Hay lắm, với thực lực thể hiện hôm nay, ít nhất cũng trong 35 hạng đầu nhân bản. Mạnh kỳ hưng trí bừng bừng, tề sư huynh, ngươi muốn lấy ngoại hiệu gì? Quyền mật báo trong tay mình mà, muốn ngoại hiệu gì mình làm không được. Sao hồi trước mình không gặp được chuyện tốt thế này cơ chứ? Tề chính ngôn trầm mặt một chút, mạnh sư đệ, sau này lúc ta tỉ thí, ngươi đừng khen ngợi gì nữa. a, à, vì sao? Tề chính ngôn thở hắt ra, ngươi làm khoa trương quá sức, khoe quá mức là lộ liễu, ta nghe mà xấu hổ, tâm cảnh không ổn. Ai, thực là không giống vương tái huynh chút nào à mạnh kỳ nghĩ không bao lâu hai người đã tới chung gia tổ trạch đưa lên bái thiếp mời trở về đi lão gia nhà ta dạo này tâm tình không tốt người gác cổng từ chối ngay mà không cần vào trong báo mạnh kỳ quay sang cười với tề chính ngôn đi thôi không cố thêm tí à tề chính ngôn thuận miệng đáp mạnh kỳ cười hắc hắc người ta sống trên đời chỉ cần là chưa chết thì ai cũng có chuyện phải nhờ người khác, kẻ không khao khát việc gì, thì sẽ không sợ phiền toái, nhưng người thân bạn bè của ngươi sẽ có kẻ khao khát cái gì đó, có việc phiền phức gì đó cần nhờ người giải quyết, nên chắc chắn họ sẽ có những người mà họ không thể nào từ chối được, chỉ cần tìm ra được đúng người, thì mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, chúng ta đi tìm phùng tiểu thư thôi. Trung Thái Bình sống ở Trường Xuyên, thân quyến bạn của cả đàn, không thể thiếu chuyện liên quan tới lục phiến môn địa phương và mấy vọng tộc như phùng gia dù ông ta có tính tình cổ quái kiêu ngạo cỡ nào thì chắc chắn cũng sẽ có người mà ông ta không dám đắc tội nếu không đâu thể sống được ở đây danh y ở giang đông đâu phải chỉ có một mình ông ta tề chính ngôn cũng từng có một thời gian làm chủ sự đương nhiên hiểu được chuyện này không nói gì nữa cùng mạnh kỳ rời đi đoàn thụy ít kinh nghiệm giang hồ nghe mạnh kỳ nói nhưng chẳng hiểu gì cho lắm chỉ thầm cầu hy vọng phùng cô nương có thể mời được cửu bất thần y, tâm tình không tốt không chữa, nhìn đối phương không vừa mắt không chữa, cửu bất thần y. Đến chạng vạn, phùng nguyên tỉnh dẫn ba người đến khách sạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn. Đây là gia phụ. Phùng Nguyên tỉnh chỉ vào nho sinh trung niên bên cạnh. Trung niên này mặt mày sáng sủa, râu dài năm chòm, khóe mắt có ít nếp nhăn, một ít tóc mai hơi ngã sang màu trắng, khí độ nho nhã, mỉm cười khéo léo lão phu phùng bân văn võ chi bân đáng tiếc văn bất thành võ không đạt đa tại nhị vị hộ tống tiểu nữ trở về dám hỏi cao tính đại danh tại hà họ tô mạnh kỳ đã hỏi thăm thân thế phùng nguyên tỉnh phụ thân phùng bân là thân đệ của gia chủ cường giả nửa bước ngoại cảnh rất có tiếng nói trong phùng gia tề chính ngôn vừa muốn mở miệng phùng bân đã ha ha cười tề thiếu hiệp không cần báo danh chuyện trưa nay ở yên hà lâu lão phu cũng có mặt ngay tại trận chiến đã được nhìn thấy của tuyệt thế thần công tề thiếu hiệp, xích hà nhiễu thân, vân chưng vụ ái, băng sương tập nhân, nhìn như thần ma hàng thế, thật là tuấn kiệt, hoáng hoa kiếm phái thật có phúc. Tuy ông ta là nửa bước ngoại cảnh, chưa đột phá thiên nhân giao cảm, nhưng nhìn ra được chút sâu cạn của mạnh kỳ và tề chính ngôn, biết bọn họ đều là thất khiếu, nhưng điều đó không chứng minh được thực lực thật sự của đối phương, tề chính ngôn có hồng thiên bảo giám chỉ cảm ứng được chân khí của hắn có chút đặc thù mà thôi. Mạnh kỳ có bác cửu huyền công che giấu, Phùng Bân chỉ nhìn thấy chân khí của hắn rất bình thường, nhưng ông ta không dám khinh thị một chút nào, nữ nhi nhà mình đã miêu tả hắn rất ghê gớm, một thiếu niên cường giả một quyền đánh chết hổ tinh mà trước mặt hắn chỉ giống như con nít múa may với người lớn, ngay cả một cú túng vai cũng không tránh được. Không dám. Tề chính ngôn kim tốn. Cao thủ họ tô, là ai ta, phùng bân thầm lọc lại một đống tên cao thủ trẻ tuổi trong đầu mỉm cười nhìn mạnh kỳ tô công tử trưa nay nhờ ngươi giả thích nếu không ta cũng không biết thần công của tề thiếu hiệp huyền diệu như vậy cũng không nhìn ra được lai lịch của nó với tuổi của ông ta kinh nghiệm đương nhiên phong phú đương nhiên nhìn ra mục đích của mạnh kỳ mạnh kỳ cười tề sư huynh được kỳ ngộ lại không thể nộp lên trong lòng lo lắng đương nhiên ta phải giúp huynh ấy có một người bằng gữu như tô công tử thật là chuyện may mắn trong đời người tô công tử cũng là đệ tử hoáng hoa kiếm phái phùng bân khen trong lòng thầm nghĩ biểu hiện của ngươi thực ra quá sức khoa trương lại còn dư thừa cũng không phải theo thói quen gọi tề sư huynh thôi mạnh kỳ trả lời qua loa chỉ người đứng sau lưng phùng bân hai vị này là hai người này một người đầu chiếc khăn chừng ba bốn mươi tuổi râu dê hai mắt tinh lượng hữu thần khí tức nội liễm, vẻ mặt hơi kiêu căng, thực lực e là còn cao hơn Phùng Bân, người còn lại là một thiếu niên, 15-16 tuổi, bộ dáng giống giống Râu Dê kia, không phải cha con thì cũng là quan hệ ruột. Phùng Nguyên tỉnh cười, chỉ vào Râu Dê nói, vị này chính là Cửu Bất Thần Y, Trung Thái Bình Trung Tiên Sinh. Khi nói chuyện, cô lén nhìn Đoàn Thụy đang nằm trên giường, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường thì cũng yên lòng. Di, không phải tâm tình không tốt sao? sao lại tự mình tới? Mạnh kỳ kinh ngạc, không dám chậm trễ, vội chắp tay, trung thần y thân tới, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Tề chính ngôn cũng vội hành lễ. Trung thái bình nhướng mắt, giọng khô rang, trung mổ có chuyện muốn nhờ. Không hổ là cử bất thần y, ngay cả cầu người cũng ra thái độ chó cắn. Mạnh kỳ oán thầm, không biết là chuyện gì. Trung Thái Bình chỉ vào thiếu niên bên cạnh, đây là khuyển tử chung Duy ông ta bỗng nhệt miệng mắng, nghịch tử, có yêu cầu gì thì tự mở mồm ra đi, còn muốn làm mất mặt mũi cha ngươi tiếp à. Mạnh kỳ suýt nữa không nhịn được cười, Trung Thái Bình xem ra là thuộc loại người thẳng tính, không phải loại thích ngụy trang giả vờ, là người đáng kết giao bằng hữu. Trung Duy ấp úng, mặt đỏ lên, vẫn không mở miệng được. Phùng Nguyên tỉnh không cười nữa, Trung Tiểu Đệ là con trai độc nhất của Trung Thần Y, nhưng không bận tâm tới võ công và y thuật gia truyền chỉ muốn bái nhập vào đại môn đại phái, thường xuyên làm cho trung thần y bực tức, tâm tình không tốt. Thì ra là vì tên này mới tâm tình không tốt. Mạnh kỳ và tề chính ngôn giật mình. Ta không có thiên phú học y, trung duy khẽ biện bạch, làm trung thái bình nhìn chầm chầm, nhưng vẫn cố gắng nói so song, dù sao cung đã có mấy sư huynh có thiên phú y đạo hơn ta, đâu có sợ không còn ai tiếp nối, quá lắm thì sau này ta bảo con ta tới học. Má ơi! còn nhỏ như vậy đã nghĩ tới chuyện gạt con mình môi mạnh kỳ giật giật tốc độ nói của chung duy đột nhiên nhanh hơn ngoài y thuật võ công truyền thừa nhà ta lại không xuất sắc cho lắm nam tử hán đại trượng phu sống trên đời nào đâu có cái lý không nên đi truy tìm thứ công pháp tốt hơn nghịch tử cha ngươi ta năm đó cũng là cao thủ có tên trong nhân bản thanh nang bác giải mà bảo là kém hôm nay ngươi mà không nói rõ ràng thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta Trung Thái Bình nổi trận lôi đình, trâu dê rung lên. Mạnh kỳ nhìn mà cười thầm không thôi, ngày thường không biết bao nhiêu người cầu y phải chịu đựng tính khí của cửu bất thần y, giờ tất cả đều do con trai ông ta trả lại, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn A. À. Trung Duy quật cường, đương nhiên kém. Ở mở khiếu kỳ, thanh nang bác giải cũng coi như xuất sắc, nhưng sau đó thì sao, bao nhiêu đời nhà ta có được bao nhiêu ngoại cảnh. Phụ thân thiên phú hơn người, niên thiếu thành danh, nhưng nay đã gần 50, vẫn chỉ là nửa bước ngoại cảnh, chẳng lẽ còn không phải kém? Người cứ phùng gia tỷ tỷ đoàn công tử cũng chỉ cỡ tuổi bằng ta, mà đã có thể một quyền đánh gục hổ tinh, còn ta? Có đánh chết được một con hổ bình thường hay không? Trung thái bình giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng không đáp trả lại được, sau một lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng, giọng đau đớn lầm bầm, nhưng đồ do lão tổ tông truyền lại cũng không thể vứt bỏ phùng nguyên tỉnh thấy hai người càng xả càng xa vội nói tề thiếu hiệp hôm nay lúc ngươi và phương thiếu hiệp chiến đấu ở yên hà lâu chung tiểu đệ cũng ở trên lầu rất hâm mộ võ công kinh thiên của ngươi cảm thấy võ công trên đời cùng lắm chỉ được như thế mà thôi đại trượng phu trên đời chỉ cần có vậy không biết ngươi có ý thu đồ đệ hay không hoáng hoa kiếm phái và thiếu lâm quy củ khác nhau chỉ cần có đủ tư cách xuống núi du lịch là đệ tử có quyền thoải mái thu đồ đệ Tề chính ngôn nhíu mày, đang muốn từ chối, đã nghe Mạnh Kỳ cười, các vị có điều không biết, tề sư huynh kỳ ngộ được môn thần công này, là dựa vào tinh thạch có chứa chân ý truyền thừa, cũng phải dùng tinh thạch đặc thù để tu luyện, mới vừa nhập môn, trước khi hắn đạt đại thành, đừng nói không thể chỉ bảo, dù có muốn dạy, cũng không có tinh thạch tương ứng để hỗ trợ. Trung Duy mặt hiện lên thất vọng, Trung Thái Bình thở hắt ra, định cáo từ. Nhưng trên đời những môn công pháp tương tự như môn thần công này lại đếm không hết, đại môn đại phái càng là có rất nhiều. Mạnh kỳ cười tủm tỉm, chỉ cần chung tiểu đệ không chịu thua kém, ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng, không biết ngươi là thích kiếm pháp hoáng hoa kiếm phái, hay tẩy kiếm cát, hay là chân võ tuyệt học. Nếu là thích thần công về cầm đạo, hoặc muốn học dưỡng hạo nhiên chi khí, ta cũng có vài phần giao tình, có thể hỗ trợ. Hoáng hoa kiếm phái và tẩy kiếm các tự không cần phải nói, Giang chỉ vi tiến cử đệ tử là chuyện dễ như bỡn, chân võ phái thì tìm tên diêu tiểu quỷ bề ngoài kiêu ngạo nhưng thực tế lại dễ nói chuyện cũng làm được. Lan gia Nguyễn Thị, Chu quận Vương Thị, dù không ở rễ không được học công pháp trấn tộc, nhưng họ cũng có rất nhiều tuyệt học ngoại cảnh nổi tiếng. Nghe Mạnh Kỳ nói tới các võ đạo đại tông, thế gia đại tộc cứ như nói chuyện của nhà mình, đơn giản dễ dàng, cả phùng nguyên tỉnh, Trung Thái Bình và Trung Duy đều là dáng vẻ, ngươi chém gió quá. Phùng Bân bỗng nghĩ tới một người, một thiếu niên hiệp sĩ đang cực kỳ nổi danh, nhìn thẳng vào thanh trường đao của hắn, ngài là Tô Mạnh Tô công tử. Mạnh Kỳ cười thầm, tiêu sái chắp tay, chính là tại hạ. Hèn gì có thể thoải mái chế phục đoàn công tử. Phùng Nguyên tỉnh nghĩ, cao thủ 20 hạng đầu nhân bản cơ mà. Nghe nói lần sau, thứ tự của Tô công tử sẽ còn tăng lên nữa. Cùng đao Tô Mạnh. Trung thái bình ngẩn người. Trung Duy nhíu mày nhìn Mạnh Kỳ, không thể tin được cái tên giống tiểu bạch kiểm này lại là Mạnh Kỳ dạo này thanh danh truyền khắp Giang Đông cuồng đao, ngươi không phải gạt chúng ta chứ. Có cần tìm tìm lục phiến môn bộ đầu để chứng minh không hả? Ngươi có thể thử. Mạnh Kỳ như cười như không, giáo huấn con của các cường giả là thứ hắn khoái nhất. Dù hắn chỉ lớn hơn Trung Duy một hai tuổi, nhưng đời trước cốt xấu cũng đã hơn hai mươi mấy rồi. Trung Duy vừa thấp thỏm vừa kích động, cắn răng một cái nói, tô công tử, mời. Nói xong, hắn liền nhào tới, bộ pháp vững vàng, trụ cột vững chắc, song trưởng giống như ôm cầu. Mạnh kỳ chẳng hề nhích động tay chân, chỉ phóng tinh thần ra, nhìn vào gối trái của Trung Duy. Trung Duy cảm thấy ánh mắt của hắn giống như thực chất, đâm đúng vào sơ hở của mình, lập tức đổi chiêu. Bị hắn nhìn ra rồi. Hắn xoay tròn, song trưởng thành thế sóng triều, chụp vào mạnh kỳ mạnh kỳ nhìn vào bên dưới tay trái của hắn ánh mắt như kiếm chung duy thâm hô một tiếng không tốt lại bị xem thấu vì thế hắn lại biến chiêu phùng nguyên tỉnh nhìn mà ngơ ngác sao tô công tử vẫn đứng im tay không vung chân không dịch mà chung tiểu đệ lại cứ như trúng tà không ngừng múa may như thế sắc mặt chung thái bình và phùng bân dần trở nên ngưng trọng sau khi biến chiêu vài lần chung duy đã ướt đầm mồ hôi tráng đột nhiên hắn không đổi chiêu nữa chân trái vấp vào chân phải, ngã đùng ra sàn. Nhưng hắn không chạm sàn, vì đã được phụ thân túng lấy lưng áo. Đa tạ Tô thiếu hiệp chỉ giáo quyển tử, giọng trung thái bình cứng ngắc. Thua. Trung tiểu đệ đã thua. Phùng Nguyên tỉnh nhìn Mạnh Kỳ cứ như nhìn quái thú, hắn chưa ra tay mà Trung tiểu đệ đã thua. Thật là khó tin. Trung Duy không giận mà mừng, nhìn Mạnh Kỳ, Tô thiếu hiệp, người có muốn thu đồ đệ không? võ công của ta đã thề không truyền ra ngoài. Mạnh kỳ chính là vẽ, các ngươi biết rồi mà. Thiếu lâm tuyệt học. Trung Thái Bình trầm ngâm, tô thiếu hiệp, để quyển tử trước suy nghĩ một hai ngày, xem có muốn bái nhập đại môn đại phái nào không, tới lúc đó e là phải làm phiền ngươi. Ông ta không quen nói lời khách sáo, nên mặt đỏ bừng lên, đổi giọng, bệnh nhân ở đâu, để ta xem xem. Nằm ngay trên giường trước mặt ngươi đó, ngươi đâu phải người mù đâu. Mạnh kỳ thầm nghĩ. Mạnh kỳ nghĩ thì nghĩ, vẫn nghi người chỉ vào đoàn thụy, chung thần y, đây là đoàn thụy bị chứng ly hồn. Không phải đoàn phục sinh sao, Phùng Nguyên tỉnh thốt ra. Mạnh kỳ phì cười, cũng có thể gọi hắn vậy cũng được. Trung Thái Bình đến bên giường, cầm tay đoàn thụy, ngón trỏ ngón giữa với một tư thế rất kỳ quái bắt mạch ở cổ tay, vô cùng chuyên chú, đám mạnh kỳ không dám nói lời nào, im lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Trung Thái Bình thu tay về, lấy ra 10 cây ngân châm, cắm vào nhiều huyệt đạo khác nhau của đoàn thụy, sau 9 lần biến đổi, sắc mặt đoàn thụy thay đổi, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trở nên đen tối, nhìn không thấy đồng tử đâu. Ta sẽ giết ngươi. Hắn hét. Nói xong, há miệng phun ra, nước miếng. Trung Thái Bình là nửa bước ngoại cảnh, đã khám ra bệnh, sao lại không biết. Chân khí biến đổi, khiến đoàn thụy ngậm miệng, sau đó thu hồi ngân châm, nhìn hai mắt dần dần khôi phục lại bình thường, vẻ mặt đăm chiêu. Mạnh kỳ thầm gật đầu, cử bất thần y quả thực có tài, danh xứng với thật. Mạnh kỳ còn chưa nói chuyện, Phùng Nguyên tỉnh đã hỏi trước, Trung bá bá, đúng là ly hồn chứng. Trung thái bình vuốt râu, quả thật là ly hồn chứng, tô thiếu hiệp, xin kể lại toàn bộ cho ta rõ, vì chứng ly hồn có rất nhiều loại. Đây chính là vấn trong vọng, văn, vấn. Mạnh kỳ bèn kể lại tất cả những gì hắn thấy và đoàn thụy kể lại cho hắn, chỉ giấu chuyện nghi ngờ đoàn thụy tu luyện dịch cân kinh. Nói thực ra, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, dịch cân kinh là cải thiện tư chất, tăng lên phẩm giai võ công, nhưng chủ yếu chỉ là phụ trợ, căn bản không khả năng luyện ra chân khí giống như đoàn thụy, mà lại còn là ma khí âm độc thế này, chẳng lẽ y vẫn còn giấu giếm cái gì đó. Nghĩa phụ của y đã dạy y một bộ ma công, sau đó dùng dịch cân kinh để tăng lên phẩm giai và uy lực. Phùng Bân gật gù, nếu là võ công tạo ra ly hồn chứng, chỉ cần không tập nữa thì sẽ hết, với tư chất của đoàn thủy tu luyện công pháp khác cũng vẫn có thể tăng nhanh. Trung Thái Bình vuốt râu, gật đầu, loại ly hồn chứng phổ biến nhất chính là một thể song hồn, có người do trời sinh đã như thế. Khi còn ở trong bào thai, bị người ta mượn thể hoàng hồn, nếu là vậy, chỉ cần tìm được cao thủ sở trường về linh hồn nguyên thần chi đạo hỗ trợ khống chế hồn thừa, rồi dùng phù triện và đang dược nhổ nó ra hoặc trừ khử nó đi, là đã trị tận gốc. Chỉ là có nguy hiểm, dễ bị ảnh hưởng tới linh hồn còn lại, bệnh ly hồn mà lão phu chữa khỏi chính là một thể song hồn này. Nhưng theo Tô Thiếu Hiệp miêu tả, xem mạch tượng và biểu hiện của đoàn công tử, thì có thể bài trừ một thể song hồn này. Phùng Nguyên tỉnh thở phào, thầm nghĩ, chung bá bá thực là vô nghĩa nói cả đống những lời không ăn nhập như thế làm gì làm người ta lo lắng mạnh kỳ im lặng nghe bất giác tự nghĩ đến mình nếu lúc mình xuyên không tới đây linh hồn tô tử viễn chưa tiêu tán vậy chẳng phải cũng chính là một thể song hồn đó sao không biết cố tiểu tang cố yêu nữ là loại hình nào chung duy thò đầu rón rén nhìn đoàn thụy không biết là hâm mộ hay đồng tình tên kia tu luyện công pháp quá cường đại còn tuổi nhỏ đã có thể chiến thắng cường địch 6-7 khiếu, thật sự là làm người ta hâm mộ, nhưng lại biến mình thành thế này, ngay cả cơ thể và hành động của bản thân cũng không khống chế được, thật là đáng buồn. Đoàn công tử ly hồn chứng có thể bước đầu phán định, Trung Thái Bình cũng có cái thói dông dài của giới đại phu, nói một đống lớn xong mới đi vào chính đề, hắn bản tính thuần phát, kiên định thiện lương, nhưng tu luyện ma công khiến làm thay đổi tính nết và cách hành xử, trở nên cực đoan, mâu thuẫn với bản thân nguyên mẫu của hắn, nhưng hắn lại không biết, dần dần khiến sinh ra suy nghĩ rằng ma công là cực đoan, không phải là hắn, xa lánh nó, cắt đứt với nó. Mới sinh ra ly hồn chứng. Đoàn thủy nghe mà ứa nước mắt, đúng vậy, ta trời sinh không phải là người xấu. Ai da, chính là tinh thần phân liệt. Mạnh kỳ hạ kết luận. Ma công khiến người ta trở nên cực đoan, hiếu sát khá nhiều, phùng bân và phùng nguyên tĩnh không có gì để nói. Tề chính ngôn nghe rất chuyên chú, môi thoáng miếng, vẻ đâm chiêu. Trung thần y, ngươi chắc chắn chính tư thế kia là ma công. Vậy nghĩa phụ của đoàn thụy không phải là người tốt, nếu hắn đã là người xấu, thì tu luyện ma công phải như cá gặp nước, không mâu thuẫn nhiều với bản thân mới đúng chứ, sao lão ta cũng phát điên. Mạnh kỳ hỏi. Trung thái bình lắc đầu, không nhất định là chính tư thế đó, tóm lại là có dấu vết ma công. Ô ô ô, lúc này, đoàn thụy ngọ ngoại, muốn nói chuyện. Mạnh kỳ giải huyệt nói cho hắn. Ta, không phải, tà ma kia nói nghĩa phụ bị phát điên là vì hắn đã lừa ông ấy, cố ý che giấu vấn đề thật sự của việc tu luyện ma công, khiến ông ấy thay đổi trình tự tu luyện của chính tư thế đó, đoàn thụy cuốn quyết nói. Mạnh kỳ khẽ hít một hơi, thực không phải là dịch cân kinh. Hoặc là giống thiên long bát bộ, phải có võ công Phật môn cao thâm để điều hòa, nếu không sẽ xảy ra vấn đề nhưng mình tu luyện kim chung tráo đâu có tai họa ngầm gì. Thay đổi tu luyện trình tự sẽ xảy ra vấn đề chuyện này ai cũng biết, nhưng đoàn thủy tu luyện đúng trình tự mà vẫn xảy ra vấn đề thì thực là hiếm thấy, tuyệt đại ma công đều là tiến triển mau, quy lực mạnh, dễ xảy ra vấn đề. Trung Thái Bình nghe đoàn thủy nói vậy thì gật đầu, biết được căn nguyên thì dễ trị liệu. Trung thần y, thật sự có thể trị. Đoàn thủy vừa mừng vừa sợ lại kích động, phùng nguyên tỉnh thì đầy vui mừng trung thái bình thổi râu trừng mắt lão phu nói trị được là đương nhiên trị được đầu tiên ngươi phải dừng tu luyện chính tư thế đó trung thái bình gọn gàng dứt khoát sau đó kết hợp với uống thuốc châm cứu cắt bỏ bộ phận thừa kia khiến cơ thể lại hòa hợp tiền đề là ngươi không được kháng cự không được coi hắn là tà ma nữa đoàn thụy ngạc nhiên còn còn phải hòa với tà mà thành một thể vậy sao gọi là chữa khỏi trung thái bình sầm mặt hắn chính là ngươi ngươi chính là hắn nếu không giết ngươi thì không thể nào trừ được nhưng có thể quay về một thể khiến hắn trở thành một phần của cơ thể ngươi để cho ngươi khống chế mạnh kỳ đang nghe truyện trên tv audio cv cũng nói tiểu đoàn à mỗi người đều có một phần bản thân mà mình không thích ai chẳng có dục vọng thói xấu mấu chốt là ở chỗ có thể áp chế nó không bị nó khống chế dùng lý tính để xử lý nó chẳng lẽ trước đây ngươi chưa bao giờ nghĩ tới việc trở nên giàu sang cưới tiểu thiếp hay sao? Đập lại những đồng môn ngày thường ăn hiếp ngươi hay sao? Chuyện này là chuyện bình thường, nhưng biết chúng chỉ là ảo tưởng, nghĩ ra rồi quên chúng đi, thì cũng vẫn là người tốt. Tà ma, mỗi người đều có, chỉ là cách xử lý của mỗi người như thế nào mà thôi, mạnh mẽ phân cách với chúng là cách xử lý kém cỏi nhất. Đoàn thủy đâm chiêu gật gật đầu, nhưng tuổi còn nhỏ, thực ra vẫn chưa hiểu lắm. Mạnh kỳ trầm ngâm, rút ra thiên chi thương, như vậy đi, coi bản thân ngươi là dương, coi tà ma là âm, ngươi xem đao này của ta là dương hay là âm? được thấy cùng đao, tô mạnh triển lãm đao pháp, phùng nguyên tĩnh và trung duy đều hứng chí bừng bừng, nín thở chờ được xem. mạnh kỳ một đao chém hư không, tiếng gió biến mất, đao thế vừa có cương vừa có nhu, vừa có âm vừa có dương, không ngừng chuyển hóa cho nhau, khó mà phân biệt âm dương tam hợp, đổi chỗ cho nhau. di Phùng Bân và Trung Thái Bình đều nhận ra một đau này huyền diệu, khẽ gật đầu, nếu là mình cũng khó mà hóa giải. Trường đao hạ xuống, một khắc cuối cùng chuyển âm thành dương, hóa nhu thành cương, chấn đến mức phòng rung rẩy, nóc nhà rớt xuống từng chùm tro bụi. Âm dương hỗ trợ cho nhau, luôn là một thể, không thể triệt để cắt bỏ, giống như ngươi với tà ma kia, nhưng chỉ cần khống chế được nó, khống chế được những ý niệm xấu của bản thân, thì ngươi vẫn là ngươi, làm gì còn tà ma nào nữa, có hiểu không? Mạnh kỳ lấy đao để dẫn lý, chỉ bảo đoàn thụy. Đoàn thụy cuối cùng cũng hiểu, đa tạ tô công tử chỉ điểm. Trung Duy đắm chìm vào một đao kia, cảm thấy thật là huyền diệu bất phàm, gần với pháp lý. Hắn cần ít nhất ba tháng uống thuốc cấm châm, chuyển tới phủ lão phu đi. Trung Thái Bình khoanh tay đứng dậy, mắt nhìn lên trần nhà. Mạnh kỳ nói ngay, Hắn lại hỏi một câu, "Trung thần y, vừa rồi là cách châm cứu để đánh thức tà ma đúng không? Có cách nào tương đối đơn giản hơn không?" Y đạo không có đường tắt. Trung Thái Bình hừ một tiếng. Mạnh Kỳ tuy nhớ kỹ chín lần đổi huyệt châm vừa rồi, cũng cảm ứng được chân khí lưu động, nhưng mà cố yêu nữ đâu có để cho hắn tha hồ cắm tới chín lần châm lên người cô như thế. Trung Thái Bình khoanh tay hồi phủ, chờ Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đưa đoàn thủy tới. Phùng Nguyên Tĩnh và Phùng Bân qua trước. Tề sư huynh, ngươi giúp ta canh cửa phòng, ta có lời muốn hỏi đoàn thụy. Mạnh kỳ thấy bọn họ rời đi, quay sang nói với tề chính ngôn. A, à, tề chính ngôn như hiểu ra, hay. Mạnh kỳ đi đến bên giường, nhìn đoàn thụy, tiểu đoàn, có một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời ta, làm sao nghĩa phụ của ngươi biết trình tự chính xác của chính tư thế ấy. Nghĩa phụ nói, lúc ông ấy được chia cho chính trang bí tịch này, gặp được một lão hòa thượng nói cho ông ấy biết trình tự tu luyện chính xác nhưng tà ma nói ông ta không tin tưởng lời của lão hòa thượng nên bảo ta luyện trước đoàn thụy thành thật trả lời lão hòa thượng mạnh kỳ cả kinh có biết dáng vẻ của lão hòa thượng đó không nghĩa phụ không nói mạnh kỳ nhíu mày lúc ấy để tìm dịch cân kinh và những bí tịch viết tay kia rất nhiều trưởng lão thủ tọa đều đi ra sau núi nên khó mà xác định được đó là ai, chưa kể có người âm thầm đi lén. Nhưng có thể xác nhận một điều, sau lưng Chân Thường quả thật còn có người khác, trong Thiếu Lâm trưởng lão có gian tế. Nhưng vì sao ông ta lại muốn nghĩa phụ của Đoàn Thụy tu luyện bí tịch ma công này? Là để làm người thí nghiệm cho mình. Chính trang ma công này từ đâu mà có, chân thường đều là sao chép Thiếu Lâm tuyệt học kia mà. Đưa Đoàn Thụy đến Trung phủ xong, Mạnh Kỳ đi lục phiến môn, định bẩm báo lại việc của đoàn thụy chuyện canh giữ sau này để cho họ phục trách hắn không thể nào cứ ở đây canh giữ đang đi trên đường bỗng mạnh kỳ xoay người thấy một đạo sĩ trẻ tuổi mũi cao môi mỏng đứng cách đó không xa chính là ngũ phương đế đao thanh dư tô thí chủ đi nhanh thực bần đạo đuổi theo rất là vất vả thanh dư mỉm cười chắp tay mạnh kỳ ngạc nhiên đạo huynh có chuyện gì chủ yếu là tâm ngứa bần đạo đi mậu lăng để luận bàn không ngờ lại bị cuốn vào chuyện khác đành phải trở về sơn môn nay lại xuống núi chỉ là muốn tỉ thí với tô thí chủ vì ước hẹn ngày đó vẫn chưa thực hiện thanh dư chậm rãi nói khí thế đường hoàng chính đại người xung quanh đều theo bản năng tránh ra xa tiểu đạo sĩ này gian trá thì gian trá nhưng là một đối thủ xứng đáng mạnh kỳ cười nhạt đã có lời mời đâu dám không theo khí thế của hắn bừng bừng kéo lên như đau ra khỏi vỏ làm người ta tránh ra xa trong khoảng thời gian ngắn cả con đường đã vắng tanh người ta cách xa hai người cả một khúc tới trình độ của mạnh kỳ và thanh dư khi giao phong rất coi trọng tâm linh khí thế nếu bị người áp chế tinh thần mai phục mầm móng hoặc tâm linh xuất hiện sơ hở mười thành công lực thường sẽ phát huy không ra được sáu bảy thành coi như tương đương thất bại ai cũng có thủ đoạn áp đáy hòm có bao nhiêu thủ đoạn lôi ra hết thì chỉ cần sau một vòng chiến đấu, đối thủ có thể còn không có cả cơ hội để xuất tuyệt chiêu. Đương nhiên, nếu tu luyện ma công, cảm xúc càng nặng, phát huy chiến lực càng mạnh. Một người áo dài mũ cao, đứng như thiên thần hạ phàm, uy nghiêm, tôn quý, làm người ta sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái, người còn lại áo đen, eo đeo đao, ngọc thụ lâm phong, đứng hiên ngang thẳng tắp. Sắc bén như thanh đao ra khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ, như rồng về biển, hổ về rừng, dần hòa hợp vào với hoàn cảnh chung quanh cao thủ a mọi người đều vô thức nghĩ tới hai chữ này trong một quán rượu bên trái đường trường xuyên tiêu cục thiếu tiêu đầu dịch tùng đang mở tiệc chiêu đãi ma vân long phương bạch đang vui vẻ nói chuyện với nhau bỗng cảm thấy đường phố náo nhiệt ngoài kia trở nên lặng ngắt như tờ im lặng đến kỳ quặc cả đám thò đầu ra xem thấy mạnh kỳ và thanh dư có người so đấu dịch tùng đã quen với tình hình thế này vì cách nhau tương đối xa, Phương Bạch không nắm được rõ khí thế của hai người, chỉ cảm thấy đều không phải là nhỏ, e là không phải cao thủ bình thường. Ý Hắn bỗng nhiên kêu tí một tiếng, nhận ra thân phận mạnh kỳ, người áo đen kia chính là người hồi trưa đứng mô tả trận chiến, là đồng bạn của hoáng hoa kiếm phái tề chính ngôn. Là hắn Dùng đao chứ không phải kiếm, vậy không phải là đệ tử của hoáng hoa kiếm phái. Dịch tùng giật mình, từ trận hồi trưa cũng đủ biết nhãn lực của hắn không tồi võ công hình nhu cũng khá a à, đạo nhân trẻ tuổi kia là ai thế nhìn trang phục tám thành là đệ tử huyền thiên tông phương bạch đâm chiêu hẳn là một trận long tranh hổ đấu trong mắt mạnh kỳ chỉ có thanh dư chân khí quanh người thanh dư đã lên đến đỉnh cao nguy nga cao quý ép tới mức khí xung quanh phải rung lên khí tức ngăn cản bảo vệ không cho người ta nhòm ngó mạnh kỳ không thể nhìn ra được tuyến vận chuyển chân khí của thanh dư nhưng mạnh kỳ không sợ vì hắn đã từng phải đấu với nhiều người còn mạnh hơn cả thanh dư như tưởng hoành xuyên hay vương tư viễn nên lòng hắn vẫn vững vàng như cũ thanh dư đưa tay ra nắm lấy đao ánh đao lóe sáng như ánh sáng thời gian xuyên qua tháng năm mạnh kỳ cũng chụp vào đao nhanh tới mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh tranh thanh dư đã một đao chém ra ánh đao đầu tiên chỉ là một điểm sau đó tỏa rộng ra, với rất nhiều biến hóa, ánh đao tung hoành, phô thiên cái địa, tới gần trước người. Cả tầm mắt mạnh kỳ đều là ánh đao, trên dưới trái phải đều cảm thấy có đao khí. Ánh đao như lửa, bao phủ tất cả. a à, hẳn đây chính là hỏa hoàng đốt càng không ẩn chứa một loại đao đạo tinh nghĩa. Cao thủ mở khiếu giao chiến, trừ phi thực lực trên lệch, nếu không không cần thiết phải lấy tuyệt chiêu ra để đánh, vì ngươi có tuyệt chiêu, đối thủ cũng có, nếu đối thủ đỡ được tuyệt chiêu của mình, thì sẽ chuyển thành mình rơi xuống thế hạ phong. Thông thường họ đều là đánh từng bước để tìm cơ hội, tới khi tìm thấy được sơ hở thật sự mới toàn lực ra tay. Cao thủ tỷ thí, một khi sát chiêu xuất hiện, chính là lúc phân định thắng thua. Thanh dư xuất, hỏa hoàng đốt càng khôn, đau như lửa ào ào cháy tới, nhìn thì thấy đầy sơ hở, nhưng lại như không nắm được. Chí phồn mà mậu. Hừ phải dùng đao pháp kể cho thanh dư nghe một câu chuyện mới được một ánh điện quang sáng lên ánh sáng không mãnh liệt lắm đao thế tròn vành vạnh như bầu trời dung nạp vạn vật những tia điện xé rách không trung bá đạo uy mãnh đương 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 tiếng va chạm không ngừng vang lên tất cả lửa tất cả biến hóa đều bị hư không bao trọn này phương bạch và dịch tùng đều đứng bật dậy ngạc nhiên chăm chú nhìn cả hai người kia đều làm họ kinh hãi một chiêu đó của họ không phải cao thủ mở khiếu nào cũng làm ra được, vì đao pháp rất tinh xảo, hàm chứa tinh nghĩa, gần sát pháp lý, chính là đúng chuẩn của cường giả nhân bản. Nếu đổi lại là họ phải đỡ lại hai đao kia, e là đã phải xuất ra toàn lực, dùng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Tiểu tử lắm lời vớ vẫn kia mạnh tới như vậy. Phương Bạch không sao tin được. Đương đương đương, song đao giao kích, một tia điện từ trường đao của Mạnh Kỳ xuyên qua lưới lửa chém vào tay Thanh Dư. Tuế Nguyệt của Thanh Dư chợt tắt, vừa vặn chặn lại Thiên Chi Thương. Sau đó, đao thế của Thanh Dư đột nhiên bùng to ra, giống như lửa nổ tung, như muốn nuốt vạn vật. Là một loại đao đạo tinh nghĩa khác của hỏa hoàng đốt càng khôn. Sơ hở mạnh kỳ bắt được là do Thanh Dư cố ý để lộ. Ánh đao rực rỡ nhanh chóng chém tới, e là mạnh kỳ chỉ còn cách tránh né mà thôi. Đột nhiên, Thanh Dư phát hiện Thiên Chi Thương đột nhiên biến mất, thực chất không phải là biến mất, mà là đã nhanh tới mức không tin nổi, muốn lấy công đối công, lấy nhanh để chế địch. Hắn là cố ý trúng bẫy. Thanh Dư phát hiện nếu cả hai đều không biến chiêu, mình chắc chắn sẽ trúng đao trước, còn đối phương có kim chung tráo, dù có trúng đao cũng chẳng sao cả, lấy đao đổi đao này rất là không khôn ngoan. Hắn dậm chân, như muốn đạp mây cử gió, lùi lại giãn cách cự ly với Mạnh Kỳ, Tuế Nguyệt vốn đang chém Mạnh Kỳ chuyển thành chém Thiên Chi Thương. Tiểu đạo sĩ thật là lợi hại, nếu không phải lén dùng bát cửu huyền công, cố ý xông vào bẫy, e là sau đao này hẳn sẽ phải rơi xuống hạ phong. Mạnh kỳ huy đao vọt lên, điện nhanh, lôi mạnh, lực công kích cực kỳ cương mãnh, liên tục ào tới, đao thế cuồn cuộn, thế uy không thể đỡ. Thanh dư không lùi thêm nữa, ánh lửa lan ra, cùng múa với điện lôi, ánh đao mờ mịt, đánh nát hồng trần. Hai người dù chưa dùng tới chiêu thức ngoại cảnh, nhưng cũng đã dùng hết toàn lực, xuất hết mọi tinh diệu của đao pháp, ẩn chứa quy luật, khiến người đứng xem không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Phương Bạch nhìn mà muốn ngừng thở, tay ôm ngực, nghĩ nếu đổi thành mình đấu với một trong hai người kia, e là đã bại trận luôn rồi, có dùng tới, ngũ long dơ vuốt, cũng không thể thoát, dịch tùng lại càng không cần nói, đã sớm nhận ra mình không phải là đối thủ. Đánh tới mù mịt, Thanh Dư đột nhiên một đao nhẹ bẩn chém ra, yếu ớt tới mức như không còn gì. Nhưng trong hư không, hỏa hoàng đốt càng khung đã khiến dòng khí xung quanh trở nên nóng hừng hực như thực sự bốc cháy đầy trời đều là hỏa diễm đá lót đường và các quầy hàng hai bên đều bị đốt tâm linh của mạnh kỳ cũng bị đốt dục hỏa tình hỏa nộ hỏa đủ loại tâm hỏa cùng bùng lên một lượt làm mặt mạnh kỳ ửng hồng tâm linh nhộn nhạo đây mới là hỏa hoàng đốt càng khung thật sự hỏa hoàng đốt càng khung cấp ngoại cảnh thế mà thanh dư lại có thể đánh ra nhẹ nhàng bâng quơ như thế không đúng hắn sớm đã dùng tới nó rồi ngay tại chiêu giao thủ đầu tiên đã lén đốt dòng khí ám dẫn tâm hỏa tiếp đó qua mỗi chiêu lại lén đốt thêm một chút qua nhiều chiêu đại thế đã thành giờ chỉ cần đốt lên mồi lửa là có thể đốt cháy tất cả thanh dư cũng đang dùng đao pháp để kể chuyện cho ta nghe nhìn thanh dư cực kỳ chăm chú đạo bào phồng lên mạnh kỳ đột nhiên có một niềm vui vì đã tìm thấy được một kỳ phùng địch thủ đối thủ như vậy mới vui nha đối thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cố tiểu tang cởi áo lộ làn da trắng miệng màng giang chỉ vi cười vang lãnh lót mắt ướt ẩn chứa tình cảm nguyễn ngọc thư ăn cá khô lè cái lưỡi hồng hồng ra liếm môi lại nhìn thấy hồi ấy ở ngọc môn quan trước mặt là giới luật đường thủ tọa đang quở trách nghe thấy sư phụ khẩn cầu tiểu sư để gánh vác tội thay lửa giận xông thẳng lên trán thấy mình tung hoành tà lĩnh Thấy mình vẫn luôn ấy nấy với cố trường thanh chỉ vì lúc ấy kinh nghiệm giang hồ của mình quá ít. Vô tình cuốn hắn vào. Trong rắc rối. Dục hỏa, tình hỏa, nộ hỏa, thương hỏa, đủ loại tâm tình hừng hực bốc cháy, không dập tắt được, đang lan nhanh tới tâm hồ. Hỏa diễm đầy trời, cả con đường như bốc cháy, Phương Bạch cảm thấy một chiêu này chẳng khác gì cua thần ma. Một đau này đâu có gì có thể kháng cự. Không thể nào đỡ được nhưng Mạnh Kỳ cũng đang kể chuyện cho Thanh Dư. Hắn vận chuyển A Nan phá giới đao tâm pháp, cố gắng áp chế tâm hỏa, quát lớn. Mở. Trường đao chém ra, những tia điện tím bắn ra, ngưng tụ lại với nhau. Oanh. Tầng tầng chồng lên nhau, sau đó cùng nổ tung. Mạnh Kỳ từ lúc mới bắt đầu đã thầm vận tử lôi kình. Dùng thiên chi thương khiến chúng với dòng khí giao trộn vào nhau, nên tia điện của thiên chi thương mới không phải là màu trắng, mà là màu tím câu chuyện này của hắn cũng không nắng đâu nha hắn cũng cố che giấu cùng lôi chấn cửu tiêu vẫn luôn không thôi phát thiên chi thương vì nó rất dễ bị người ta nhận ra nên giấu giữ lại tới lúc mấu chốt mới đánh ra oanh tử điện tụ thành trường long mạnh mẽ chém vào lưới lửa trong con mắt thanh dư chỉ thấy một màu tím huy hoàng hỏa diễm như tấm lưới trói chặt lấy thương long không ngừng đốt cháy tử điện đằng không quần xà loạn vũ, đao kình bạo liệt, chí cương chí mảnh, cố gắng phá tan lưới lửa. Phá! Mạnh kỳ gồng cơ bắp, áo quần phồng lên, làn da rực màu ánh kim, rõ là đã dùng toàn lực. Phá! Ánh lửa bay múa, theo ánh đao, từ bốn phương tám hướng bốc thẳng về phía mạnh kỳ, đá lót đường và các quầy hàng hai bên hắn đều bốc khói xanh, cả khúc đường như đang bốc cháy. Trong màn lửa đỏ, theo trường đao cao tốc trảm kích, từng tia tử điện tụ lại với nhau, chất chồng lên nhau, hóa thành trường long, khiến dòng khí đều bị hút vào nó, ngay cả hỏa diễm cũng bị hút vào. Ti điện tím rỡ, ánh lửa đỏ rực, hòa vào nhau tạo nên một màu sắc rực rỡ đẹp không sao tả xiết, chiếu sáng bầu trời đã hơi sập tới của buổi chạng vạn. Không dựa vào bảo binh, không dùng tới công pháp đặc thù, từ đầu đã câu thông ngoại thiên địa, cũng chưa hề đạt tới cảnh giới thiên nhân giao cảm, Hai bên giao chiến đều là dùng suy diễn từ chiêu thức ngoại cảnh mà ra, xong lại tạo nên một cảnh tượng không khác gì thần ma chiến đấu, không hề giống phàm tục chút nào, khiến Phương Bạch và Dịch Tùng đều lạnh người, cùng là mở khiếu, sao lại chênh lệch như vậy, sao hai người kia lại khủng bố như vậy. Ngũ Phương Đế Đao. Cuồng đao. Đến lúc này, họ đã đoán ra đạo sĩ trẻ tuổi kia hẳn chính là Ngũ Phương Đế Đao, và người đang giao thủ với y chính là người lừng danh khắp giang đông cuồng đao tô mạnh, đao khí trường hà, lừng lẫy giang đông, bây giờ đã được nhìn thấy. 20 hạng đầu nhân bản quả nhiên đều là quái vật. Đương Tử điện cuồng long hút hết lửa, hóa thành những con rồng nhỏ bay lượn khắp nơi, thiên chi thương, chuẩn xác chặn đứng, tuế nguyệt. Song đao chống vào nhau, đứng thẳng bất động giữa không trung, xung quanh là hoa lửa và tử điện thi nhau bay xuống. Tiếng kim loại va nhau vang vọng không trung, mạnh kỳ lại quát to một tiếng mở. Tuế Nguyệt bị chém hở ra một tấc. Từ khe hở đó, Tử Ngọc không biết đã được rút ra từ lúc nào, kiếm quang rực sáng, đâm thẳng qua. Thần và ý, biến và không biến, trong một khắc này trở thành thống nhất một cách hoàn mỹ, kiếm chiêu không biến, không có đường lui, không chút do dự, như một tia sáng từ trên trời bắn xuống, đẹp không gì sánh kịp. Đẹp và mạnh mẽ, tuy hai mà một. Mi tâm thanh dư nhói đau, Nguyên thần như bị kiếm ý đánh trúng, đao thế vô thức bị mở ra, không thể không biến, không thể không thủ. Tuế Nguyệt lập tức đánh vòng tròn, một vòng lại một vòng, tạo thành một cái lốc xoáy u ám, bên trong toàn là hỗn độn, sinh ra hấp lực, hút hết dòng khí, sinh cơ su an quanh. Hắc đế phúc vạn vật. Thiên ngoại phi tiên cũng không thể trốn thoát cơn lốc xoáy thôn vệ mọi thứ này, nhưng thanh kiếm trong tay mạnh kỳ vẫn vô cùng kiên định, bàn tay không run chút nào, đâm thẳng vào giữa vòng xoáy. Thanh dư dù sao cũng chỉ là mở khiếu, vẫn có sơ hở. Trường kiếm xuyên vào lốc xoáy, dòng khí vịt một tiếng nổ tung, tử ngọ bị đẩy hơi lệch đi, đau thế tản ra. Không thể cho thanh dư cơ hội hồi khí. Thiên chi thương trong tay phải chém ra. Với chân khí, thể lực và tinh thần của hắn hiện giờ, đã có thể sử dụng ba lần chiêu thức ngoại cảnh, nhưng lần thứ ba là rất miễn cưỡng, nhưng mặc kệ, để cho đối thủ có cơ hội chính là tự quyết mình thua trận. Mắt mũi đã trướng máu, mạnh kỳ trận to mắt, ánh đao lấp loáng như làn khói, gợi nên những chuyện cũ khó quên, khiến lòng người không sao thanh tịnh được. Thanh dư cắn chặt răng, mũi miệng cũng trướng máu, vận khí thế mạnh mẽ ép xuống. Khí thế của hắn sông thẳng lên trời, khiến dòng khí xung quanh rung động, như muốn triều bái. Đôi mắt Thanh dư trở nên lạnh lùng, song không phải là lãnh khốc, cũng không phải vô tình mà là nguyên tắc đại đạo là thế, vạn vật đều là một thể, không phân biệt, không thiên vị, không ưu ái, cũng không căm hận. Thanh dư không lùi mà tiếng, tuế nguyệt thản nhiên chém ra, không mang theo một tiếng gió nào, tràn đầy tan thương. Ánh đao hiu quạng, nơi đi qua, gió đều ngừng lại, lửa và tử điện thượng lại, ngay cả thiên chi thương cũng như bị va phải lực cản, càng lúc càng chậm lại. Năm tháng như thoi đưa, những chuyện không thể quên được sao có thể sánh được với âm thanh ánh sáng thời gian trôi qua cuối cùng cũng sẽ quên không có cái gì mà không quên được đoạn thanh tịnh bị phá đầu mạnh kỳ ong ong tinh thần đã khô kiệt lại còn bị phản vệ nguyên thần chấn động suýt nữa không giữ được vũ khí trong tay phun ra một ngụm máu tươi đây là một tuyệt chiêu của ngũ phương ngũ đế đao pháp là chiêu thức cấp pháp thân thiên đế đạp quan âm nếu không phải thanh dư chỉ lĩnh ngộ được một phần chân ý của tuyệt chiêu này thì mười hạng đầu nhân bản cũng chẳng mấy ai đối kháng lại được đó giống như tuyệt chiêu kiếm ra vô ngã của giang chỉ vi liên tục đánh ra ba chiêu đao pháp ngoại cảnh trong đó một chiêu lại còn ẩn chứa đạo và lý tiếp cận pháp thân thanh dư dù tu luyện thiên đế ngọc sách cũng vẫn là nỏ mạnh hết đà biến chiêu trở nên cực chậm chiêu công kích tiếp theo như bị khựng lại mắt chảy máu nhiều hơn Mạnh kỳ cũng thất khiếu chảy máu y hệt, búi tóc đã bị chém đứt, tóc dài xỏa ra, khiến trông có vẻ dữ tợn. Nhưng mạnh kỳ hít sâu một hơi, dùng bất tử ấn pháp hồi phục chân khí, chém ra một đao. Đao thế rất nặng nề, như ngọn núi lớn, ép khí xung quanh lúng sụp, tạo thành một cái lốc xoáy, phát ra những tiếng nổ vang. Oanh! Lôi chi trọng này là một trong rất ít chiêu thức khi sử dụng chỉ đòi hỏi dùng chân khí và sức mạnh cơ thể để thi triển oanh thiên chi thương chém vào thanh dư tiểu đạo sĩ chỉ kịp xoay ngang đao ra chặn đương tuế nguyệt bị đẩy ra rõ ràng mạnh kỳ khỏe hơn mạnh kỳ thu đao vào võ chắp tay cười cảm ơn đã nhường một trận chiến này chiến thắng được là nhờ vào một chút may mắn khá là nguy nan thanh dư thu đao vào võ cũng cười thống khoái chuyến đi này không tệ dứt lời hắn sách tuế nguyệt đi lướt qua mạnh kỳ, thân ảnh tiêu sái, không gì vướng bận, ngàn dặm xa xôi đuổi tới chỉ là để có cuộc giao thủ trước sau chưa tới một nén nhang này. Cuộc khởi mà đến, hứng chí mà về, thế là đủ, những chuyện khác có gì đáng để nhắc tới. Nhìn theo bóng thanh dư, mạnh kỳ không nhịn được thở dài cảm khái, tiểu đạo sĩ này gian trá thì gian trá, nhưng quả thật đủ tiêu sái, đã rất có phong phạm đạo nhân thật sự. Vừa rồi giao thủ, mình chiến thắng được là nhờ may mắn mà thôi ngay từ đầu đã lên kế hoạch kể chuyện xưa cho tiểu đạo sĩ nghe ẩn giấu cùng lôi chấn cửu tiêu vạt lôi kình cho nên mới đạt được thế hòa nhau nếu không phải hòa nhau mà bị rơi vào bị động đối mặt với ba chiêu liên tiếp hỏa hoàng đốt càng khôn hắc đế phúc vạn vật và thiên đế đạp quan âm người thua chắc chắn sẽ là hắn vì cái chiêu cuối cùng quá mức khủng bố mà thanh dư là bị động phòng thủ đánh ra chiêu đó đấy vậy mà mình thiếu chút nữa không đỡ được nếu là tên kia chủ động tấn công thì làm sao chống nổi tóm lại mình với thanh dư là thực lực tương đương nhau nên trạng thái chiến đấu của người nào tốt hơn chiếm được thế thượng phong trước thì người đó sẽ có thể là người nở nụ cười sau cùng nhưng thôi mặc kệ thế nào trận này mình đã thắng nửa chiêu mạnh kỳ vô cùng vui vẻ trên tửu lâu đám phương bạch và dịch tùng đều đã xem tới há hốc miệng nói không ra lời đây mà là mở khiếu sao nhất định là quái vật nhưng như vậy lại làm dâng lên ý chí phấn đấu của họ bây giờ xem như họ đã có mục tiêu cụ thể để vươn tới quần chúng vây xem cũng được mở rộng tầm mắt mới mở khiếu kỳ mà đã có thể đánh thành như vậy quả thực là không thể nào tưởng tượng được hai người này chẳng lẽ là mười hạng đầu nhân bản mạnh kỳ nhìn quanh rất vừa lòng với khả năng khống chế của mình ừ quả nhiên không làm tổn thương tới ai cả một bộ đầu tới gần tô công tử dừng bước làm bộ đầu hắn đã từ trong trận đấu nhận ra cuồng đau a à, có chuyện gì mạnh kỳ nhìn hắn bộ đầu cuối chào tại hạ an vưu là trường xuyên tri sự bộ đầu tô công tử các người luận võ là chuyện tốt nhưng làm hư đường xá phá hỏng việc làm ăn kiếm sống của người dân cho nên phải bồi thường mới hợp lý tô công tử là người hiệp can nghĩa đảm tin là sẽ không khiến dân chúng vì hai người mà ăn đói mặc trách Nụ cười của Mạnh Kỳ cứng đờ, khóe miệng giật giật, quả thực đá lát đường cái thì cháy đen, bị tử điện đánh nát cũng hơn 10 phiến, các quầy hàng hai bên đường sụp đổ, cháy xém, bị chém đứt nát tả tơi, trái cây rau cỏ tơi bời trên nền đất. Quả thực là nên bồi thường. Mạnh Kỳ nghiến răng, không phải chỉ có mình mình phải chịu chứ. Tên Thanh Dư kia đi nhanh như vậy, thì ra là né tránh, sợ bị đền tốn tiền. Tên nhóc này thật là quá sức gian trá mình đang dùng thân phận thật sự, bắt buộc phải giữ vững hình tượng thiếu hiệp anh tài, nếu tính toán chi ly thì có vẻ keo kiệt quá, mạnh kỳ rút ngân phiếu của ngân hàng nhà Lan Gia Nguyễn Thị ra, cười ha hả. Đền chứ, đền chứ. Mạnh kỳ cười sảng khoái, ấn đao xoay người đi, trong lòng rỉ máu. Chung quanh không thiếu kẻ muốn kết giao với cuồng đao, giúp hắn bồi thường, nhưng vì vẫn còn chưa kịp hồi thần từ trận đấu đầy rung động vừa rồi nên bị chậm chân, đành trơ mắt nhìn theo Mạnh Kỳ rời đi. An Vương nhìn mệnh giá trên ngân phiếu, nói nhanh, tô công tử, dư quá nhiều, sau khi bồi thường xong, đưa bạc thừa tới đâu để trả. Hắn vốn nghĩ, cuồng đau tô mạnh chắc chắn sẽ sẵn khoái phất tay, bảo không cần trả lại đâu, tặng hết cho người ta đi để an ủi hay gì đấy. Song không ngờ hắn lại nghe thấy một câu này. Đưa đến phủ của cửu bất thần y. Đêm khuya, báo chuyện đoàn thụy cho lục phiến môn xong, Mạnh Kỳ vào trong khách viện Trung phủ. Trong viện có một hồ nước xanh xanh, hoa nở đã tàn, lá vàng khô bồng bềnh, đối lập với cây tùng xanh biết đứng thẳng băng, quả là cảnh sắc của lúc cuối thu gần đông. Mây đen che trăng, tối mò không thấy bóng, Mạnh Kỳ khoanh chân đã tọa, ngưng luyện khiếu huyệt thứ 8. Chính tư thế của Đoàn Thụy, Mạnh Kỳ biết chắc đó là thứ tốt, nhưng hiện giờ không dám thử luyện vì sợ mình cũng sẽ bị điên, bị nhập ma, bị trở nên cực đoan hay đợi nhiệm vụ luân hồi lần sau đưa cho lục đạo luân hồi chi chủ kiểm tra xong rồi tính, chắc cũng đổi được điểm thiện công. Mạnh kỳ thở hắt ra, hắn vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được. Lão hòa thượng kia là ai? Thực sự có người này hay chỉ là nghĩa phụ của Đoàn Thụy bịa ra? Nếu thực sự có người này, vậy tàn quyển chính trang đó là cái gì? Sao lại phải nói cho nghĩa phụ của Đoàn Thụy trình tự chính xác để tu luyện? Hay là ông ta cũng không dám chắc chắn? hay còn có mục đích gì khác? Nghĩa phụ đoàn thủy có thể vào phía sau núi, vậy rõ ràng cũng phải là một cường giả cự phách, với nhãn lực và kiến thức của ông ta, tà ma trong con người đoàn thủy có thể lừa được ông ta sao? Nói dễ vậy. Mạnh kỳ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, đành phải bỏ cuộc, bỏ đi ngủ. Sau núi thiếu lâm, trong mật đạo, có một đống lửa lập lòe. Một người thông thả bước đi, bước chân rất nhẹ, nhưng vẫn tạo nên sự vang vọng trong mật đạo tĩnh lặng. Cuối mật đạo là vách núi hình cung, có một gian thạch thất. Thò tay chạm vào cửa thạch thất, khí lạnh tới thấu xương, trong đầu như nhìn thấy ma ngục, tay chân đứt gãy, hủ thi, ma quỷ. Cố gắng xoay đầu qua đọc hàng chữ ở bên cửa. Người có tình nghĩa, vào được cửa này. Người có tình nghĩa, vào được cửa này. Mạnh Kỳ giật thót mình tỉnh dậy, đây là cảnh hắn từng nhìn thấy ở đằng sau núi Thiếu Lâm trong thế giới đóa nghi sát lần thứ nhất. Núi Thiếu Lâm ở trong thế giới đó giống hệt thế giới chủ, ngay cả lối vào mật đạo cũng giống nhau. Hắn thường có một cảm giác rằng những gì nhìn thấy trong mật đạo thì cũng có tồn tại trong chủ thế giới, nhưng không ngờ đêm nay lại nằm mơ thấy chuyện này. Là trùng hợp. Không phải. Mạnh kỳ đâm chiêu, đây là mối nghi ngờ lớn nhất vẫn luôn ẩn giấu sâu trong đầu hắn. Người có tình nghĩa, được vào cửa này mạnh kỳ lẩm bẩm chính trang tàn thư có lẽ có liên quan gì đó với cánh cửa này dù là thần công phật môn e là cũng vẫn ám tàn ma tính có lẽ mục đích thật sự của lão hòa thượng là muốn mở cánh cửa này ra cho nên ông ta mới nói cho nghĩa phụ đoàn thụy trình tự tu luyện hy vọng người kia luyện thành ma công giúp ông ta mở cửa không đúng nếu mình là ông ta nghĩa phụ của đoàn thụy là cường giải đâu phải loại người dễ bị khống chế như vậy, còn từng tiếp xúc với mình, biết đặc điểm khí tức của mình, vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng đặc điểm khí tức thì không, chắc chắn phải tìm cách trừ diệt tai họa ngầm này. Cho nên, Nghĩa phụ Đoàn Thụy mới bị điên. Mạnh Kỳ giật mình, tà ma trong người Đoàn Thụy không thể nào đủ sức lừa được Nghĩa phụ hắn, trừ phi có lão hòa thượng khủng bố kia hỗ trợ, vậy thì lúc đó khác hẳn, ừm, Nghĩa phụ Đoàn Thụy bị điên, không còn nhớ ra kẻ đầu sỏ còn đoàn thụy thì chưa bao giờ gặp lão ta nhưng lại có tu luyện nhập môn vậy chẳng phải là nhân tuyển tốt hơn sao ồ lão hòa thượng này thâm độc thật mạnh kỳ trở mình xuống giường đi tới đi lui suy nghĩ bỗng giật thót nếu đoàn thụy đã trở thành nhân tuyển tốt làm sao lão hòa thượng cho phép hắn chữa chứng ly hồn cho tên kia diệt trừ ma công lúc trước bị nhốt trong địa lao có người giám thị ông ta không thể tùy tiện ra tay nhưng bây giờ thì sao đoàn thụy đang ở trong phủ của cửu bất thần y, huyệt đạo đều đã bị khóa, ông ta sẽ ngồi đó mà nhìn sao. Mạnh kỳ vội vọt ra ngoài, đánh thức tề chính ngôn, vội vàng chạy tới chỗ của Trung Thái Bình. Trung Thái Bình đang chuyên tâm suy nghĩ chuyện chữa bệnh cho đoàn thụy, thấy Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn tới thì trừng mắt, hơn nửa đêm, sao còn tới quấy rối người ta. Trung thần y, ma công của đoàn thụy rất đáng nghi, ta sợ sự tình có biến, ta muốn được nhìn thấy hắn. Mạnh Kỳ nói thẳng vào vấn đề. Trung Thái Bình tức giận, ta cũng ở ngay đây, làm sao có vấn đề gì được. Ông vừa lào bào, vừa đi mở cửa thông xuống hậu viện. Đi qua sân phơi dược liệu, ông biến sắc, vì không cảm nhận được khí tức của con người. Đoàn Thụy bị bế huyệt, nhưng vẫn là người sống, càng chưa nói trong hậu viện có ở mấy dược đồng. Áo bào Trung Thái Bình phồng lên, kình phong nổi lên ào ạt, cửa mấy gian phòng đều bị hất mở ra. Trong phòng Đoàn Thụy, một dược đồng nằm ở gian ngoài, không còn thở. Đi nhanh vào trong, vòng qua bình phong, trên giường không một bóng người, Đoàn Thụy đã biến mất. Sao như vậy, sao như vậy được, trung thái bình đầu tiên là nổi giận lôi đình, sau đó thì thấy sợ hãi, tuy ông không ở trong hậu viện, nhưng cũng chỉ cách một cái sân nhỏ mà thôi, với cảnh giới nửa bước ngoại cảnh, không thể không nhận ra ở đây có phát sinh động tĩnh. Chỉ có thể có một khả năng kẻ ra tay cực kỳ đáng sợ. Mạnh kỳ xoay người đi ra gian ngoài, cẩn thận kiểm tra dược đồng, phát hiện dược đồng mất mạng là do bị một luồng chỉ phong bắn trúng vào huyệt thái dương, chết khi đang ngủ. Chỉ phong rất mỏng manh, nhưng trí mạng, quả là thực lực cao cường. Mạnh kỳ thở hắt ra, làm liên lụy tới dược đồng khiến hắn cảm thấy ấy nấy. Trung thái bình sầm mặt, một chỉ bắn từ xa. Nhưng xa tới cỡ nào, thì ông không nói ra. Bao lâu nay, hắn ta có rất nhiều cơ hội để cướp đoàn thủy đi, nhưng hắn ta không ra tay, mà chờ tới bây giờ mới xuất chiêu, nhưng cũng không giết kẻ đã biết chuyện là ta, cho thấy hắn ra tay không dễ, bị nhiều yếu tố hạn chế. Mạnh Kỳ phân tích, đồng thời cũng cho thấy hắn không có khả năng diệt khẩu những người bếp chuyện. Có lẽ Mạnh Kỳ phải nhắc nhở sư phụ và tiểu sư đệ. Trung Thái Bình nghiến răng nghiến lợi đi qua đi lại, cuối cùng chỉ nói một câu, báo cho lục phiến môn điều tra những tăng nhân xuất hiện ở gần đây nữa. Mạnh kỳ lặng lẽ bổ sung thêm. Ở Thảo Nguyên hay Vân Châu, tới đầu tháng 10 là đã bắt đầu có tuyết đầu mùa bay xuống. Nhưng ở Giang Đông, gió tuy lạnh hẳn đi, nhưng vẫn chưa tới mức độ thấu xương, trong rừng vẫn còn khối cây cối ương ngạnh giữ được màu xanh. Đoàn Thụy bị gió lạnh thổi tỉnh, ngạc nhiên nhìn quanh, tưởng mình ngủ mơ. Lại, lại bị tà ma khống chế đào tẩu. Y đột nhiên hiểu ra, vừa uể oải vừa khổ sở. Ngươi ta vốn là một thể, ngươi lại muốn tiêu diệt ta, vậy sẽ chỉ biến ngươi thành kẻ ngốc mà thôi. Mặt y vặn vẹo, hai mắt trở nên sâu thẳm. Đoàn thụy giận dữ hết, còn hơn giống như bây giờ sống không bằng chết. Hắc! Một thằng ngốc làm sao cưới phùng gia tiểu thư, vì là cùng một người, nên tà ma vô cùng hiểu rõ đoàn thụy Đoàn thụy đỏ mặt, ta, ta muốn thế hồi nào? Hơn nữa, hơn nữa nếu có ngươi tồn tại sẽ làm hại cô ấy ta cũng thích cô ta mà làm sao hại cô ta được chỉ khác là ngươi là thích là yêu quý còn ta là giữ lấy là hưởng thụ tà ma đáp trả nhưng mà ngươi phải nghĩ cho cẩn thận ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy được cô ta chúng ta hiểu rõ bản thân mình nếu không tu luyện chính tư thế đó thì có khác gì người thường không chúng ta cũng không có thân thế nếu không có thực lực mạnh mẽ có tiềm lực làm người ta phải sợ hãi làm sao khiến được phùng gia nhìn trúng chúng ta nhưng nhưng đoàn thụy nói không thành lời tà ma biết mình đã đánh động được đoàn thụy thuyết phục thêm ngươi với ta tuy hai mà một ai cũng không hại được ai giống như tô công tử đã nói chỉ cần ngươi có thể kiểm soát những suy nghĩ cực đoan của bản thân kiểm soát những gì ngươi nghĩ những điều ngươi làm nếu ngươi thành tâm chính ý ý chí rõ ràng dù có tu luyện ma công thì cũng vẫn là chính nhân quân tử, áp chế được tà ma ta, cho nên ngươi không cần phải bài xích ta, kháng cự ta. Chúng ta tiếp tục tu luyện chính tư thế, từ Từ dung hợp với nhau, đổi họ đổi tên, biến mình thành một đại hiệp, quang minh chính đại tới phùng gia cầu hôn. Đoàn Thụy im lặng nhìn lớp cỏ dại đã úa vàng. Cách châm cứu và dùng thuốc của trung thần y ngươi cũng đã biết rồi, nếu thấy có vấn đề, lúc nào cũng có thể dùng chúng để áp chế ta tà ma tung ra tuyệt chiêu cuối cùng đoàn thụy gật đầu hòa thượng ở quanh đây không ai đủ sức lẻn vào trong này mà không làm kinh động chung thần y hòa thượng ở quanh vùng này cũng vậy cũng có mấy người lai lịch không rõ ràng nhưng không quan hệ gì với thiếu lâm cũng không liên quan gì với tà ma ngoại đạo không giống như là bọn họ làm các cường giả khác đều có chứng cứ ngoại phạm tối qua không có ai dị động lục phiến môn phái tri sự bộ đầu an vui tới để thông báo tình hình mạnh kỳ trầm ngâm có biết hành tung của đoàn thụy không hoàn toàn không tìm ra cứ như đã biến mất hoặc đã được người ta đi ra xa ngàn dặm đành chờ nha môn những nơi khác có thấy thì báo cho thôi an vưu cười khổ mạnh kỳ gật đầu im lặng an vưu đi rồi mạnh kỳ thở hắt ra tề sư huynh ta định trở về thiếu lâm một chuyến phải báo việc này cho sư phụ và tiểu sư để biết để họ cẩn thận nếu viết thư e là sẽ không tới được tay sư phụ, nếu thông qua lục phiến môn, báo chuyện lão hòa thượng cho họ biết, lại e họ sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, để làm lợi thế ra điều kiện với thiếu lâm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tự về thiếu lâm mà thôi. Tăng nhân đầu sỏ này rất đáng sợ, ngươi làm vậy là tự đưa mình vào trong nguy hiểm. Tề chính ngôn không đồng tình, gian tế đã tồn tại nhiều năm như vậy, không cần phải gấp gáp nhất thời, đợi tới khi chân tuệ xuống núi du lịch gặp nhau thì càng tốt. Mạnh kỳ khẽ cười, nhưng ta thấy tăng nhân đầu sỏ này hình như bị cái gì đó hạn chế, nếu không đã sớm giết chúng ta diệt khẩu, một khi đã như vậy, sự tình dù có nguy hiểm, cũng vẫn còn có hy vọng, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, tiểu sư đệ với ta tình thâm ý trọng, nếu không biết việc này thì thôi, chứ nếu biết chắc chắn sẽ tìm cách báo cho ta hay, nên nếu ta không đi, trong lòng không an được. Nếu còn lần lửa, khiến họ bị gian tế làm hại, cả đời ta cũng không thể tha thứ cho mình tề chính ngôn thở dài ta đi với ngươi không cần tề sư huynh cứ ở lại giang đông du lịch tìm ai đó có dáng người giống ta mà qua lại để làm người ta tưởng ta vẫn còn đang ở tại giang đông ta sẽ lặng lẽ trốn đi thiếu lâm nếu tìm được giúp đỡ đương nhiên là chuyện tốt nhưng bây giờ nguyễn ngọc thư đã về nhà không thể nhờ nguyễn diêu quang hỗ trợ giang chỉ vi đi trung châu chỉ còn có tề chính ngôn mà thôi Đương nhiên, việc này còn có thể nhờ Lục Phiến môn hỗ trợ. Tề Chính môn nghĩ một lúc, gật đầu, "Vậy ngươi đi một mình cẩn thận, cố gắng mà che giấu hành tung." Mạnh Kỳ gật đầu, cầm chui thiên chi thương, nét mặt trở nên chăm chú. Con người sống trên đời, có những chuyện dù có gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không làm, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.